Người cô đơn thì hay lãng vãng, người có bồ thì hay lãng mạn, còn người chơi FC online thì hay gặp lãng cơ bồi. Ý là lỗi cơ bản đấy. Chơi game thì cũng giải trí thật đấy, nhưng mà đôi khi đáng đá mà thua vì những cái lỗi nhỏ nhặt không biết từ đâu mà ra thì cũng cay phết đấy chứ nhỉ. Thôi thì để Pressing Time tôi chỉ ra top 5 lỗi cơ bản mà những anh em chơi game hay mắc phải nhất nhé. Anh em nào xem xong thì nên khắc phục ngay và luôn, đảm bảo là sẽ lên được rank. Anh em cứ tin tôi nhé. Trước khi bắt đầu, xin cảm ơn và chúc mừng huấn luyện viên đã nhận được gói khởi động tháng 9 vì đã đóng góp chủ đề cực kỳ bổ ích cho series top 5 lần này. Nhiều huấn luyện viên hay theo đuổi phong cách hảo hảo, thường chơi theo kiểu mì ăn liền, đội hình có đủ 11 người, 7 anh trai dự bị thì mang ngay vào đá danh thôi. Thực ra làm vậy về lý thuyết thì cũng được, nhưng e rằng kết quả nhận lại cho anh em sẽ là hơi cay và đắng chút đấy nhá. Ở trong game, chưa tính đến việc tay của anh em có to hay cực to, cơ chế chiến thuật đội, chiến thuật đơn của anh em trước trận đấu cũng đã ảnh hưởng đến kết quả dù trận đấu còn chưa bắt đầu. Ví dụ như anh em đã vô tình để chiến thuật cả đội cùng áp lực thì xác định xong hiệp 1 là anh em cầu thủ đi vào bệnh viện hít oxy hết. Hoặc là để chiến thuật đội lùi thì đừng hỏi tại sao mà đội hình cứ lùi về tử thủ mà không biết lên bóng kiểu gì đó nha. Với cả chiến thuật đơn của cầu thủ, anh em cũng nên để ý kỹ, hậu vệ cánh mà để xu hướng tấn công 3 thủ 1 thì coi như là thủ mất cánh, hoặc tiền đạo mà để xu hướng tấn công 1 thủ 3 thì coi như là rắn mất đầu. Nếu anh em không biết bài vở setup ra sao cho đúng sách giáo khoa thì Pressing Time tôi đã có những series top 5 hướng dẫn cực kỳ chi tiết trước đó rồi. Các huấn luyện viên cứ ấn vào, lấy văn mẫu ra xài, đảm bảo uy tín, sành chín. Không chỉ người yêu cũ mà phòng thủ cũng là một nỗi đau khác khiến cho anh em chăn trở mỗi đêm. Mới làm quen thì ai rồi cũng gặp cảnh hàng thủ đang bày binh bố trận đúng chuẩn thế giới, rồi đột nhiên đúng một giây sau thì các trung vệ, hậu vệ cứ tan đàn xẻ nghé, mỗi anh một quẻ để cho đối thủ phối hợp ghi bàn, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên là cũng có thể do đối thủ hay thật, nhưng cũng có khi là do anh em thường để con trỏ vào các cầu thủ rồi áp sát cầu thủ đối phương khiến cho hàng phòng ngự bị mất cự ly. Một hàng hậu vệ thường có 4 đến 5 cầu thủ, dàn theo hàng ngang là đúng bài. Anh em có thể mường tượng chỉ cần một hậu vệ bỏ vị trí là đội hình sẽ ngay lập tức bị phá vỡ. Anh em dùng một trung vệ áp sát đội bạn thì chưa chắc đã giành lại được bóng mà còn gây lỗ hổng nữa. Trong những tình cảnh đối phương đang từ từ chuyền bóng ở phía trước, anh em không nên dùng các trung vệ để áp sát mà nên để các tiền vệ phòng ngự lo phần đó, vừa đảm bảo hệ thống vừa áp sát được đối phương. Để thực hiện cách phòng ngự này thì anh em hãy chủ động vào phần cài đặt, chỉnh chế độ chọn cầu thủ theo nút bấm của mình nhé. Đừng để chế độ tự động vì đôi khi nó không chỉ đúng vào cầu thủ mà bạn muốn đâu. Trường hợp có thể coi là duy nhất anh em có thể chủ động điều trỏ ở hàng phòng thủ, đó là khi cầu thủ đối phương chạy chỗ đón đường chọc khe và anh em muốn bắt bài, áp sát ngay lập tức để tránh lỗ hổng phía sau. Bài này thì anh em có quyền cho hàng phòng thủ chạy ra trước để theo kịp, chứ không để trò chạy theo thì cũng hơi Nam Mô A Di Đà Phật đấy nhá. Tấn công trong vô vọng thì gọi là bế tắc, phòng thủ trong vô nghĩa thì gọi là tắc bóng. Mỗi khi tắc bóng là coi như mở đường cho đối phương vượt mặt. Các huấn luyện viên, đặc biệt là dân chơi mới vào nghề, có một thói quen mà tôi đánh giá là khá ẩu, đó là spam tắc bóng mỗi khi áp sát. Áp sát đối phương thì không sao, nhưng mà tắc bóng thì hơi khoai đấy. Nhiều anh em coi tắc bóng như là một phương cách duy nhất để cho cầu thủ có thể cướp bóng từ chân đối thủ, để rồi kết quả khi bạn tắc quả bóng, cầu thủ của bạn thì bị hớ, còn đối phương thì vớ được quả chuối free. Tắc bóng trong vòng cấm thì dễ bị ăn pen như là cơm bữa. Có nhiều bậc thầy câu pen sử dụng chiêu trò này khi thấy đối thủ rất hay spam tắc bóng. Tắc bóng thường sẽ có tỷ lệ thành công không cao, ít thì cũng là 5 lần bị qua mặt, mà nhiều thì là một quả pen. Điều nguy hiểm khiến cho tắc bóng có rủi ro cao là thường anh em sẽ không tiết chế được tắc bóng sẽ mạnh đến đâu, đôi khi bấm nhẹ thôi, mà cũng như là đốn dò đối thủ. Bấm mạnh thì khiến cho cầu thủ tắc bóng quá lố làm khựng lại. Để tránh lỗi này thì Pressing Time tôi khuyên anh em nên chỉ sử dụng áp sát bằng phím D một cách cơ bản và dùng phím C để đè người là chuẩn bài rồi. Tắc bóng chỉ nên dùng trong trường hợp khi kiểu chắc chắn 90% là thành công, ví dụ như là đối phương hớ hênh khi đưa bóng ngay trước chân để mà cúng cho đội mình thôi. Dù có là thần Gullit, rô béo hay là người không phổi phanh làm phát thì chuyện hết thể lực hoặc xuống phong độ là chuyện bình thường như bố đường. Nhiều anh em cứ nghĩ mình thể lực cạn hay phong độ chạm đỏ đáy là hình thức thôi, chứ cầu thủ đá vẫn cháy. Thật ra thì cũng cháy thật đó, mà là cháy lưới nhà của bạn đấy. Đôi khi cầu thủ xuống thể lực đồng nghĩa với việc tất cả các chỉ số tổng của chỉ số sẽ đều tụt dốc theo. Không chỉ chạy đuối mà chuyền chọt, sút bóng, phản xạ sẽ đều thiếu đi sự chính xác cần thiết. Đặc biệt với meta bây giờ, cầu thủ chạy đến phút thứ 70, 80 là hết hơi cạn sức rồi. Những lúc đó anh em đừng ngại mà sử dụng quyền thay người của mình nhé. Càng về cuối, trận đấu không chỉ định đoạt bởi trình độ mà còn bởi thể lực của cầu thủ. Ở trong trận đấu thì là vậy, còn trước khi bắt đầu vào trận thì anh em cũng không nên sử dụng các cầu thủ có chỉ số phong độ chạm đáy. Vào trận mà thấy cầu thủ phong độ đạt điểm cực tiểu thì cũng là thấy amen rồi đó. Cho dù không có một số liệu chính xác, nhưng anh em có thể coi như khi các con hàng chạm đáy nỗi đau thì vào trận auto là bị trừ chỉ số tổng sẵn nhé. Kiểu như bình thường các cầu thủ có chỉ số 115 vào đá lúc đèn đỏ thì còn có 112 hoặc 113 thôi. Nói chung là đá không đúng sức
vào đá đuối thì anh em lại còn bực mình nữa. Để đá cho chắc thì các huấn luyện viên nên hạn chế sử dụng các anh chàng đang chạm vạch đỏ nhé. Chỉ nên dùng khi không có sự lựa chọn nào khác thôi. S là truyền, D là sút, A là truyền dài, W là chọc khe. 4 nút bấm thần thánh như là 4 hàng đẳng thức đáng nhớ cho bất kỳ ai đang chơi FC Online. Nhưng đó cũng chỉ đang là mức cơ bản thôi. Nếu anh em chưa tận dụng được hết sức mạnh của các kỹ thuật đó, tất cả các nút bấm trên anh em chỉ cần kết hợp thêm với một nút là bỗng nhiên đang amateur trở thành dân chuyên liền. Xin giới thiệu với anh em nút Z thần thánh. Nếu ví các nút W, A, S, D là món ăn thì nút Z như kiểu là nước mắm vậy. Nó tô điểm thêm cho vị mặn mòi của món ăn đó. S là truyền, ZS sẽ là truyền mạnh, giúp cho anh em truyền bóng nhanh và mạnh hơn. Ngoài ra thì có nhiều anh em chưa biết, ZS còn là ném bóng tầm thấp cho thủ môn nữa nha, cực kỳ lợi hại đó. D là sút, ZD sẽ giúp anh em thi triển kỹ năng sút xoáy thần thánh. W là chọc khe, ZW là chọc khe tầm xa, giúp các pha chọc khe mạnh hơn, xoáy hơn và xa hơn để cho các cầu thủ chạy chỗ có thêm thời gian tăng tốc. Anh em có thể ấn Z để bỏ bóng, ấn Z ngay khi cầu thủ gần chạm bóng và cầu thủ sẽ chủ động né bóng để bóng được lòn ra phía sau. Anh em có thể dùng chiêu này để qua người hoặc bất ngờ phối hợp. Nếu anh em nào muốn chơi đùa với đối thủ thì cũng có thể xoay compa kiểu Anthony bằng cách bấm QZ. Chiêu nguy hiểm nhất và cũng là chiêu đang gọi là 10 lần chơi 9 lần trúng, ZA tạt bóng chìm. Kiểu bấm ZA sẽ giúp quỹ đạo tạt bóng chìm hơn so với A bình thường, nhưng bóng sẽ kiểu lơ lửng khiến cho đối thủ rất khó cản bóng. Mỗi lần anh em có được khoảng trống ở cánh, chỉ cần ZA là coi như cầu thủ phía trong, chỉ cần ấn D là ăn mừng bàn thắng liền. Vừa qua là top 5 lỗi cơ bản mà huấn luyện viên hay mắc phải. Còn những lãng cơ bồi nào mà anh em cảm thấy vẫn còn đau đáu không? Hãy để lại một số giáo án của mình ở bên dưới nhé. Game của chúng ta vừa chính thức sử dụng thẻ đổi tên trở thành FC Online. Đi kèm với đó là những cập nhật lẫn gameplay giao diện cực kỳ mới lạ. Sẽ ra sao nếu số tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điều mà chúng ta nên để ý ở bản update đặc biệt này nhỉ? Hãy cùng chờ đón nhé. Và cũng đừng quên để lại chủ đề mà mình muốn thực hiện ở các số top 5 tiếp theo. Những ý kiến đóng góp hay sẽ có cơ hội được lên sóng vào các số tuần sau và nhận về vô vàn những phần quà hấp dẫn. Tháng 11 này, một game show siêu đại chiến mang tên Voltaline Biathlon nhân sự kiện ra mắt một thẻ mới vô cùng đặc biệt, Voltaline Ambassador, với sự xuất hiện lần đầu tiên của hai nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất hiện tại là Missy Gaming và Chris Devil Gamer. Bạn có muốn tự tay trải nghiệm được điều khiển chính thân tượng của mình ngay trong FC Online? Sự kiện tiếp lửa Voltaline Biathlon chính là cơ hội duy nhất để bạn sở hữu thẻ Missy Gaming và Chris Devil Gamer hoàn toàn miễn phí. Vậy làm sao để nhận được? Hãy cùng theo dõi nha. Hoạt động đầu tiên là huấn luyện viên kỹ năng. Tại đây các huấn luyện viên có thể kiếm được các phần quà cực kỳ xịn sò như hàng trăm FC, áo nón FC Online hay đặc biệt là chiếc bàn phím cao cấp và giày bóng đá kết hợp giữa Beatis và FC Online, đi kèm một chiếc cốt ẩn trong đôi giày. Mỗi ngày bạn có thể kiếm được đến 5 lần huấn luyện thông qua việc hoàn thành các trận đấu và chia sẻ sự kiện. Đặc biệt, các huấn luyện viên có thể mang về thêm một lượt chơi khi lần đầu xem video đủ 60 giây tại trang sự kiện. Ngoài ra, mỗi lượt chơi sẽ có tỷ lệ xuất hiện những kỹ năng như Rainbow Flick, Rabona, V-Track Move, Bicycle Kick, 360 Spin hay Tornado. Những kỹ năng này sẽ được sử dụng trong hoạt động tích lũy kỹ năng, giúp anh em mang về những phần quà chất lượng khác. Không chỉ vậy, toàn bộ huấn luyện viên tham gia sự kiện sẽ có thêm quà với hoạt động tích lũy toàn server. Số lượng và cả chất lượng phần quà nhận được sẽ phụ thuộc vào số kỹ năng mà tất cả các huấn luyện viên tích lũy được. Và đặc biệt nhất là hoạt động chọn phe, nơi duy nhất để anh em kiếm được thẻ cầu thủ Missy Gaming và Chris Devil Gamer mạ vàng. Việc dự đoán chính xác phe thắng sẽ nhận được thẻ mượn có thời gian dài hơn rất nhiều so với các huấn luyện viên có lựa chọn không chính xác. Một hoạt động khác không thể thiếu khác trong các cuộc tranh đấu, dự đoán đại chiến sẽ là sân chơi dành cho các anh em sử dụng tài tiên tri để dự đoán kết quả các trận đấu tại game show. Đặc biệt, ở mỗi trận đấu sẽ có câu hỏi phụ. Khi bạn trả lời đúng sẽ nhận được thêm 2 lượt chơi, nên đừng bỏ lỡ nhé. Cuối cùng, sự kiện chào bạn mới, đón bạn sửa chỉ dành cho các huấn luyện viên mới tạo từ 0 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2023 hoặc các huấn luyện viên chưa đăng nhập vào game kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2023. Nếu đủ điều kiện này thì hãy chú ý tham gia nhé. Rất nhiều hoạt động và những phần quà chất lượng đúng không nào? Vừa có những phút giây giải trí tại game show, vừa được trải nghiệm thần tượng trong FC Online. Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay sự kiện tiếp lửa Voltaline Biathlon, cổ vũ thần tượng, săn quà đại chiến diễn ra từ 10 tháng 11 đến 22 tháng 11 tại voltaline.fconline.garena.vn. Để hòa chung với bầu không khí lễ hội bóng đá EA Sport FC Pro Festival đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, tham gia ngay sự kiện miễn phí, đồng hành cùng FC Pro từ ngày 14 tháng 11 để dự đoán và nhận những phần quà vô cùng giá trị. Ở sự kiện đầu tiên,
chơi liền, nhận quà ngay. Các huấn luyện viên chỉ cần hoàn thành các lượt chơi và chia sẻ trang để nhận những phần quà ngẫu nhiên trong vòng ngay quà. Với các lượt chơi, các huấn luyện viên sẽ nhận thêm quà tích lũy khi vượt qua các mốc tương ứng. Trong sự kiện dự đoán kết quả FC Pro, các huấn luyện viên chỉ cần chọn kết quả và nhận quà ngay sau khi trận đấu kết thúc, không cần phải cược điểm. Quả thật là dễ dàng phải không nào? Tham gia ngay sự kiện đồng hành cùng FC Pro diễn ra từ 14 tháng 11 đến 19 tháng 11 tại fcpro.fconline.garena.vn để đồng hành cùng những thần tượng và nhận những phần quà vô cùng giá trị đến từ giải đấu.이강인 선수 블리테를 포함해서 ส่วนแดนหลังครับต้องขอเลือกแบ็คขาลุยอย่างฮาคิมิของปารีสแซงต์แชร์กแมงโอ้เว่ยคนนี้เขาอยู่ซิมาคันเจอร์มี่ฟริมปองเอ้ยคิมมินเจกองหลังเกาหลีใต้ของบาเยอร์มิวนิกเนี่ย ยอกินิกะวอชอบันไดกองหลังผมต้องเลือกแม็กควายนะครับวิดิโกรู้ว่าจ๊ะอ่าคุณเด็กก็ของดีวิทเทเวพิลสันคาร์เดนจูเบนนิงแฮมครับ100%คุณเดสลีคาร์เดนชาบองกุนอินจีคนแรกที่จะนำชื่นชอบที่สุดนั่นคือแฮร์รี่เดอะเฮอริเคนพี่มินเจย่าอย่าเพ็กคอมโดจิเพ็กคอมพิลสุดาแต่เพ็กคอมสุดเกมหมดเทอร์ลิงฮาร์แลนด์วังฮีชานครับ ของวูฟแฮมป์ตันผมเห็นตัวจริงเล่นมาแล้วนะว่าหรือจะเป็นวิซามเบนเจดแดคนนี้เนี่ยก็เป็นดาวยิงของโมนาโอ้โหแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดของลีกของผมนะครับที่คนช่องมาจบยังไปตัวบังคูปาร์กูเป็น FC โอนไลน์에서최고의사기지않나싶어요3박자가맞아야좋은스코어인데라리가는3박자가맞잖아사이드플레이에서굉장히재밌는 有跑的还是最佳那个什么呢？老弟，我肯定赢这路，跟足球队来，看，满载嘛哈。配速最高以上，赢足那，期待，比龙坎，超难，个，78路，看。我想，起码得进一个球吧。龙雷保你玩，用多些提拔，把应该，百马捏。天速过了雷，可米达，希望那个，多不多，可米达。各位，你们莫，突然间，能累的吧？想想就觉得非常的悠闲。共车道，你是特别热。 11月6日，布里德武士，坚强的抗压卡德纳，非常攻击性的足球，열심히한번해보도록하겠습니다。11月16号，釜山，Bundesliga，La Liga，Liga，FPL，FC Online대표들의，꿈의무대가펼쳐집니다。FC프로페스티벌리그챌린지，我们釜山见。한국에서
Brown. Người cô đơn thì hay lãng vãng, người có bồ thì hay lãng mạn. Còn người chơi FC online thì hay gặp lãng cơ bồi, ý là lỗi cơ bản đấy. Chơi game thì cũng giải trí thật đấy, nhưng mà đôi khi đáng đá mà thua vì những cái lỗi nhỏ nhặt không biết từ đâu mà ra thì cũng cay phết đấy chứ nhỉ. Thôi thì để Pressing Time tôi chỉ ra top 5 lỗi cơ bản mà những anh em chơi game hay mắc phải nhất nhé. Anh em nào xem xong thì nên khắc phục ngay và luôn, đảm bảo là sẽ lên được rank. Anh em cứ tin tôi nhé. Trước khi bắt đầu, xin cảm ơn và chúc mừng huấn luyện viên đã nhận được gói khởi động tháng 9 vì đã đóng góp chủ đề cực kỳ bổ ích cho series top 5 lần này. Nhiều huấn luyện viên hay theo đuổi phong cách hảo hảo, thường chơi theo kiểu mì ăn liền, đội hình có đủ 11 người, 7 anh trai dự bị thì mang ngay vào đá danh thôi. Thực ra làm vậy về lý thuyết thì cũng được, nhưng e rằng kết quả nhận lại cho anh em sẽ là hơi cay và đắng chút đấy nha. Ở trong game, chưa tính đến việc tay của anh em có to hay cực to, cơ chế chiến thuật đội, chiến thuật đơn của anh em trước trận đấu cũng đã ảnh hưởng đến kết quả dù trận đấu còn chưa bắt đầu. Ví dụ như anh em đã vô tình để chiến thuật cả đội cùng áp lực thì xác định xong hiệp 1 là anh em cầu thủ đi vào bệnh viện hít oxy hết. Hoặc là để chiến thuật đội lùi thì đừng hỏi tại sao mà đội hình cứ lùi về tử thủ mà không biết lên bóng kiểu gì đó nha. Với cả chiến thuật đơn của cầu thủ, anh em cũng nên để ý kỹ, hậu vệ cánh mà để xu hướng tấn công 3 thủ 1 thì coi như là thủ mất cánh, hoặc tiền đạo mà để xu hướng tấn công 1 thủ 3 thì coi như là rắn mất đầu. Nếu anh em không biết bài vở setup ra sao cho đúng sách giáo khoa thì Pressing Time tôi đã có những series top 5 hướng dẫn cực kỳ chi tiết trước đó rồi. Các huấn luyện viên cứ ấn vào, lấy văn mẫu ra xài, đảm bảo uy tín, sành chín. Không chỉ người yêu cũ mà phòng thủ cũng là một nỗi đau khác khiến cho anh em chăn trở mỗi đêm. Mới làm quen thì ai rồi cũng gặp cảnh hàng thủ đang bày binh bố trận đúng chuẩn thế giới. Rồi đột nhiên đúng một giây sau thì các trung vệ, hậu vệ cứ tan đàn xẻ nghé, mỗi anh một quẻ để cho đối thủ phối hợp ghi bàn, dễ như trở bàn tay. Đương nhiên là cũng có thể do đối thủ hay thật, nhưng cũng có khi là do anh em thường để con trỏ vào các cầu thủ rồi áp sát cầu thủ đối phương khiến cho hàng phòng ngự bị mất cự ly. Một hàng hậu vệ thường có 4 đến 5 cầu thủ, dàn theo hàng ngang là đúng bài. Anh em có thể mường tượng, chỉ cần một hậu vệ bỏ vị trí là đội hình sẽ ngay lập tức bị phá vỡ. Anh em dùng một trung vệ áp sát đội bạn thì chưa chắc đã giành lại được bóng mà còn gây lỗ hổng nữa. Trong những tình cảnh đối phương đang từ từ truyền bóng ở phía trước, anh em không nên dùng các trung vệ để áp sát mà nên để các tiền vệ phòng ngự lo phần đó, vừa đảm bảo hệ thống vừa áp sát được đối phương. Để thực hiện cách phòng ngự này thì anh em hãy chủ động vào phần cài đặt, chỉnh chế độ chọn cầu thủ theo nút bấm của mình nhé. Đừng để chế độ tự động vì đôi khi nó không chỉ đúng vào cầu thủ mà bạn muốn đâu. Trường hợp có thể coi là duy nhất anh em có thể chủ động điều trỏ ở hàng phòng thủ, đó là khi cầu thủ đối phương chạy chỗ đón đường chọc khe và anh em muốn bắt bài, áp sát ngay lập tức để tránh lỗ hổng phía sau. Bài này thì anh em có quyền cho hàng phòng thủ chạy ra trước để theo kịp, chứ không để trò chạy theo thì cũng hơi Nam Mô A Di Đà Phật đấy nhá. Tấn công trong vô vọng thì gọi là bế tắc, phòng thủ trong vô nghĩa thì gọi là tắc bóng. Mỗi khi tắc bóng là coi như mở đường cho đối phương vượt mặt. Các huấn luyện viên, đặc biệt là dân chơi mới vào nghề, có một thói quen mà tôi đánh giá là khá ẩu, đó là spam tắc bóng mỗi khi áp sát. Áp sát đối phương thì không sao, nhưng mà tắc bóng thì hơi khoai đấy. Nhiều anh em coi tắc bóng như là một phương cách duy nhất để cho cầu thủ có thể cướp bóng từ chân đối thủ, để rồi kết quả khi bạn tắc quả bóng, cầu thủ của bạn thì bị hớ, còn đối phương thì vớ được quả chuối free. Tắc bóng trong vòng cấm thì dễ bị ăn pen như là cơm bữa. Có nhiều bậc thầy câu pen sử dụng chiêu trò này khi thấy đối thủ rất hay spam tắc bóng. Tắc bóng thường sẽ có tỷ lệ thành công không cao, ít thì cũng là 5 lần bị qua mặt, mà nhiều thì là một quả pen. Điều nguy hiểm khiến cho tắc bóng có rủi ro cao là thường anh em sẽ không tiết chế được tắc bóng sẽ mạnh đến đâu, đôi khi bấm nhẹ thôi, mà cũng như là đốn dò đối thủ. Bấm mạnh thì khiến cho cầu thủ tắc bóng quá lố làm khựng lại. Để tránh lỗi này thì Pressing Time tôi khuyên anh em nên chỉ sử dụng áp sát bằng phím D một cách cơ bản và dùng phím C để đè người là chuẩn bài rồi. Tắc bóng chỉ nên dùng trong trường hợp khi kiểu chắc chắn 90% là thành công, ví dụ như là đối phương hớ hênh khi đưa bóng ngay trước chân để mà cúng cho đội mình thôi. Dù có là thần Gullit, rô béo hay là người không phổi phanh làm phát thì chuyện hết thể lực hoặc xuống phong độ là chuyện bình thường như bố đường. Nhiều anh em cứ nghĩ bình thể lực cạn hay phong độ chạm đỏ đáy là hình thức thôi, chứ cầu thủ đá vẫn cháy. Thật ra thì cũng cháy thật đó, mà là cháy lưới nhà của bạn đấy. Đôi khi cầu thủ xuống thể lực đồng nghĩa với việc tất cả các chỉ số tổng của chỉ số sẽ đều tụt dốc theo. Không chỉ chạy đuối mà chuyền chọt, sút bóng, phản xạ sẽ đều thiếu đi sự chính xác cần thiết. Đặc biệt với meta bây giờ, cầu thủ chạy đến phút thứ 70, 80 là hết hơi cạn sức rồi. Những lúc đó anh em đừng ngại mà sử dụng quyền thay người của mình nhé. Càng về cuối, trận đấu không chỉ định đoạt bởi trình độ mà còn bởi thể lực của cầu thủ. Ở trong trận đấu thì là vậy, còn trước khi bắt đầu vào trận thì anh em cũng không nên sử dụng các cầu thủ có chỉ số phong độ chạm đáy. Vào trận mà thấy cầu thủ phong độ đạt điểm cực tiểu thì cũng là thấy amen rồi đó.
Cho dù không có một số liệu chính xác, nhưng anh em có thể coi như khi các con hàng chặn đáy nỗi đau thì vào trận auto là bị trừ chỉ số tổng sẵn nhé. Kiểu như bình thường các cầu thủ có chỉ số 115, vào đá lúc đèn đỏ thì còn có 112 hoặc 113 thôi. Nói chung là đá không đúng sức, vào đá đuối thì anh em lại còn bực mình nữa. Để đá cho chắc thì các huấn luyện viên nên hạn chế sử dụng các anh chàng đang chạm vạch đỏ nhé. Chỉ nên dùng khi không có sự lựa chọn nào khác thôi. S là chuyền, D là sút, A là chuyền dài, W là chọc khe. Bốn nút bấm thần thánh như là bốn hàng đẳng thức đáng nhớ cho bất kỳ ai đang chơi FC Online. Nhưng đó cũng chỉ đang là mức cơ bản thôi. Nếu anh em chưa tận dụng được hết sức mạnh của các kỹ thuật đó, tất cả các nút bấm trên anh em chỉ cần kết hợp thêm với một nút là bỗng nhiên đang amateur trở thành dân chuyên liền. Xin giới thiệu với anh em nút Z thần thánh. Nếu ví các nút W, A, S, D là món ăn thì nút Z như kiểu là nước mắm vậy. Nó tô điểm thêm cho vị mặn mòi của món ăn đó. S là chuyền, ZS sẽ là chuyền mạnh, giúp cho anh em chuyền bóng nhanh và mạnh hơn. Ngoài ra thì có nhiều anh em chưa biết, ZS còn là ném bóng tầm thấp cho thủ môn nữa nha, cực kỳ lợi hại đó. D là sút, ZD sẽ giúp anh em thi triển kỹ năng sút xoáy thần thánh. W là chọc khe, ZW là chọc khe tầm xa, giúp các pha chọc khe mạnh hơn, xoáy hơn và xa hơn để cho các cầu thủ chạy chỗ có thêm thời gian tăng tốc. Anh em có thể ấn Z để bỏ bóng, ấn Z ngay khi cầu thủ gần chạm bóng và cầu thủ sẽ chủ động né bóng để bóng được lòn ra phía sau. Anh em có thể dùng chiêu này để qua người hoặc bất ngờ phối hợp. Nếu anh em nào muốn chơi đùa với đối thủ thì cũng có thể xoay compa kiểu Anthony bằng cách bấm QZ. Chiêu nguy hiểm nhất và cũng là chiêu đang gọi là 10 lần chơi, 9 lần trúng. ZA tạt bóng chìm. Kiểu bấm ZA sẽ giúp quỹ đạo tạt bóng chìm hơn so với A bình thường, nhưng bóng sẽ kiểu lơ lửng, khiến cho đối thủ rất khó cản bóng. Mỗi lần anh em có được khoảng trống ở cánh, chỉ cần ZA là coi như cầu thủ phía trong, chỉ cần ấn D là ăn mừng bàn thắng liền. Vừa qua là top 5 lỗi cơ bản mà huấn luyện viên hay mắc phải. Còn những lãng cơ bồi nào mà anh em cảm thấy vẫn còn đau đáu không? Hãy để lại một số giáo án của mình ở bên dưới nhé. Game của chúng ta vừa chính thức sử dụng thẻ đổi tên trở thành FC Online. Đi kèm với đó là những cập nhật lẫn gameplay giao diện cực kỳ mới lạ. Sẽ ra sao nếu số tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những điều mà chúng ta nên để ý ở bản update đặc biệt này nhỉ? Hãy cùng chờ đón nhé. Festival is starting right now.
2023 모두가 기다린 그날 FC 프로 페스티벌에 오신 여러분 환영합니다. 这是 FC 阿兰史上第一次在嘉年华这样特殊的日子里 中国、韩国、泰国和越南四个国家走到一起。 สวัสดีชาว FIFA Online 4 ประเทศไทยทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เทศกาลแห่งความมันความสนุกที่ FC Pro Festival Những ngôi sao trên sân đấu này là những người đã tạo nên FC Online nhưng trên tất cả là chính các bạn, những người đang chứng kiến chương trình này. FC Pro Festival 지금 시작합니다. 미호한 오늘 경기인데요. 오, 역습입니다, 역습입니다. 이겁니다. 이거죠. 이것이 라리가의 명민입니다. 마지막 부분 읽어주세요. 이걸 읽으라고? 프리미어리그, 분데스리가, 리그앙 우버이치, 라리가, FC 프로 페스티벌 리그 챌린지. 안녕하세요. This is César Azpilicueta from Atlético de Madrid. FC Pro Festival is starting right now. Four-day festival FC Pro Festival starts on 16 November in Busan. Enjoy FC Pro Festival and don't forget to visit La Liga's space. See you on the pitch. Xin chào các huấn luyện viên của FC Online Việt Nam. Tôi ước gì các bạn cùng có mặt ở đây để cảm nhận bầu không khí rất cuồng nhiệt và tuyệt vời. Một cái tên mới, một diện mạo mới và một kỷ nguyên mới sẽ được mở ra về FC Online. Anh Phước thì may mắn hơn tôi một chút bởi vì anh ấy có cơ hội được đứng trên sân khấu với một màn chào đầu cực kỳ ấn tượng cùng với các huấn luyện viên của các nước. Anh cảm nhận như thế nào khi mà đứng trên sân khấu và có một cái màn chào đầu nó ấn tượng đến như vậy? Tôi thấy là chủ nhà Hàn Quốc họ có những cái sự sắp xếp, họ có những cái kịch bản rất là hay để có thể giúp cho các nước tiến lại với nhau gần hơn, để có những cái sự hữu hảo giữa các tuyển thủ rồi giữa những bình luận viên, những MC có được một cái dịp giao lưu có thể nói là khá là hữu ích.
Và tôi nghĩ rằng cái sự chào đầu đó nó cũng sẽ mở ra một cái giải đấu nó tuyệt vời trong ngày hôm nay cũng như là ngày mai. Và đó cũng chính là thông điệp mà EA Sports FC Online muốn gửi đến cho tất cả bốn khu vực, những nơi đều được xem là cái nôi của tựa game này. Và đó như một sự kết nối giữa các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan. Và đó cũng là sự bắt đầu của FC Pro Festival. Chúng tôi đang có mặt tại nhà thi đấu trong nhà Bexco tại Busan, Hàn Quốc để gửi đến cho các bạn những tín hiệu này. Và đương nhiên xuyên suốt giải đấu của chúng ta trong hai ngày thi đấu hôm nay và ngày mai, các bạn sẽ có những chương trình đồng hành trên website của chúng tôi. Và một lần nữa, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 13 giờ hai ngày trên Facebook và YouTube của EA Sports FC Online Việt Nam. Và đồng hành với đó thì cũng sẽ có những phần quà nhỏ nhỏ dành cho quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình nữa. Và phần quà đó là gì thì một lát nữa tôi và anh Cảm sẽ gửi tới quý vị và các bạn thôi. Đương nhiên rồi, đây là một trong những sự kiện có thể nói là đánh dấu một bước đi có thể cũng rất là mới của FC Online. Thứ nhất là chúng ta có cái tên mới, thứ hai là chúng ta cũng có một cái diện mạo mới. Các bạn có thể nhìn thấy một màu xanh, đen và trắng đã được kết hợp với nhau rất là đẹp ở trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì với sự góp mặt của rất nhiều những KOL nổi tiếng, trong đó có Missy Gaming, trong đó có Quiz Devil Gamer và rất nhiều những người đã trải qua những chức vô địch cộng đồng sẽ góp mặt trong ngày đầu tiên này. Và như đã nói thì những cái chương trình thể lệ hay những phần quà chúng tôi sẽ thông báo xuyên suốt buổi livestream này. Và các bạn cũng đừng quên, bên góc phải màn hình sẽ luôn có những mã code chờ đợi được các bạn nhập vào. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ có một gói S-VIP đặc biệt vào cuối chương trình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ diễn ra một thể thức thi đấu, đó là thể thức League Challenge dành cho 4 vận động viên của các giải cộng đồng. Họ đã vô địch các sân chơi như là Premier League, Bundesliga, La Liga và Ligue 1. Họ sẽ cùng kết hợp với 4 KOL hay 4 influencer cùng trong nước với mình và các nước bạn để tạo thành một team. Và họ sẽ thi đấu với thể thức 3-3. Còn vào ngày thi đấu ngày mai, chúng ta sẽ có ngày thi đấu All-Star của các vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ tập trung cho League Challenge. Vâng, tổng cộng thì có 32 người tham dự đến từ 4 quốc gia như chúng ta đang nhìn thấy: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Và cùng với đó là sẽ lựa chọn những cầu thủ thuộc Premier League, La Liga, Bundesliga và Ligue 1 để thi đấu ở trong giải đấu này. Và mỗi một đội thì sẽ có 8 người. Đó sẽ là luật thi đấu. Và đây cũng như là luật thi đấu sẽ là 3-3. Và mỗi một chiến thắng thì sẽ mang về 3 điểm, hòa 1 điểm và thua thì không có điểm nào cả. Còn đây là tổng giá trị giải thưởng lên đến 5.000 đô la Mỹ. Những giải thưởng được chia là MVP được 2.000 đô la Mỹ, ghi được nhiều bàn thắng nhất 1.000 đô, bàn thắng đẹp nhất cũng như là ăn mừng ấn tượng nhất thì sẽ nhận về cũng là 1.000 đô la Mỹ. Rất hay phải không anh cả? Vâng. Và đây là lịch thi đấu của chúng ta trong ngày thi đấu League Challenge ngày hôm nay. Mở màn sẽ là cuộc đọ sức giữa các thành viên của Premier League và La Liga. Ở trận đấu thứ hai thì Bundesliga sẽ gặp Ligue 1. Ở trận 3 thì Lyon sẽ tiếp tục chơi và họ sẽ thi đấu với team Premier League. Trận thứ 4 đó là La Liga gặp Bundesliga, trận 5 là Premier League gặp Bundesliga và cuối cùng trận thứ 6 đó là Ligue 1 sẽ gặp La Liga. Và để phổ biến cho các bạn dễ hiểu hơn về luật chơi này, tôi nói thật là cái luật này nó hơi nhập nhằng một tí nhưng mà các bạn xem một hồi sẽ hiểu ngay thôi. Ngay cả đến ngày hôm qua, đến sát giờ rehearsal, tôi và anh Phước vẫn rất là mơ hồ với cái luật thi đấu này. Và sau đó chúng tôi cũng đã tìm gặp các vận động viên và các KOL thì họ cũng hơi mơ hồ về cái luật thi đấu, nhưng nó sẽ rất rõ ràng trong một lát nữa thôi. Khi mà cái giải đấu nó tiến triển đến đâu thì chúng tôi sẽ giải thích đến đó để cho các bạn hiểu hơn. Bởi vì bây giờ thì chắc là cũng hơi khó hiểu với cái luật mà đấu 3-3 này. Vâng, bởi vì dù sao thì khi mà hiện lên những hình ảnh thì chúng ta đi kèm với lời nói thì bao giờ cũng sẽ dễ dàng hơn cho người nghe. Và các bạn có thể để ý thấy rằng là với những người tham dự thì đó là những KOL, còn bên phía các nước khác, các nước bạn thì đôi khi là cả những bình luận viên tham dự như là chúng tôi. Ví dụ như là bên phía của Trung Quốc thì cũng có bạn MC Glorian, rồi bên phía của Thái Lan thì cũng có một bạn bình luận viên tham gia giải đấu này, Jay Dam. Nhớ mãi mới ra cái tên của anh ấy, bởi vì là bên đó có hai bình luận viên nam chúng tôi cũng quen, nhưng mà Jay Dam thì là người ít chơi hơn, còn bạn Phone thì lại chơi nhiều hơn. Nhưng mà bạn Phone bạn đang bị Covid nên bạn không thể có mặt đây được. Và ngày mai thì chúng ta sẽ có ngày thi đấu All-Star. Ngày mai thì là một ngày thi đấu nó mang đậm tính chất chuyên môn hơn. Khi như chúng ta đã biết, chúng ta đã có một cái cuộc tuyển chọn ở mỗi nước. Thì mỗi nước sẽ có hai vận động viên xuất sắc nhất. Và hai vận động viên sẽ đại diện cho chúng ta chơi ở lượt All-Star ngày mai. Đó sẽ là Djokovic và Jürgen. Nhưng đó là câu chuyện của ngày mai. Còn hôm nay chúng ta sẽ thiên hơn một chút về showmatch.
mang tính là show match như vậy thôi, nhưng mà rõ ràng là các vận động viên cũng như là các KOL mặc dù là đến từ nhiều nước khác nhau, tuy nhiên họ cũng đã có những cái phòng tập luyện riêng với nhau. Và trong hai ngày qua thì ngoài cái việc pick cầu thủ thì họ cũng đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập, bởi vì các bạn biết là đá 3-3 cho một cái trận đấu đối kháng thì nó khó hơn, thậm chí là khó hơn đá 2-2 rất là nhiều. Chính xác, khi mà bạn đá 3-3 thì cái tốc độ mà cảm nhận của các bạn nó sẽ cảm giác là chậm hơn một chút so với khi mà các bạn đá một mình, một đội. Và khi đó thì cái sự ăn ý mới là cái điều quan trọng nhất. Ai là người thủ đây, ai là người bắt người này, ai là người bắt người kia. Cái điều quan trọng nữa là các bạn ấy phải biết giao tiếp với nhau. Bởi vì chúng ta biết được rằng là các quốc gia thì sử dụng những ngôn ngữ khác nhau. Chính vì thế mà khi mà đến với cái giải đấu này thì họ sẽ phải chung một ngôn ngữ. Nếu mà không nói được thì ít ra cũng phải gõ vào tay nhau một cái hay là làm cái gì đấy. Và có một cái giải thưởng mà các bạn ấy cũng rất phân vân. Nó lên tới trị giá 1.000 đô, đó là giải thưởng ăn mừng. Tôi nghĩ đây cũng là cái điều mà nó cũng dễ lấy mà nó cũng thật khó. Và các bạn cũng không biết là mình phải tạo một cái kiểu ăn mừng làm sao cho nó đồng bộ. Và cái những cái bình chọn như là bàn thắng đẹp nhất hay là mạng mừng ấn tượng nhất thì nó sẽ thuộc về những khán giả đang có mặt tại nhà thi đấu trong nhà Besco ngày hôm nay. Họ sẽ được phát trên tay những cái chiếc đèn light stick. Và trước khi các cặp đấu diễn ra thì họ cũng sẽ bình chọn dự đoán tỷ lệ thắng. Và sau đó thì họ cũng sẽ bình chọn hai cái giải thưởng kia. Còn với những cái giải thưởng như là MVP, bàn thắng top scorer thì cái đó là dễ rồi. Nó sẽ tính bằng thông số. Vâng. Những cái sự bình chọn đó thì nếu như mọi người có để ý thì ở phía dưới khán đài ấy, họ có một cái đèn và họ có thể cầm tay lên và vẫy vẫy như này được. Và cái tấm đèn đó thì họ có thể đổi màu và nó có 4 màu ở trên đấy. Khi mà các bạn lựa chọn một màu đó, nó tương ứng với cả một bàn thắng hay là một kiểu ăn mừng thì đó là sự lựa chọn của khán giả dành cho cái sự kiện mà họ cần phải vote. Và đó là một trong những cái thứ mà tôi cũng thấy là ở bên Hàn Quốc họ chuẩn bị những thứ này rất là kỹ. Và người chơi, người khán giả đến với chương trình này sẽ cảm giác rằng đó sẽ là một cái sự kiện rất là tuyệt vời. Đầu tiên chúng ta sẽ chào đón các thành viên của Premier League. Đây sẽ là sự tổng hợp của 4 nước tham dự. Và mỗi nước sẽ là một KOL và một nhà vô địch cộng đồng. Với Hàn Quốc thì họ sẽ có hai người tham gia, đó là Lee Jong Ho, vận động viên đã vô địch giải cộng đồng của Premier League, và influencer của họ đại diện cho Premier League sẽ là anh chàng Lee Sang Ho. Còn với Trung Quốc thì họ sẽ có hai người, đó là Nesta, đây là một streamer và anh ấy sẽ trong vai trò là influencer, và người đồng đội của mình anh ấy sẽ là Iron Man. Với Thái Lan thì họ cũng sẽ có hai đại diện ở giải đấu này, đó là Six On Nine, người đã vô địch sân chơi cộng đồng, và người đồng đội của anh sẽ là influencer Ben Apache. Và với hai đại diện của Việt Nam cho ngành sẽ là Chris Phan và Trường Giang Bảo Trọng. Vâng, chúng tôi đã thấy được là hai thành viên của Việt Nam đã có những cái ngày chuẩn bị khá là ấn tượng ở trong những ngày vừa qua, rất tập trung và luôn luôn tìm hiểu xem là nên gắn huấn luyện viên như thế nào, nên sử dụng đội hình ra sao. Và họ đã luyện tập khá là nhiều ở trong những ngày thi đấu vừa qua. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem thành quả của họ sẽ là như thế nào. Đây là Sang Ho Lee, một trong những thành viên của Hàn Quốc. Còn bây giờ chúng ta sẽ hướng mắt về sân khấu chính để chào đón sự xuất hiện của các thành viên đến từ La Liga. Đó là những influencer và những người đã vô địch sân chơi cộng đồng ở các nước của giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Với Hàn Quốc họ sẽ có anh chàng streamer và bình thường đồng thời anh ấy cũng là một DJ luôn, đó là anh Puku. Anh gì anh? Puku, Puku. Anh gì tôi nghe không rõ. Puku. À vâng. Và đồng đội của anh ấy ở cặp đấu này sẽ là Su Yang. Với Trung Quốc thì họ sẽ có cô nàng MC xinh đẹp, đó là Gloria, hay còn được biết đến với cái tên khác đó là Lin Menge. Và người đồng đội của cô sẽ là Crespo, anh chàng đã vô địch sân chơi cộng đồng. Với Thái Lan thì đó sẽ là sự xuất hiện của influencer Game N. Và người đồng đội của anh ta sẽ là Nipit. Nipit trước đây cũng là một vận động viên chuyên nghiệp. Wow. Và với team Việt Nam đại diện cho La Liga sẽ là hai gương mặt, Phùng Thanh Độ, Đỗ Missy, và đồng đội của anh ta sẽ là IP Robot. Trung tính là người đã vô địch sân chơi cộng đồng La Liga. Vâng. Rõ ràng là chúng ta cũng sẽ có những niềm tin dành cho đội BC cũng như là IP Robot và Chris Devil Gamer như là Trần Gia Bảo Trọng. Và hy vọng rằng là bốn thành viên của Việt Nam cũng sẽ thi đấu tốt ở trong ngày thi đấu hôm nay, mặc dù là họ ở những chiến tuyến khác nhau. Điều đó cũng đồng nghĩa việc là nước nào thì cũng sẽ có người giành chiến thắng thôi. Và đây sẽ là một thời điểm mà người ta sẽ chứng kiến được là cái sự đoàn kết của các nước với nhau nó sẽ tạo ra những đội tuyển như thế nào, có ăn ý với nhau không.
Tôi thì tôi chưa được biết là MC Gloria có thi đấu được hay không, nhưng mà đồng nghiệp của cô nàng này là Tiểu Kết thì lại thi đấu gọi là không gánh được anh Tuyền Văn Hóa lần trước. Đó là lý do mà hôm nay Tiểu Kết sẽ xuất phát từ bài bình luận. Vâng, đây là hai MC của chương trình, Jung Hoon Yu và Subin. Subin này là không phải là Subin của Việt Nam, mà Subin này là cô nàng MC bên Hàn Quốc. Và cô nàng này cũng khá là cao, khá là xinh. Vâng, ngay sau đây sẽ là một màn phỏng vấn của MC Subin đối với những thành viên của hai đội tuyển trong ngày thứ hôm nay. Và đồng thời cũng sẽ là phần bốc thăm luôn. Phần bốc thăm luôn. 네, 팀 구성인자 뭐 이렇게 부탁드립니다. 네. 네. 아 저는 오자마자 제가 사실 또 맨체스터 유나이티드를 좋아하는데 네. 맨유 팬을 또 만나가지고 어. 둘이서 맨유 팬. 네, cụ thể hơn cho các bạn thì chúng ta sẽ có một tổ đội như thế này, như các bạn cũng đã thấy, đó là tổ đội ngoại hạng Anh. Họ sẽ cùng mặc đồng phục cùng màu và họ sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để tham dự các trận đấu 3-3. Nhưng sẽ không có trường hợp là ba influencer hoặc là ba người thi đấu cộng đồng chung một team. Họ sẽ phải chia ra, hoặc là hai influ một cộng đồng và ngược lại hai influ một cộng đồng, và có tổng cộng là bốn người influ đại diện cho bốn nước thì họ sẽ chia đều ra ở ba cặp đấu. Vâng, chia đều ra để cho thực lực là trở nên công bằng, công bằng hơn và cũng sẽ dễ tạo ra những trận đấu căng thẳng hơn. Vâng, và nó sẽ có một cái điều đặc biệt nếu như các bạn để ý là ba vs ba. Mà đá 3 trận thì chắc chắn sẽ phải có 9 người. Nhưng cái tổ hợp đội của chúng ta chỉ có 8 người thôi. Vì vậy sẽ có một người được pick ngẫu nhiên ở trận đấu cuối cùng. Bởi vì ở trận đấu cuối cùng thì họ chỉ còn lại 2 người thôi, một influ và một cộng đồng. Thì họ sẽ pick ngẫu nhiên hoặc là influ hoặc là cộng đồng của những cái cặp trên, mà cái người mà họ cho thấy là mạnh nhất và tốt nhất để thi đấu cái trận 3-3. Vâng, đó là một cái luật thi đấu nghe thì có vẻ hơi loằng ngoằng nhưng mà thực ra nó cũng đơn giản thôi. Lần lượt thi đấu với nhau, đội nào có nhiều chiến thắng hơn thì sẽ là giành chiến thắng. Có thể là tôi với anh Phước nói sơ qua về cái thể lệ vừa rồi thì các bạn cũng chưa dễ hình dung đâu. Một lát nữa khi mà đến với cái buổi lễ bốc thăm thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Và sau cái phần phỏng vấn này thì những khách mời cũng như là MC trên sân khấu sẽ tiến hành bốc thăm cho từng lượt đấu. Đầu tiên sẽ là lượt đấu giữa Ngoại hạng Anh và La Liga. Sau đó thì Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục có một cái tổ hợp thứ hai để đá với lại Ligue 1, và cái tổ hợp thứ ba đương nhiên họ sẽ đá với Bundesliga ngược lại. Và lúc này thì trên website đồng hành cùng với giải đấu fcpro.fconline.gana.vn thì các bạn cũng đã tham gia bình luận rất là nhiều, và ở cặp đấu đầu tiên thì có đến 93% các bạn khán giả đặt niềm tin cho tổ đội Premier League, và 7% các bạn khán giả nghĩ rằng là tổ đội La Liga sẽ giành chiến thắng. Vâng, xét về số cầu thủ có góp mặt ở Premier League thì đương nhiên là cũng sẽ là những cầu thủ rất là nhiều, nhưng mà bên La Liga thì tôi thấy là cũng còn nhiều huyền thoại hơn, chất lượng hơn. Tôi nghĩ là chất lượng hơn. Và bây giờ sẽ là Chris Devil Gamer đại diện tới từ Việt Nam sẽ là tấm lá phiếu đầu tiên. Như vậy là ở tổ đội Ngoại hạng Anh chúng ta đã có một influ rồi, đồng nghĩa với việc là hai người chơi cùng Chris có thể là một influ khác, hoặc cũng có thể là hai người cộng đồng luôn. Nhưng mà hãy chờ xem, nếu như mà bên kia bốc được độ MC có khi lại hay nè. Vâng. Em có cảm nghĩ là tại sao mình bị chọn đầu tiên, mình hơi run à? Vâng, hơi run. Nhưng mà hy vọng là bên kia cũng chọn một đối thủ vừa tầm với em. Tại là vì, nếu như mà đối thủ không vừa tầm thì tụi em thắng dễ lắm. Vâng, phiên dịch cho bạn Quiz Devil Gamer đó là bạn Bích. Ở đây thì mỗi một vận động viên cũng sẽ đi cùng với cả một thông dịch viên riêng. Chỉ vì thế mà khi mà có một người Việt Nam đứng lên sân khấu thì bao giờ cũng phải có thêm một phiên dịch viên nữa để giúp cho tất cả mọi người có thể hiểu được anh ấy nói gì. Và một người Hàn Quốc rồi. Sang Ho Lee.
Như vậy là tổ đội Premier League này đầu tiên sẽ có hai influ, đồng nghĩa với việc là người đồng đội của Lee Sang Ho và Chris Fang sẽ là một người cộng đồng, sẽ là một đội cộng đồng, chứ không có trường hợp đó là ba influ một đội hoặc là ba người cộng đồng một đội. Và đồng đội của họ sẽ là người Thái Lan, Iron Man chăng? Không, 609. Như vậy là tổ đội Premier League đá trận đầu tiên với La Liga đã được hoàn thành. Đội hình sẽ gồm có hai influ, đó là Lee Sang Ho của Hàn Quốc, Chris Fang của Việt Nam và một người đến từ giải cộng đồng, đó là 609 của Thái Lan. Vâng, 609. Hy vọng là anh ta sẽ 69 gánh được cả hai người đồng đội trên lưng. Điều đó cũng có nghĩa là ba người này sẽ không xuất hiện lại nữa ở cặp đấu thứ hai của Premier League mà sẽ nhường cho là ba slot khác. Nhưng họ có thể trở lại ở cặp đấu thứ ba, bởi vì cặp đấu thứ ba sẽ chỉ còn lại hai người thôi. Đó là MC Gloria. Tấm phiếu đầu tiên của tổ đội La Liga. Đây là một cô nàng làm bình luận viên bóng đá chuyên nghiệp ở Trung Quốc. Và cô cũng thường xuyên bình luận các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Nhưng mà ngày hôm nay cô lại đã tìm La Liga. Vâng. Game An cũng là của Thái Lan luôn. Đó là influencer, một KOL của bên Thái. Như vậy là cả hai bên đều giống nhau ở cái việc đó là hai influ. Thế này tôi thấy là cái cửa giành chiến thắng dành cho bên phía của Chris Devil Gamer là khá là lớn. Và người cuối cùng đó là Crespo. Như vậy là tổ đội La Liga đá trận đầu tiên sẽ là một tổ hợp Thái Trung, hai người Trung và một influ của Thái Lan. Có một đặc điểm mà tôi nhìn thấy người Thái là rất hay để râu và để cả ria nữa. Ai thế? Có khi đấy là một hot trend bên phía Thái Lan. Như vậy là sẽ có một cái điểm giống nhau giữa cái cặp đấu thứ hai luôn, tức là cái tổ đội sẽ đá trận thứ hai của cả Premier League và La Liga. Nó sẽ là sự kết hợp giữa hai vận động viên cộng đồng và một influ. Tại vì cái cặp đấu đầu tiên đó là hai influ tham gia rồi cho mỗi bên. Điều đó. Influ còn lại sẽ phải chờ cặp đấu thứ ba. Điều đó cũng đồng nghĩa việc là sẽ có một cặp là hai vô địch cộng đồng. Đúng. Kết hợp với một influ. Đó tức là cặp thứ hai của hai tổ đội. Vâng. Cho các bạn dễ hình dung hơn, khi mà đến đâu thì chúng ta sẽ thuyết minh đến đó để cho các bạn dễ hình dung hơn về cái luật chơi này. Và chúng ta đá 3-3, không có hiệp phụ, không có penalty. Thắng sẽ được 3 điểm, hòa 1 điểm và thua sẽ không có điểm. Theo những gì mà tôi biết thì các influencer bên phía của La Liga có vẻ như là chơi cũng không phải là quá hay đâu. Vì vậy mà hy vọng là bên phía của Chris Devil Gamer, một trong những người đại diện cho Việt Nam tại Premier League, sẽ có được một chiến thắng. Nhưng nên nhớ rằng đây là một sự kết hợp 3-3. Một sự kết hợp 3-3 thì chưa thể nói trước được bất kỳ điều gì cả. Và để có thể ghi được bàn ở thể thức 3-3 này cũng là một câu chuyện không hề dễ. Không hề dễ một chút nào cả. Bởi tôi cũng đã từng đá 3-3 rồi, chứ không phải là không. Thậm chí là tôi đá cùng với cả tuyển thủ chuyên nghiệp của Việt Nam, nhưng mà ghi bàn cũng rất là khó. Và bên cạnh website đồng hành, đó là địa chỉ fcpro.fconline.gana.vn, thì các bạn cũng đừng quên là chúng ta sẽ có một chương trình, đó là treo máy 15 phút và nhận ngay SVIP 3 ngày. Tôi nghĩ đó là một cái phần thưởng cực kỳ hấp dẫn và chất lượng dành cho tất cả các huấn luyện viên. Và các bạn chỉ cần đăng nhập đủ 15 phút sẽ nhận ngay SVIP 3 ngày, thời gian mở từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ tối, từ ngày 16 cho đến ngày 18 tháng 11 năm 2023. Các bạn nhớ chú ý theo dõi và tham dự nhận quà nhé. Vâng, và bây giờ sẽ là đội hình bên phía của Premier League, thì gồm có Thierry Henry mùa Icon The Moment, Ruth Gullit mùa Icon. Trong khi đó ở phía dưới sẽ là Son Heung-min, Kevin De Bruyne, Rodri, Eden Hazard. Hàng phòng ngự sẽ là Luke Shaw, Ruben Dias, Rafael Varane, Rich James. Và cùng với đó là thủ môn Nick Pope. Trong khi đó thì bên phía đội hình của La Liga sẽ là Ronaldo, De Lima mùa thẻ Icon ở phía cao nhất. Đứng thứ hai đó là Johan Cruyff. Thierry Henry mùa thẻ Icon The Moment cũng sẽ được lựa chọn. Điều đó đồng nghĩa việc là họ có thể lựa chọn bất kỳ ai, miễn là đã từng thi đấu ở Premier League hoặc là từng thi đấu ở La Liga. Kaká ở bên hành lang cánh phải, bộ đôi tiền vệ trung tâm là Jude Bellingham cũng như là David Beckham mùa thẻ Icon The Moment. Trong khi đó hậu vệ cánh trái là Mendy, cánh phải là João Cancelo mùa live. Bộ đôi trung vệ là Antonio Rudiger và Eder Militao, cùng với đó là thủ thành Thibaut Courtois. Vâng, chúng ta đang nhìn thấy Chris Devil Gamer và cùng với đó là cả những người đồng đội của anh nữa. 609 ngồi bên cạnh. Còn đây là Game An của Influ đến từ Thái Lan. Và đồng đội của anh ta sẽ là hai người đến từ Trung Quốc.
đó sẽ là Menge, cô nàng bình luận viên, và anh chàng đã vô địch giải công đồng đó là Crespo. Chúng ta sẽ có những bóng hồng tham dự các trận đấu tại League Challenge này. Wow, chúng ta có thể thấy là có cả cờ Việt Nam ở đây. Vâng, chúng ta sẽ chờ đợi trong một vài giây lát để tới với sự chuẩn bị của hai đội tuyển cho cuộc đấu ngày hôm nay. Hy vọng rằng đây sẽ là một trận đấu vừa hay mà lại vừa tạo ra cho chúng ta những cái cảm xúc trái chiều. Và có thể nói là nếu mà so với lại Bundesliga hay League One thì cái bể cầu thủ của La Liga và Premier League thật sự là rất là dồi dào và phong phú. Chính xác. Với ngoại hạng Anh thì họ sẽ là được xem như là một cái nôi của những ngôi sao đến từ Latin nè, sự kết hợp của rất nhiều những cầu thủ nội địa của Anh Quốc và cả những ngôi sao châu Âu đình đám. Và cái bể cầu thủ của họ cực kỳ rộng, nhưng La Liga cũng là một cái nơi mà thu nhặt rất nhiều những ngôi sao Latin, từ bóng đá cổ điển cho đến bóng đá đương đại. Và chúng ta có rất nhiều những cầu thủ đến từ, đặc biệt là Nam Mỹ, đã từng ghi dấu ấn tại sân chơi La Liga. Vì vậy để mà để chọn một cặp đấu mà hấp dẫn nhất và cân tài nhất giữa những cái bể cầu thủ thì chắc là Premier League và La Liga là cái cuộc so tài kiểu là nảy lửa nhất giữa hai bên. Chính xác là như vậy. Và cái điều quan trọng là tôi thấy rằng là cái phần bốc thăm này cũng là một cái phần khá là hên xui. Phần bốc thăm này cũng khá là hên xui, nhưng mà đấy, thì bên đội đầu tiên là hai KOL rồi, đến đội thứ hai tự nhiên bốc được đúng hai KOL nữa, thế thành ra là mọi thứ trở nên cân bằng hơn. Nếu như mà bên phía đội thứ hai mà bốc ra được hai người vô địch cộng đồng thì đấy sẽ lại là một sự khó khăn dành cho bên phía của hai KOL. Nói chung là chúng ta cũng cảm nhận được rằng là đây là một cuộc chiến show match, nhưng khi bước vào cuộc chiến rồi thì không bao giờ đấy được coi là một cuộc dạo chơi cả, đấy phải là một cuộc chiến đấu. Và như các bạn cũng đã điểm qua, giải thưởng 5.000 đô của cái thể thức League Challenge này thì nó cũng sẽ được phân ra từng giải thưởng nhỏ, nhưng mà nó sẽ thuộc về dạng cá nhân, tức là mỗi giải chỉ dành cho một người thôi. MVP ghi bàn nhiều nhất, bàn thắng đẹp nhất và ăn mừng ấn tượng nhất. Và xin nhắc lại cho các bạn dễ hình dung thì như cái cặp đầu tiên như chúng ta vừa điểm qua đó thì nó sẽ là sự kết hợp giữa cả hai influencer và một cộng đồng. Điều đó đồng nghĩa rằng là cái tổ đội đá thứ hai của cả La Liga và Premier League nó sẽ phải là hai cộng đồng một influencer, để cái người influ còn lại sẽ đá cái trận cuối cùng. Wow. Và đây là sự bình chọn đến từ các khán giả có mặt tại nhà thi đấu trong nhà Pepsico. Họ dành 72% tỷ lệ thắng cho Premier League và 28% cho La Liga. Nó thực sự nó quá chênh lệch so với các bạn khán giả tại Việt Nam. Tại sao? Là do cô gái kia đó. Cô gái kia là cân, gần như cân cái tỷ lệ chọn. Ý tôi là khi mà có một bạn nữ ở phía bên cùng đội của mình thì hoàn toàn là khán giả sẽ nghiêng về phía của đội nhiều nam hơn. Lại hả? Tôi đoán vậy thôi, không biết là khán giả có nghĩ như thế không. Nhưng mà cái tỷ lệ đó thì nó đang là rất chênh lệch dành cho bên phía của Ngoại hạng Anh. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem rằng hoặc là bên phía của Chris Devil Gamer có mang về được điểm số đầu tiên dành cho đội của mình hay không đây. Mọi thứ còn đang ở phía trước. Anh Phước thì là một cái người mà đã gắn bó với bóng đá Ngoại hạng Anh gần như là trong gần như suốt cái sự nghiệp bình luận của anh. Thì không biết là nếu như mà để anh chọn một cầu thủ ấn tượng nhất luôn trong suốt chiều dài lịch sử Ngoại hạng Anh thì anh sẽ chọn cầu thủ nào? Nếu mà ấn tượng nhất thì có thể là Angri và cũng có thể là Rooney. Bởi vì là hai cầu thủ này nếu như xét về cả ngoài đời lẫn ở trong game thì đấy đều là những cầu thủ cực kỳ kỹ thuật và cực kỳ khỏe và cũng rất nhanh nữa. Rất kỹ thuật, sút xa hay là dê dắt bóng hay là dứt điểm đối mặt, mọi thứ nó đều hoàn hảo. Thực sự là nếu mà để chọn một cầu thủ thì nó hơi khó đối với tôi. Vâng. Và anh Phước gần như là cái người mà được hít thở vào không khí của bóng đá Anh gần như là mỗi cuối tuần. Và anh cũng là người truyền lửa cho các bạn khi mà xem các trận đấu ở đây. Và với 4 giải đấu của chúng ta đó là Premier League, Bundesliga, League One và La Liga thì đây cũng sẽ là những cái sân chơi mà EA Sports chỉ là đối tác đồng hành của họ. Vì vậy đây cũng sẽ là một cái cầu nối không chỉ kết nối và quảng bá cho 4 giải đấu vô địch quốc gia này mà nó còn là một cái nơi kết hợp giữa các influencer và người chơi cộng đồng của 4 nước luôn tại khu vực của FC Online. Vâng, và chúng ta nhìn thấy rằng là các vận động viên dự bị thì họ sẽ ngồi ở phía trước sân khấu. Họ sẽ là những cái tổ đội khác. Họ sẽ là những cái tổ đội khác và họ sẽ thi đấu trong các cặp trận còn lại. Sau cái trận đấu này thì chúng ta sẽ đến với cuộc đọ sức giữa Bundesliga và League One. Tổ đội của Chris Phan ở cặp đấu thứ hai thì họ sẽ đá với tổ đội League One và Chris Phan sẽ không xuất hiện lại nữa. Thay vào đó là chúng ta sẽ có một influ khác. Và có thể là Bảo Trọng sẽ là người đá ở cái game thứ hai. Đây là anh chàng này thích ZD.
một cú sút ZD. Nhưng theo những chia sẻ của các tuyển thủ thì cái meta này không ZD được dễ, không hề dễ dàng chút nào với một cú ZD. Đấy, cùng chờ xem rằng là các tuyển thủ cũng như là các KOL của chúng ta họ sẽ làm quen với meta và hiện thực hóa nó như thế nào. Đây phải là thời điểm của một sự đoàn kết. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là cái tay anh này đang cầm một cái để vẫy vẫy kìa. Thì cái đó là dùng để bình chọn. Nó được đổi được rất là nhiều màu và chúng ta đang nhìn thấy đây là màu tím này. Lát nữa nó là màu đỏ, màu xanh, màu trắng thì phải. Khán giả đến với hội chợ Festival FC Pro năm nay có thể nói là rất đông. Vâng, kín cả khán phòng luôn. Và cái khán phòng mà chúng tôi đang có mặt thì nó sẽ có sức chứa là 2.000 khán giả. Và ngày hôm nay thì gần như là không còn chỗ trống rồi các bạn. Rồi thêm một cái bật mí nữa là ở ngay cái khu vực mà chúng tôi đang diễn ra giải đấu, đó là Pexco, thì cũng đang diễn ra một hội chợ game cực kỳ lớn tại Busan. Và có rất nhiều những màn cosplay cũng như là các game khác cũng trong cái khuôn viên của nhà thi đấu Pexco này. Và đây là không gian dành cho F-Zero Festival và tất cả đã sẵn sàng cho cuộc đọ sức giữa Premier League và La Liga tại thể thức League Challenge 3-3. Vâng, và như vậy là bên phía của Premier League sẽ mặc bộ màu xanh lá cây, còn bên phía đối diện sẽ là màu trắng. Họ sẽ là những người kiểm soát trái bóng trước và bảo vệ khung thành bên phía tay trái của chúng ta. Chris Van. Vâng, vừa rồi là một động tác kỹ thuật sử dụng hai nút C và Z và truyền cho người đồng đội mình. Vâng, nên nhớ rằng đây là một thể thức 3-3. Vì vậy mà nó sẽ chuyền bóng rất khó. Cơ hội dành cho bên phía của Crespo. Crespo vẫn còn nhưng không được. Đó là Gloria. Đó là Gloria. Cô nàng MC của Trung Quốc đã không thể có được cú đá ngay. Vẫn là tìm La Liga. Ui. Cú đá là của Jude Bellingham. Có thể nói là ngôi sao sáng nhất của La Liga vào lúc này, cũng như câu lạc bộ Real Madrid. Một cú ngoặt bóng và sau đó là cú đá rất nhanh chân của tiền vệ người Anh, nhưng đáng tiếc bóng đã đi ra ngoài cầu môn của Nick Pope. Và phát bóng lên của Chris Van. Đó là Henry the Moment Rooney, một sự kết hợp giữa hai cầu thủ mà anh Phước yêu thích nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Tiếp tục là Rooney Aiken, trong này của Sang Ho. Quá nhờ. Cuối đầu là của Chris Devil Gamer. Rất đáng tiếc là Chris Van đã không thể sử dụng cú lít thành công ở trong pha bóng vừa rồi. Và bây giờ là cô nàng Gloria chuyền bóng rất mạo hiểm dành cho Gaming. Crespo vẫn đang là Crespo. Vâng, Crespo có rất nhiều động tác kỹ thuật để có thể lừa bóng. Gaming. Ái chà, bộ đôi này có vẻ như là đang muốn tìm thấy nhau thì phải. Chris Van đây rồi, một trong những người rất thích dây dắt, nhưng đây là lượt chọc khe tốt dành cho Six On Nine. Six On Nine đường chuyền trong trăng đánh đâu. Sang Hồ đã không thể mở tỷ số. Đó là một pha phối hợp giữa ba thành viên đến từ ba quốc gia khác nhau. Quả là bóng hợp lệ của Six On Nine. Sang Hồ, sau khi La Liga họ có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên thì là những lời đáp trả đến từ tổ đội Ngoại hạng Anh. Menge. Gaming. Menge và Gaming à, nghe nó hơi khó phân biệt nhỉ. Chris Van. Sico này. Và chúng ta sẽ chuẩn bị có cốt đầu tiên cho buổi stream ngày hôm nay. Các bạn hãy chuẩn bị sẵn một tab để nhập mã cốt đầu tiên của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn sẽ có một cốt S-VIP dành cho những bạn nhanh tay nhất. Không thể có một cú dứt điểm. Gaming, anh chàng của Thái Lan. Đây là cô nàng Gloria chúng ta với Henry. Chuyền hơi vội của Gloria và bóng về lại với tổ đội Ngoại hạng Anh. Rất tốt. Sico này. Sang Ho. Có khoảng trống nhưng không thể vượt qua được Crespo trong tình huống vừa rồi. Chúng ta đang nhìn thấy rằng là đá 3-3, chuyền bóng phối hợp tạo cơ hội là rất khó, không hề đơn giản chút nào cả. Sang Ho không thể qua được cô nàng MC Gloria bên phía của Trung Quốc.
vẫn là tổ đội ngoài hàng Anh. Sang Ho chuyển vào Chris Fang, vẫn chưa có bàn thắng với cú đánh đầu của Henry the Moment, nhưng có vẻ như cựu tiền đạo của câu lạc bộ Arsenal đã đánh đầu trong thế việt vị. Không ai theo kèm Henry. Nhìn tình huống thoát pressing khá ấn tượng của tổ đội La Liga. Crespo với Ronaldo Icon. Hợp lý Zidane. Những người từng đá cho Real Madrid. Đây ơi! Không được. Người dứt điểm là Henry. Vâng, một nụ cười hơi gượng gạo tới từ cô nàng Gloria. Chris Van Sango. Bên phía của EPL thì vào lúc này cũng đang kiểm soát trái bóng khá tốt. Họ kiểm soát tốt hơn so với đối thủ của mình. Chris Van. Vẫn đang là Chris Van. Cơ hội dành cho Chris Van. 1-0 dành cho Chris Neville Gamer và những người đồng đội của mình. Và có vẻ như tổ đội bên này là ba người chơi đến từ ba quốc gia khác nhau, nhưng có vẻ như độ ăn ý trên sân của họ là tốt hơn so với sự kết hợp giữa hai trung và một thái bên tổ đội La Liga. Nhưng mà cùng xem lại bàn thắng của Chris Fang. Và băng lên đầy bất ngờ của một hậu vệ như Udoje. Hậu vệ cũng đang chơi rất hay trong màu áo của Tottenham Hotspur. Đó là một pha ngoặt sang phải, sau đó là dứt điểm rất nhanh và đã tạo ra được bàn thắng rất hay dành cho Chris Van. Và bên phía của Premier League, Crespo, Gaming. Lúc này thì chắc chắn là khi mà để cho đối phương vươn lên dẫn trước thì bên phía của La Liga sẽ cảm thấy rất khó khăn. Mới đây thì trong game SL Online chúng ta cũng đã nhìn thấy là sẽ có sự xuất hiện của Đỗ Misi và Chris Van ở trong game với mùa thẻ Votalai. Đó là mùa thẻ Votalai Ambassador. Và như vậy là hiệp 1 thì cũng đã khép lại với kết quả tạm thời là 1-0 dành cho bên phía của Premier League. Đường truyền rất không tốt tới từ đội bóng áo trắng. Chris Van đang là người cầm trái bóng vào lúc này. Và hy vọng là với mã cốt đầu tiên vừa rồi thì các bạn cũng đã mang về cho mình những phần quà ngẫu nhiên. Và các bạn cũng đừng quên là có một sự kiện treo máy 15 phút để nhận được gói SVIP 3 ngày. Và đối với game dự đoán ở website đồng hành thì các bạn cũng không cần phải đặt điểm luôn, chỉ cần vào dự đoán thôi. Và phần thưởng sẽ đến ngay sau khi trận đấu kết thúc. MD! Đó cú power shot không khởi công, cú đá bồi từ Chris Van. Bóng đá bật vào cột dọc. Thủ môn đã có thể chạm tay vào bóng nhưng cú FD đó là với một lực rất mạnh và bóng vẫn có thể trôi về phía cột dọc. Bây giờ thì trái bóng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của bên phía EPL. Đường chọc khe rất tốt dành cho Sikonai. Sikonai làm gì đây? ZD không được, không thể vượt qua được thủ môn Gloria. Ở thể thức 3-3 nó đòi hỏi các vận động viên phải quan sát cực kỳ rộng trên sân để họ di chuyển không bóng, để những người đồng đội của mình có thể tìm ra được khoảng không và tung ra những đường chuyền hay có những pha phối hợp với nhau thật sự ăn ý. Điều đó nó sẽ khó trong cái việc đó là bạn luôn bị cuốn theo quả bóng trên sân. Đó là theo thói quen thi đấu. Và nó đòi hỏi thời gian luyện tập cũng như là làm quen giữa các bên. Chưa nói đây còn là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các nước với nhau. Chris Van. Henry. Khoảng trống, dứt điểm không được. Đã có pen. Sang Hồ đã bị đốn. Vâng, chúng ta nhìn thấy những cái đập tay giữa Sang Hồ và Chris Neville Gamer. Cả hai đã có một tình huống phối hợp với nhau khá tốt. Và bây giờ sẽ làm quả đá penalty. Và ai sẽ là người thực hiện nó đây? Không phải, đó là quả đá phạt hàng rào. Đá phạt hàng rào à? Ta sẽ cùng chờ xem. Và những khuôn mặt đã được hiện ra. Không vào! Chris Van là người đã thoát xuống ở bên lá cánh trái. Nhưng anh không nhận được bóng ở trong tình huống này. Mà đó quyết định làm cú ZD của Thierry Henry. Tổ đội Bromwich sẽ tiếp tục có một quả phạt góc.
được chuyền vào. Cú đánh bóng của Thibaut Courtois nhưng không có một cầu thủ nào phía trên để nhận bóng và bóng tiếp tục lăn trước khu vực vòng cấm của La Liga. Thời gian đang trôi vào những phút cuối cùng. Eden Hazard, Gullit, những người từng đá cho Chelsea. Cả Gullit và Eden Hazard cũng đều được xem những biểu tượng tại đội bóng phía Tây London này. Vâng, khuôn mặt của cô nàng Clara luôn chiếm được spotlight. Thậm chí nó còn chiếm spotlight hơn cả những phần highlight trên sân vào lúc này. Crespo, cơ hội phản công dành cho tổ đội La Liga, Jude Bellingham. Crespo với trong tay là Ronaldo Icon, một huyền thoại của câu lạc bộ Real Madrid, được chuyền vào. Những quả tạt có lẽ là đường đến khung thành nhanh nhất rồi, không còn gì để nhanh hơn những quả tạt như vậy. Và thậm chí là những pha dứt điểm bằng đầu thì cũng sẽ mang tới rất nhiều sự khó lường. Nhưng mà tôi đang không hiểu vì sao trong 3 quả đánh đầu trước đó thì bên phía của Premier League lại thường đánh đầu vào đúng vị trí thủ môn. Sai lầm tới là mọi người biết đúng không, áo xanh. Tuy nhiên ngay sau đó thì họ cũng đã bó hẹp được không gian. Bây giờ đã phút thứ 80 và chúng ta chưa nhìn thấy bất kỳ một sự thay đổi người nào. Thời điểm này thì các cầu thủ cũng đã khá là mệt rồi. Có lẽ là vì bị cuốn theo cuộc chơi nên mọi người quên mất việc đó hay chăng. Sang hồ. Xử lý kỹ thuật khá tốt, Sang Hồ, đường chuyền dành cho Chris Wan. Hai người đang có một sợi dây liên kết rất lớn với nhau, vẫn đang là Chris Wan. Rất nhiều động tác kỹ thuật được xử lý. Single này khá tốt, Chris Wan. Đó lại thêm cú dứt đề nữa. Lần này thì bóng đã chạm vào chân của hậu vệ bên phía La Liga. Tổng số cú sút của Premier League vào lúc này đang gấp 3 lần của La Liga. Thêm cú sút nữa. Rất là thú vị, đó là cả hai vận động viên của Hàn Quốc ở trong cái tổ đội ngoại hạng Anh này thì đều có họ và tên giống nhau, đó là Lee Ho. Họ chỉ khác ở tên đệm thôi, một người là Lee Jong Ho, một người là Lee Sang Ho. Vẫn là tổ đội ngoại hạng Anh, Sang Ho. Có lẽ đó cú dứt điểm của Sang Ho. Vâng. Rất nhiều những cú đá. Chris Van, lúc nào Chris Van cũng rất đầy quyết tâm. Đầy quyết tâm cho những thứ mà anh tham dự. Và ngày hôm nay thì Chris Van cũng là người duy nhất đang có được bàn thắng vào lúc này. Không vào. Bóng dội xa ngang đập xuống nhưng chưa qua vạch vôi. Game end. Còn 3 phút đã bù giờ cuối cùng. Có lẽ đây là bóng cuối dành cho Crespo. Crespo không làm gì được. Vẫn đang là các thủ áo trắng và tiếng còi mãn cuộc đã vang lên. Chiến thắng dành cho bên phía của Premier League. Và tỷ lệ dự đoán của các khán giả có mặt tại khán phòng vào lúc này đều là một tỷ lệ dự đoán đúng với khoảng 70%. Còn trên website đồng hành thì cái tỷ lệ này còn áp đảo hơn, với 93% dự đoán đúng. Và xin chúc mừng các bạn. Và khi mà trận đấu kết thúc thì các bạn cũng đã nhận được cho mình những phần quà vì đã dự đoán đúng. Và thắng duy nhất của Udoje và được ghi gia công của Chris Van. Ngoài ra thì tổ đội ngoại hạng Anh họ cũng có một cú đá bật xà ngang và một cú đá bật cột dọc nữa. Và ngoài ra thì một vài những cái cơ hội đánh đầu nữa. Vâng, chúng ta đã nhìn thấy là các thành viên bên phía của Premier League của họ cũng đã cảm thấy rất vui. Cổ động viên tới từ Việt Nam và cũng chính người Việt chúng ta đã có được bàn thắng. Vâng, một kiểu ăn mừng theo phong cách của Rashford. À, có lẽ đây là cũng là một trong những cái phần thi để dành $1,000 cho màn ăn mừng ấn tượng nhất. Và dĩ nhiên đội thua thì không thể nào ăn mừng được. Họ sẽ phải chờ đợi những người đồng đội ở trong tổ đội của mình với những sự kết hợp khác để có thể mang về những điểm số đầu tiên cho La Liga. Premier League sẽ tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng đấu này khi họ có được 3 điểm. Và ở game đấu thứ hai chúng ta cũng sẽ biết được cách sắp xếp và ra quân của tổ đội Bundesliga và Liga. Vâng, những bảng xếp hạng này sẽ thay đổi ngay sau đây thôi. Khi mà chúng ta thấy được là
các đội tuyển sẽ có những cuộc chiến đấu với nhau sau 90 phút. Sẽ không có hiệp phụ cũng như là penalty, vì vậy mà sẽ có những trận hòa. Và một màu xanh có thể nói là rất đẹp tại khán phòng vào lúc này. Và tôi cũng để dành cái thông tin này khi mà về lại bàn caster, tôi cũng nói với các bạn ngày hôm nay á, nếu mà anh Phước để ý á, thì bên ban tổ chức họ cũng rất là có một cái thông điệp khi mà chọn áo, trang phục, vest khoác ở ngoài cho các caster. Bởi vì ở mỗi một cái bàn bình luận viên á, thì sẽ có hai sự kết hợp giữa một người mặc vest màu đen và người còn lại thì mặc vest màu xanh. Thế là do khi mà tôi lên hình thì cái màu này nó hơi chuyển qua màu xám. Nhưng mà đó là các bạn khác cũng vậy, các bạn caster khác cũng là những sự kết hợp giữa màu đen và màu xanh. Đây cũng là những cái màu chủ đạo của FC Online. Đó cũng là cái điều rất là thú vị mà bên phía ban tổ chức họ đã sắp xếp. Vâng. Lên hình thì đúng là nhìn bộ vest của anh Cảm trông không phải là màu xanh, nhưng mà trên thực tế thì đấy lại là một màu xanh rêu, có phần hơi trầm một chút. Và một màu xanh rất giống quân đội. Và ở tổ đội Bundesliga sắp tới thì chúng ta cũng sẽ có sự góp mặt của hai thành viên đến từ team Việt Nam, đó là Vodka Quang sẽ trong vai trò là influencer, và người đồng đội của Vodka Quang sẽ là Hoàng Long, người đã vô địch giải cộng đồng của Bundesliga. Và đối thủ của họ sẽ là Ligue 1, nơi có sự kết hợp giữa Nhiếm và Khai Anh Quốc, nhưng mà cũng chưa chắc là họ cũng sẽ bắt cặp đúng với nhau trong cái tổ đội đầu tiên. Và bên cạnh Vodka Quang, Hoàng Long ở cái tổ đội Bundesliga này, chúng ta còn có sự kết hợp khác giữa hai vận động viên của Hàn Quốc, đó là Park Seung-ju, và vận động viên ở giải cộng đồng họ đó là Jae Hum. Ở Trung Quốc thì sẽ là sự kết hợp giữa A Pang và Jae Park, và ở Thái Lan sẽ là vận động viên Jae Dum và Son Nando, một sự kết hợp giữa Son Heung-min và Ronaldo. Vâng, trên thực tế thì những cái gì mà chúng ta nhìn thấy ở trên sân cỏ hay là ngoài đời thì đôi khi là bạn cũng sẽ thấy được những cái bước chạy của Son Heung-min cũng như Ronaldo có một cái gì đấy nó cũng khá là giống nhau. Họ chạy đều nhanh và đều những cái bước dài cả. Và khung cảnh của nhà thi đấu trong nhà Bexco. Ngày hôm nay đã có rất đông các bạn khán giả đến đây, và không chỉ đến nhà thi đấu Bexco mà trong khuôn viên cũng có rất đông những người yêu thể thao điện tử, bởi vì đang diễn ra hội chợ game điện tử tại Busan với rất nhiều những tựa game khác. Và chúng ta sẽ hướng mắt về sân khấu chính để chào đón tổ đội Bundesliga. Sẽ có tổng cộng 8 thành viên của 4 nước. Mỗi nước sẽ là một nhà vô địch cộng đồng và một influencer. Và đầu tiên sẽ là cặp đôi của Hàn Quốc, Seung-ju và Jae Hun. Với Trung Quốc sẽ là A Pang và Jae Park. Thái Lan sẽ là sự góp mặt của Jae Dum và Sonando. Và Việt Nam sẽ là Vodka Quang và Hoàng Long. Họ cũng sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để xem cái tổ đội ra sân đầu tiên sẽ là hai influ một cộng đồng hay là hai cộng đồng một influ. Và ngay sau khi thực hiện trận đấu đầu tiên của mình thì bên phía của Premier League cũng như La Liga sẽ tạm nghỉ ở trận đấu này để nhường chỗ cho cặp đấu giữa Bundesliga và Ligue 1. Đây cũng sẽ là một cặp đấu mà chúng ta sẽ chờ đợi. Jae Dum thì tôi đã từng đá cùng với anh chàng này rồi ở UCC, và anh chàng này trên thực tế là không biết đá đâu. Hồi đấy là Jae Dum, là tôi không biết là từ đấy đến bây giờ là anh ta đã luyện tập nhiều hay chưa, nhưng mà Jae Dum là một người rất hài hước. Nếu như mà để cho anh ta cầm điều khiển trái bóng của mình thì đôi khi là anh ta cầm thủ môn lên dê luôn, không truyền cho ai cả. Anh chàng A Pang của Trung Quốc thì ảnh này cũng là một bình luận viên, và ảnh là người bình luận viên nói là lớn tuổi nhất trong tất cả những dàn caster của game FC Online hiện tại. Wow. Và ở giải đấu lần này thì ảnh sẽ không tham dự với tư cách là bình luận viên nữa, mà ảnh sẽ tham gia với vai trò là influencer, cũng giống như anh Jae Dum này luôn. Bình thường thì anh Jae Dum và anh A Pang là những bình luận viên của nước họ tại các giải quốc tế. Wow, một màu đỏ rất đẹp. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của tổ đội Ligue 1 và ngay lập tức quốc gia Pháp. Và ngay lập tức thì những ánh đèn sân khấu đã chuyển qua màu xanh blue. Ở Ligue 1 thì sẽ có sự xuất hiện của những KOL như Min Kyo Kim bên phía Hàn Quốc, Yoon bên phía của Trung Quốc, Nick Anna bên phía của Thái Lan và Nhím của Việt Nam. Trong khi đó thì những người đã vô địch cộng đồng bên phía của Hàn Quốc là Won Tae Cho, bên phía Trung Quốc là Hiu, bên phía Thái Lan là Sterling Ford, và bên phía của Việt Nam đó là Anh Quốc. Đây. Họ cũng sẽ tổ chức bóng thăm ngẫu nhiên để xem sự kết hợp ở cặp đấu đầu tiên sẽ là hai influ một cộng đồng hay là hai cộng đồng một influ.
Và xin nhắc lại là sẽ không có trường hợp là một cặp nào là ba influ một đội hoặc là ba cộng đồng một đội cả. Những influencer sẽ phải tách ra để có thể đá đủ 3 game để có sự xuất hiện của 3 influ. Và xin nhắc lại là ở game đấu thứ 3 đương nhiên sẽ bị thiếu một người. Bởi vì đá 3-3 mà 3 trận vòng tròn thì sẽ phải là 9 người mới đủ. Cho nên là sẽ sót lại một người và người đó sẽ được chọn ngẫu nhiên ở cái tổ đội sẽ đá cái game đấu thứ 3. Từ hai cái cặp trước họ sẽ chọn bất kỳ ai cũng được, influ cũng được và chọn vận động viên cộng đồng cũng được. Wow. Một cuộc chiến giữa xanh và đỏ. Mặc dù là không có một cái sức hút và sự hấp dẫn nhiều tiếng tăm như là ngoại hạng Anh hay là Liga, nhưng mà rõ ràng trong những năm gần đây, bóng đá Đức và bóng đá Pháp cũng đã thu hút rất nhiều khán giả đến với giải đấu này với những ngôi sao đã và đang làm nên tên tuổi cho hai sân chơi này. Vâng, lại một lần nữa chúng ta cùng quay trở lại với hai MC. Một người thì khá là xinh đẹp, còn người kia thì cũng đẹp trai, đúng không anh Cảm? 어, 네, 네, 틀립니다. 네, 분데스리가 팀원들 이렇게 구성됐습니다. 팀원들 좀 마음에 드시나요? 네, 너무 마음에 들고. 사실 그 뭐가 그 방법? 저희 팀은 지금 이미 한 팀입니다. 보여드릴까요? Cho tổ đội của họ. Cô Subin vừa hỏi anh chàng Hàn Quốc này là có hài lòng với tổ đội của mình không? Vâng, và anh nói là anh rất hài lòng với tổ đội này. Họ cũng vừa có một cái màn chào sân khá đáng yêu với các khán giả có mặt tại PEXCO. 뭐 큰 뜻 없이 강하니까 선택했다. Vâng, 간단하게. Phía của CEO Du Park thì anh cũng đã chia sẻ rằng là anh rất tự tin với trận đấu này. Và bởi vì là những thành viên của anh đều là những người rất mạnh. 좀 멋진 대답이 나오지 않을까 예상을 했었는데 멋진 대답이 나왔네요. 네, 옆에 계신 안재현 선수께 좀 여쭤보겠습니다. 풀뿌리를 대표해서 이렇게 큰 무대에 오셨잖아요. MC Suwin 너무 좋아요. 컨디션은 좀 괜찮으세요? 컨디션 괜찮으세요? 아, 네, 지금 너무 좋아요. 그 vừa hỏi là đứng trước sân khấu lớn như thế này thì bạn có cảm giác như thế nào? Thì người đồng đội của anh Sujan đó là Hyeoman vừa nói là cảm giác rất là hồi hộp và lo lắng. 실제로 그 박재범 씨의 J-Park의 팬이셔서 그렇게 지으신 건지 궁금해요. 아, 네, 나 J-Park. 어, 네, 맞습니다. Anh này là fan của J-Park, anh lấy nickname là J-Park. J-Park là một ca sĩ và rapper rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh này chắc là fan của J-Park. Cô MC cổ nói với anh chàng J-Park này là bạn hay nói một câu gì đó thể hiện sự quyết tâm của đội mình. Và chúng ta sẽ chờ phiên dịch. Vâng, anh nói rất là đơn giản thôi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần giao lưu với tổ đội Lức Ăn. 여기 오늘 온 인플루언서 중에 제가 감히 말씀드리지만 민규 씨가 친화력이 갑이에요, 갑. 맞아요. 민규 씨가 갑이에요. 방금 내가 그 방금 너 민규 김. 예. 와, 막 했는데 예. 민규 씨 저희 팀도 준비했습니다. 질 수가 없기 때문에. 와, 밑 phía tổ đội Lick Ang lại có thêm một cô gái nữa. 파이팅! 뭐야, 이거는 너무 뺏겼는데요? 사실 원투 쓰리만 rất là fighting. 다들 잘해주네요, 오늘. Chỉ có khoảng 1/3 người gọi là nghe thấy cái khẩu hiệu vừa rồi của chàng trai Min Kyo Kim và chúng ta chưa nhìn thấy một sự đoàn kết tới từ đội tuyển này rồi. Từ nay thì của chúng ta có sự xuất hiện của Nhím và anh Quốc. Nhím thì như chúng ta cũng đã biết thì anh là một trong những thành viên của Rifan Kiến Minh. 나이가 부족해서 프로를 못 했답니다. 아 진짜요? 엄청난 실력자가 있기 때문에. Anh Quốc thì trước đây cũng đã từng tham dự FPPL của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì anh không thi đấu được ở những giải đấu cao hơn nữa. Sắp tới đây thì Kha Anh Quốc cũng sẽ trở lại với một sân chơi đó là Student Cup. Và các bạn có thể đón xem và cổ vũ cho Kha Anh Quốc tại giải đấu sinh viên sắp tới. Và nó sẽ diễn ra ngay sau FC Pro Festival thôi. Tôi nghĩ là các bạn cũng đang rất là quan tâm với bóng hồng đang có mặt trong thành phần của Lick Ang. Và cô ấy là cô Yu. Và cô ấy thì cũng là bình luận viên bóng đá ở bên Trung Quốc, cũng là một bình luận viên chuyên nghiệp. Nhưng mà giải đấu mà cô ấy bình luận không phải là Lick Ang, cũng không phải là Hoàng Anh, mà đó là Bundesliga. 네, 대신 열어주실 거거든요. 첫 번째 선수를 한번 공개해 보도록 하겠습니다. 분데스리가 첫 번째 선수 공개해 보겠습니다. 이 trái bóng này thì được họ tự bốc thăm. Họ tự mang ra từ trong khu vực phía sau cánh gà. 선수는요. 황롱. 황롱
선수입니다. 황롱 선수. Hoàng Long. 네, 첫 번째 경기를 분데스리가를 대표해서 Hoàng Long sẽ là người đầu tiên và cũng giống như là ở trong lời bốc thăm trước đó thì Chris Devil Gamer cũng là đại diện Việt Nam được bốc. 경기를 펼칠 두 번째 선수는요. 자, 그 2 nào. Ronaldo, như vậy là hai cộng đồng đã được ra. Wow. Như vậy là đồng đội của họ chắc chắn sẽ phải là một influ. Chúng ta chờ xem ai. Nhưng mà hy vọng đó là Vodka Quang thì sẽ là một cái tổ hợp mà khiến cho Hoàng Long đúng ăn ý hơn. Đúng là Vodka Quang luôn. Vua đập thẻ. Như vậy là chúng ta sẽ có một tổ đội kết hợp Việt Thái với hai thành viên Việt Nam và một của Thái Lan. Như vậy là hai cộng đồng một influ. Wow, tiếp tục là Việt Nam. Tiếp tục là Việt Nam nữa và đó là Anh Quốc. Wow, có vẻ như là Việt Nam đang chiếm spotlight rất nhiều vì chúng ta được ngồi ở một cái nơi bình luận nó khác hơn so với cả ba quốc gia kia đúng không anh? Vâng, chúng ta được ngồi giữa trung tâm sân khấu. Ủa rồi. Đá với một bóng hồng. Hồng rồi. Đó là cô nàng Yun. Ông thấy như cô nàng này khá là nghịch và cũng thường xuyên bảo các vận động viên của Việt Nam như là Nhím hay là Anh Quốc dạy cho là đá tập, là đá cùng với em đi đấy kiểu thế. Rồi tôi chứng kiến cảnh đấy rồi. Đó là Ryu. Như vậy là cũng giống với bên kia, đó là hai cộng đồng và một influ. Nó cũng sẽ tạo nên một sự cân bằng. Tôi lại đoán là tỷ lệ chiến thắng dành cho bên phía của Bundesliga có phần nhỉnh hơn à? Anh có nghĩ thế không? Tôi không biết, tôi sẽ kiểm tra lại trên website đồng hành. Lúc này thì trên website đồng hành của chúng tôi ở cặp đấu thứ hai thì có 84% các bạn khán giả bầu chọn cho tổ đội Bundesliga và 16% các bạn khán giả đã lựa chọn là Ligue 1. Và lúc này thì các thành viên trong hai cái tổ đội họ đã trở về khu vực thi đấu của mình và nó có một sự trùng hợp nữa với cái sự kết hợp đó là hai cộng đồng và một influ. Như vậy đồng nghĩa với việc là cái tổ đội thứ hai của cả hai Bundesliga và Ligue 1 luôn thì nó chắc chắn sẽ phải là hai influ một cộng đồng. Sẽ là những cặp đấu khá là cân. Ở trận đấu đầu tiên chúng ta cũng đã thấy một sự cân bằng khi mà chiến thắng cũng chỉ là một chiến thắng 1-0 thôi, mặc dù cơ hội dành cho bên phía của Hoàng Anh là nhiều hơn so với đối thủ của mình đó là La Liga. Bây giờ thì sẽ là cuộc đọ sức giữa Bundesliga và Ligue 1. Một bên là tổ đội Việt Thái, còn một bên là tổ đội Trung Việt, Việt Trung. Ở đây sẽ là đội hình ra quân của hai đội tuyển ở trong ngày thi đấu hôm nay và chúng ta sẽ cùng điểm qua. Những gương mặt sẽ có trong đội hình của Bundesliga gồm có Calhanoglu, có Harry Kane, có Frank Ribery, Marco Reus, Lothar Matthäus, Michael Ballack, Alphonso Davies, Kim Min-jae, Lucio và Meunier. Cùng với đó là thủ thành Manuel Neuer. Trong khi đó bên phía của đối phương, lại một lần nữa chúng ta thấy Thierry Henry mùa thẻ Icon The Moment xuất hiện, sẽ đá cặp cùng với Kylian Mbappe. Cánh trái là Frank Ribery, cánh phải là Jairzinho, một trong những cầu thủ có thể nói là chạy khá là nhanh bên phía của Ligue 1. Và ngoài ra thì còn đó là Yaya Touré cũng như là David Beckham sẽ thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Bên cạnh đó là Mendy, Marcel Desailly, Roland Blanc, Hakimi và thủ thành Gianluigi Donnarumma. Vâng, có thể nói là bóng đá Đức và bóng đá Pháp, mặc dù là họ ở trước đây vào những cái năm đầu 2000 thì thật sự họ không thể cạnh tranh nhiều như là La Liga hay là Premier League vì cái sức hút. Nhưng mà với sự đầu tư từ những ông chủ Ả Rập và sau này họ thu hút thêm rất nhiều những ngôi sao đến với cả hai giải đấu, cũng như là cái việc nổi tiếng nhất đó là họ xuất khẩu và họ bán những ngôi sao, đặc biệt là sân chơi Bundesliga. Vì vậy vào lúc này thì hai giải vô địch này cũng đã trở nên hấp dẫn hơn để tiếp tục nằm trong top những giải đấu hàng đầu châu Âu và được rất nhiều quý vị khán giả đón xem vào mỗi cuối tuần với những cái sự trỗi dậy mạnh mẽ của PSG hay là cái sự duy trì vị thế của Bayern Munich. Nhưng mà rõ ràng là ở mùa giải này thì Bundesliga đã thú vị hơn rất nhiều, cân bằng hơn rất nhiều với cái sự vùng lên rất mạnh mẽ của Bayer Leverkusen. Chính xác là như vậy và tạo ra một thế kiêng ba chân. Nhưng nhìn chung thì Bundesliga thì cũng sẽ có những cái chu kỳ kiểu như vậy. Thỉnh thoảng lại có một câu lạc bộ trồi lên và để chen chân vào cuộc đua giữa Borussia Dortmund và Bayern Munich. Thì năm nay đó là Leverkusen. Và hy vọng là ở trong quãng thời gian sắp tới thì những giải đấu này cũng sẽ trở nên cân bằng hơn và cũng sẽ kịch tính hơn rất là nhiều. Và với những gì mà chúng ta chia sẻ thì xin nhắc lại với quý vị và các bạn một lần nữa là những cầu thủ các đội lựa chọn là những cầu thủ đã từng thi đấu ở những giải đấu mà họ tham dự. Và vì vậy mà kể cả khi bạn là một cầu thủ trẻ mới có 15, 16 tuổi thôi
mà đã được sử dụng trong một quãng thời gian nào đó thì vẫn sẽ được là tham dự ở trong cái giải đấu đấy. Ví dụ như là Thierry Henry trong cái đội hình của Ligue 1, thì do là ngày xưa khi mà Henry còn trẻ thì anh đã từng chơi cho Monaco. Vì vậy là Henry cũng có tên trong danh sách những cầu thủ được pick cho cái giải đấu Ligue 1. Nhưng mà rõ ràng là mà so về cái bể cầu thủ thì không đa dạng bằng hai cái giải đấu còn lại thôi. Nhưng mà cái chất lượng cầu thủ thì tôi nghĩ nó vẫn là rất là tương đương và nó rất cạnh tranh so với hai cái sân chơi còn lại. Vâng. Và ở Bundesliga thì cũng vậy, cũng là một trong những giải đấu xuất khẩu cầu thủ khá là nhiều và rất nhiều những cầu thủ thành danh. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là trong đội hình của đội Bundesliga thì thấy rất nhiều những tuyển thủ Đức. Bởi vì là trong quá khứ thì Đức là một trong những đội tuyển cũng rất là mạnh. Và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rằng là ngày hôm nay những sự kết hợp của những tuyển thủ Đức sẽ là như thế nào. Và thậm chí là trong cái tựa game này thì rất nhiều các bạn cũng đã chọn xây những cái team color của Dortmund, của Bayern và đặc biệt là của đội tuyển Đức, với rất nhiều những ngôi sao từ bóng đá thời xưa như là Lothar Matthäus, rồi những cái sự kết hợp giữa những cầu thủ thời đại bây giờ với những cái tên rất là nổi tiếng, gọi là Neuer hay là Kimmich, đều là những cái tên gọi là quốc dân luôn được các bạn kết hợp trong đội hình. Đó là những sự kết hợp, và ngoài ra thì họ cũng còn phải tính toán về cân lương nữa, lương 250, và sẽ cần tính toán rất là nhiều. Và việc là họ có muốn thi đấu với một hậu vệ cánh lương cao hay không thì cũng sẽ phải tính toán. Bởi vì là việc lựa chọn những cầu thủ cũng là một điều rất là quan trọng, và thậm chí là cũng đã có những cái sự khác biệt nhau trong cái cách lựa chọn cầu thủ giữa từng cá nhân của các đội tuyển. Và thậm chí là họ cũng đã nhiều khi họ chia sẻ với chúng tôi rằng là tôi không hiểu vì sao anh kia lại lựa chọn con bài đó, và không hiểu vì sao các bạn ấy lại lựa chọn con bài này. Thì đôi khi là trong rất là một tổ hợp với rất là nhiều những người với nhau thì cũng không thể nào mà có chung một ý kiến sâu sắc được. Và bây giờ thì đang là khoảng thời gian cho các khán giả có mặt tại nhà thi đấu Pesco, họ đưa ra cái sự dự đoán của mình và ban tổ chức đang tổng hợp và chúng ta sẽ biết được kết quả ngay sau đây. Và trong khán phòng thì cũng có rất nhiều những bạn đang là du học sinh tại Busan cũng đã ngày hôm nay đã dành thời gian của mình để đến đây để mà cổ vũ cũng như là gặp gỡ những thần tượng mà các bạn yêu thích. Ở phía bên ngoài chúng tôi thì như đã chia sẻ ở trước đó thì là một hội chợ mà, nên có rất là nhiều những cái hoạt động phía xung quanh. Ở đây chúng ta có FC Online thì ở phía trong nhà với một sự kiện thu hút được rất là nhiều những khán giả đã có mặt. Ở phía bên ngoài thì nếu như các bạn có mặt ở nhà thi đấu Pesco tại Busan vào lúc này thì mọi người hoàn toàn có thể đi ra ngoài và sau đó thưởng thức những món ăn. Và ở đây thì người ta thừa bán những món ăn thông qua là xe những chiếc xe tải. Food truck. Và đó là một trong những thứ mà đặc trưng của Hàn Quốc. Và đi qua thì tôi thấy là cũng không hề rẻ thế nào đâu. Khoảng 10.000 won tương đương với khoảng gần 200.000 Việt Nam đồng cho một món. Thì nói chung là các bạn muốn thử thì các bạn có thể tới đây. Và các bạn cũng đừng quên là ngày hôm nay bên cạnh những mã code xuất hiện ngẫu nhiên ở bên góc phải và sẽ được nhắc trước bởi các bình luận viên thì sẽ còn một mã code SVIP nữa. Và cái mã code SVIP này đặc biệt sẽ được chúng tôi nhắc nhiều lần và nhắc liên tục trước khi cái mã code này xuất hiện để các bạn có thể nhanh tay mang về cho mình cái phần quà giá trị nhất. Nhưng tại sao phải chờ nó trong khi các bạn có thể có cơ hội sở hữu SVIP 3 ngày khi mà các bạn treo máy 15 phút, đăng nhập đủ 15 phút trong game, và các bạn có thể có cơ hội nhận từ trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Rất nhiều những phần quà hấp dẫn và cả chương trình đồng hành trên website fcpro.fconline.vn. Vâng, sau khi ngày thi đấu hôm nay khép lại thì ngày thi đấu ngày mai chúng ta sẽ có một cuộc chiến giữa All Star. Đó là cuộc chiến giữa những vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng tới cuộc đọ sức giữa Bundesliga và Team Ligue 1. Và chúng tôi cũng đã vừa nhận được thông báo từ siêu máy tính ở quê nhà, đó là code sẽ lên ngay sau khi bắt đầu game. Ngay khi vào game thì các bạn sẽ nhận được mã code thứ hai của buổi livestream ngày hôm nay. Thêm một cặp đấu nữa có sự góp mặt của những người Việt Nam và có một bóng hồng. Và team Bundesliga sẽ trong bộ trang phục màu xanh. Và bộ trang phục màu trắng sẽ là của tổ đội Ligue 1. Và kick off không thành công. Và tổ đội Bundesliga họ sẽ có một quả đá phạt với Hoàng Long là người thực hiện. Đường chuyền của Ribéry. Kane! Nhưng đã có lỗi việt vị của Harry Kane. Một ngôi sao mới của Bundesliga, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Và đây chắc chắn sẽ là người có thể đứng trước khả năng xô đổ những kỷ lục trước đây của những Lewandowski hay Gerd Müller, những chân sút hàng đầu của giải đấu này.
Ngay ở trong những giây phút đầu tiên thì người mới trên nước chân giáo tới với Bundesliga đã khiến cho Ligue 1 gặp phải một sự khó khăn rồi. Yun, đường chuyền lỗi của Yun. Bây giờ thì Hoàng Long đang có bóng cánh trái kìa. Không được. Bên phía của Ligue 1 họ cũng đã biết được điều này và có lợi thế dành cho đội bóng áo trắng. Có thể thấy là cự ly đội hình của Ligue 1 đang đứng ở vị trí hơi xa. Họ đang phải thực hiện những đường chuyền có độ dài nhiều hơn. Liu, Yun, Liu. Ôi, anh Quốc đã mất bóng bởi Hoàng Long. Tiếp tục là Hoàng Long. Khá tốt. Không có đỗ bước một cho Hoàng Long ở trong tình huống này. Chúng ta đang nhìn thấy rằng là để có thể phối hợp được 3-3 là một câu chuyện không hề đơn giản chút nào cả. Phải là một sự ăn ý rất lớn. Hoàng Long. Tiếp tục là Hoàng Long. Ronaldo đang di chuyển ở phía bên trong. Ronaldo không được. Liu là người đã cắt được bóng ở trong thứ vừa rồi. Tiếp tục là Liu. Trong khi đó thì Jun đang cho thấy rằng cô nàng này gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai trái bóng lên phía trên. Rõ ràng là lại thêm lần nữa chúng ta chứng kiến là bên phía đội bóng áo màu xanh không có một bóng hồng nào cả thì đang thi đấu tốt hơn. Và họ cũng đang nhận được nhiều phần trăm dự đoán hơn từ các bạn khán giả. Một sự kết hợp giữa cả hai thành viên Việt Nam của tổ đội này với Vodka Quang và Hoàng Long. Họ vẫn đang tổ chức thi đấu và kiểm soát bóng rất tốt. Và sự kết hợp còn lại đến từ một thành viên của Thái Lan là Ronaldo. Ngã trong vòng cấm rồi và lần này mới là pen. Trọng tài đã rất nhanh tay chỉ vào chấm 11m. Nhưng ai sẽ là người thực hiện đây? Vodka Quang, Hoàng Long hay là Ronaldo? Vận động viên của giải cộng đồng Thái Lan đã mang về quả pen này. Và Hoàng Long với Harry Kane. Ghi bàn kiểu Harry Kane nhưng ăn mừng theo phong cách của Gnabry. Đó là Hoàng Long, người đã vô địch sự kiện cộng đồng của Bundesliga. Và cả hai bàn thắng của Lee Charlton vào lúc này đều được ghi bởi những người đến từ Việt Nam. Chris Phan, còn bây giờ là Hoàng Long. Đó đều là những lá phiếu đầu tiên của những cặp đấu này. Và tỷ số đang mở từ rất sớm so với trận đấu trước. Ở trận đấu trước thì khoảng gần những phút thi đấu cuối, nhưng trận đấu này thì đã tới ở ngay nửa hiệp. Anh Quốc, Liu, tiếp tục là anh Quốc. Bật bóng rất nguy hiểm. Ronaldo có khoảng trống phía trước. Anh tăng tốc nào. Vẫn đang là Ronaldo. Ronaldo bận đi người quá và anh ta đã không thể có được một tình huống bứt tốc đủ tốt. Nhưng vẫn đang là cơ hội dành cho Hoàng Long. Power shot không vào. Và Harry Kane đang chiếm spotlight trên sân vào lúc này. Tiền đạo tân binh của câu lạc bộ Bayern Munich đang khuấy đảo hàng phòng ngự của tổ đội Ligue 1. Và có một cái điểm chung nữa cũng rất thú vị giữa những người đã ghi bàn đến thời điểm này của Lee Charlton. Đó là Udoje và Harry Kane. Họ có một điểm chung đó là Tottenham Hotspur. Một người thì đang chơi và một người đã từng chơi và trở thành huyền thoại tại câu lạc bộ này. Phản công dành cho câu lạc bộ Ligue 1. Henry quá chật chội và nhưng mà chỉ có một mình Henry. Đây là Ribéry. Những chiếc máy chạy của tôi đội Ligue 1. Không được. Khai Anh Quốc đã không thể nhận bóng trong tình huống vừa rồi. Thì đấu 3-3 nó đòi hỏi những người chơi không bị cuốn theo bóng và người đồng đội của mình, mà phải quan sát cũng như di chuyển ở những khoảng không xung quanh. Một khuôn mặt có thể nói là rất tập trung tới từ Vodka Quang cũng như là Yun. Đây là Liu, vận động viên cộng đồng của Trung Quốc với Jairzinho. Cha Bum Kun, một huyền thoại của câu lạc bộ Eintracht Frankfurt. Không được. Đã có lỗi việt vị. Lỗi việt vị là của Ribéry. Bên phía của Ligue 1 họ cũng đã lựa chọn khá nhiều những cầu thủ có tốc độ cao. Tuy nhiên cho tới lúc này thì chưa có nhiều khoảng trống để cho đội bóng có thể bứt lên phía trước. Đường chuyền không cho ai cả tới từ Hoàng Long. Anh Quốc, trái bóng quay trở lại với team Ligue 1. Liu, Yun đang di chuyển, vẫn đang là Yun, không vào. Một cú đá có thể nói là rất tuyệt vời tới từ cô nàng bình luận viên bên phía Trung Quốc. Rất đáng tiếc là đã không có bàn thắng. Không, vừa rồi cú đá của Liu
anh chàng vận động viên vô địch giải cộng đồng của Trung Quốc của ZD bằng chân trái. Đáng tiếc bóng đã bật cột dọc và người đã chuyền bóng trước đó cho anh chính là cô nàng Đồng Hương. Sonando, vận động viên của Thái Lan. Hoàng Lâu, rõ ràng sự kết hợp của tổ đội Việt Thái đang tỏ ra nhỉnh hơn so với đối thủ của mình. Khai Hàn Quốc đang tỏ ra khá lạc lõng giữa hai người chơi đến từ Trung Quốc. Yun Liu, cô nàng của chúng ta đang di chuyển ở phía dưới nhưng anh lại quyết định chọn Anh Quốc. Cô nàng của chúng ta cũng phải chọc khe dành cho Anh Quốc. Jairzinho vẫn không thể dứt điểm với một cú ập vào rất nhanh của Sonando. Tiếp tục là tốc độ Lít Ăn. Ribery, Anh Quốc sẽ có một quả phạt góc. FD không được, đó là pha xử lý của Kai Anh Quốc. Đó là của FD lực vàng, nên nhớ rằng là ở trong những giải đấu này thì người ta sẽ lựa chọn ra một bàn thắng đẹp nhất. Vì vậy mà Anh Quốc đang rất muốn thực hiện những cú FD để có thể giành giật lấy cái phần thưởng này. Tôi nghĩ rằng là những cú FD thường sẽ mang tới một cái sự hưng phấn rất là lớn dành cho những người theo dõi. Vodka Quang, vẫn đang là Vodka Quang. Hoàng Long, như vậy là một đợt tấn công không thành công tới từ bên phía của Bundesliga. Và ngay sau đó thì Vodka Quang đã phạm lỗi, một tình huống chơi rất thô bạo của Vodka Quang. Vâng, tốc độ Lý An họ vẫn đang nỗ lực đi tìm kiếm bàn gỡ hoa. Việt vị không đây, Việt vị rồi, đó là Anh Quốc. Và đã phạt không tốt, bóng về với Khai Anh Quốc. Không thể tung ra một pha dứt điểm. Thời gian còn lại cho các đội là không nhiều. Vodka Quang, thời lượng kiểm soát bóng dành cho bên phía của Bundesliga vẫn đang là nhỉ hơn. Sonando, Hoàng Long ở phía bên trong, Vodka Quang phía bên ngoài. Không thể vượt qua được hàng phòng ngự bên phía của đội bóng áo trắng. Yun, đường chuyền tốt của Yun Liu, không được. Nhưng đó là lỗi tới từ Vodka Quang khi mà anh đã ngăn cản Anh Quốc bước di chuyển lên phía bên trên. Bây giờ thì người thực hiện quả đá sẽ là Liu. Anh Quốc, Yun, không thể có cú đá tới từ Yun. Đội phản công cho bên phía của Bundesliga. Hoàng Long, đỡ bước một tốt tới từ Hoàng Long. Phía bên trong là Vodka Quang đang di chuyển. Hoàng Long dứt điểm, không được, đó là Sonando. Tiếp tục là Hoàng Long, sức dấn rất tốt tới từ người đã vô địch cộng đồng của Việt Nam. Và đây là cơ hội dành cho tổ đội Lít Ăn. Liu, trong tay là Jairzinho Icon. Người cắt bóng là Vodka Quang. Vâng, rất khó khăn dành cho Khai Anh Quốc khi mà anh tỏ ra khá lạc lõng. Trong đó sự kết hợp giữa Vodka Quang và Hoàng Long dễ hơn do họ có lợi thế về mặt giao tiếp. Trong đó thì anh chàng Sonado cũng là người có kỹ năng rất cao. Vodka Quang, thời gian còn lại cho trận đấu này không còn nhiều nữa và chắc chắn là phòng ngự bên phía của Lê Căng sẽ phải dâng lên rất cao để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Bởi cơ hội dành cho họ gần như là chỉ có một ở trong buổi biểu diễn ngày hôm nay mà thôi. Liu Yu, Yun, như vậy là cô nàng người Trung Quốc đã lấy lại được bóng rồi. Yun vẫn chưa thể chuyền bóng được cho những người đàn ông ở trong đội hình của mình. Vodka Quang, Sonado đang cố gắng di chuyển. Nhưng đó là một tình huống chọc khe
cũng chỉ để câu một quả ném biên mà thôi. Sonado, Sonado, vốt cả quang, vẫn là vốt cả quang. Hoàng Long, đường chuyền khá nguy hiểm. Cơ hội, Anh Quốc không thể có một đường chuyền và như vậy là cơ hội đã hết với Lý Cằng. Tỷ số được ấn định với chiến thắng 1-0 dành cho team Bundesliga. Và xin chúc mừng những khán giả có mặt tại nhà thi đấu Vesco cũng như là các bạn ở trên website cộng đồng. Một lần nữa phần đông là giành chiến thắng trong phần bình chọn và dự đoán. Chiến thắng gọi tên tổ đội Bundesliga. Mặc dù là so với cặp đấu trước thì cái số cú dứt điểm và cái tỷ lệ tấn công nó lại không nhiều bằng. Nhưng mà ra cái độ hấp dẫn và giằng co và cái sự cân bằng giữa cả hai cái tổ đội này thì nó lại cân bằng hơn so với cặp đấu trước. Chứ nó cũng không thực sự quá một chiều, mặc dù là cái team Lức Ân họ vẫn chưa hiểu ý với nhau và những cái mảng miếng tấn công nó vẫn tỏ ra cực kỳ rời rạc. Người ghi bàn duy nhất trong cặp đấu vừa rồi đó là Harry Kane trên chấm 11m. Người mang về qua bên là Sonando và người thực hiện là Hoàng Long. Vâng, một bàn ăn mừng rất ngạo nghễ của Vodka Quang. Khả năng anh cũng là fan của Rashford. Người mùa giải trước ghi được khoảng 30 bàn nhưng mùa này ở ngoại hạng Anh mới ghi được có một bàn thôi. Còn đây là kiểu của Son Heung-min. Đây là Sonando kết hợp Son kết hợp với Ronaldo luôn. Và bên này thì vẫn chưa có cơ hội ăn mừng. Và cô nàng là Yu ngày hôm nay tôi thấy là đá được một quả vào cột dọc là cũng khá là ghê đấy. Quả đấy là anh cô này là phối hợp với cả anh Lee Yu. Anh Lee Yu trước đó cầm bóng. Và đó là chuyền bóng cho cô nàng Yu này. Bảo và sao? Lúc này bảng xếp hạng đã có hai đội giành chiến thắng với cùng chiến thắng 1-0 và họ có cùng 3 điểm, đó là tổ đội Bundesliga và tổ đội Premier League. Và cái cặp đấu tiếp theo đây chúng ta sẽ được chứng kiến một cái sự xáo trộn nữa trên bảng xếp hạng của chúng ta khi mà tổ đội Premier League sẽ trở lại và họ sẽ đối đầu với tổ đội Ligue 1 của cô nàng Jun vừa rồi. Wow, như vậy là sẽ phải đứng trước một nguy cơ là thua hai trận liên tiếp. Vì tổ đội Premier League rất là mạnh và họ đá cũng rất là đều. Mặc dù đó là sự kết hợp giữa ba thành viên của ba nước là Six All Night, The Rich Devil Gamer và là Lee Sang Ho, tức là họ sẽ không ra sân nữa bởi vì họ đã đá cái game đầu rồi. Như vậy là ở cái tổ đội thứ hai của Premier League họ sẽ phải chơi với đội hình đó là hai cộng đồng và một influ. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Việt Nam chúng ta trong cái tổ đội này vẫn còn một người chưa ra sân, đó là Bảo Trọng. Và chúng ta sẽ chờ xem là liệu Bảo Trọng có xuất phát ở game đấu thứ hai này nữa hay không. Và xin nhắc lại là những người chơi ở cặp đấu đầu tiên của cả Premier League và Ligue 1 vừa rồi thì họ sẽ không xuất hiện lại nữa và họ sẽ nhường cho những cái người còn lại trong tổ đội của mình. Đó sẽ tiếp tục là sự kết hợp giữa những influencer và những người vô địch cộng đồng và sẽ chừa lại một influencer cho cái game đấu thứ ba và họ sẽ chọn một người ngẫu nhiên ở hai cái trận đấu trước để hoàn thành cái team ba người của mình. Vâng, và điều đó cho thấy rằng là bên phía của Ligue 1 tức là đã để thua trong game đấu tiên rồi. Vâng. Thì trong game đấu thứ hai này họ lại phải đối đầu với hai người đã vô địch cộng đồng của bên phía ngoại hạng Anh. Và điều đó lại càng trở nên khó khăn hơn bởi vì là họ đã thi đấu với hai người vô địch cộng đồng ở trong game đấu thứ nhất rồi. Và KOL ở trong cái bàn đấu thứ hai sẽ là hai người. Và điều đó cho thấy rằng là cái sức mạnh dành cho bên phía của Ligue 1 cũng sẽ giảm đi đáng kể ở trong game đấu thứ hai. Tuy nhiên mọi thứ vẫn ở phía trước, hy vọng là họ sẽ may mắn hơn ở trong những trận đấu còn lại. Vâng. Và ở game đấu tiếp theo đây chúng ta sẽ vẫn còn các vận động viên của Việt Nam sẽ có thể tham dự nếu như họ bốc trúng thăm, đó là Bảo Trọng của ngoại hạng Anh. Còn bên phía của Ligue 1 thì có thể sẽ là sự góp mặt của Nhiếm sẽ đại diện cho nhóm influencer. Trong đó thì Anh Quốc sẽ không xuất hiện nữa và Chris Phan cũng vậy. Chính xác là như vậy, họ đã thi đấu ở trong game đấu tiên rồi. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem. Hai trận đấu vừa qua, hai bàn thắng đều được ghi bởi những người Việt Nam. Và nếu như mà cái bàn thắng đẹp nó có xảy ra thì cũng đang nằm trong tay của các tuyển thủ Việt Nam thôi.
Và rõ ràng là cái bàn thắng của Udoje hay là cái quả lập công của Hurricane chấm 11m thì nó cũng chưa quá ấn tượng lắm. Bởi vì cái quả chúng ta vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước. Không, thực ra và biết đâu chúng ta vẫn còn nhiều cái bàn thắng ngoạn mục hơn. Thực ra thì nếu mà xét về một yếu tố, tức là Udoje là một hậu vệ này. Udoje lúc đấy là tự nhiên rê qua hai người. Mặc dù là không cần phải sử dụng kỹ năng gì cả. Và lúc đó thì Chris Devil Gamer cũng đã bẻ lái sang phải một nhịp và sau đó thì dứt điểm về phía góc xa. Nhìn chung là cũng nhìn thấy một vài những skill ở đó. Và chúng ta cũng thấy được rằng là đó có thể được tạm coi là một cuộc solo. Và chúng ta sẽ trở lại sân khấu chính để chờ đợi đội hình tiếp theo của tổ đội Lức Ăn. Đó là sẽ là sự kết hợp giữa những cái tên còn lại vẫn chưa ra sân. Họ đang bốc thăm. Họ đang bốc thăm, chọn những quả bóng định mệnh. Họ đang phải lựa chọn những quả bóng định mệnh để xem rằng ai sẽ là người bước ra sân đấu ở trong game thi đấu tiếp theo của mình. Ở cái tổ đội này thì người Thái và người Hàn vẫn chưa ra sân. Lúc nãy chúng ta đã có hai vận động viên Trung Quốc rồi, Yun và Li Yu cũng như là Anh Quốc. Điều đó có nghĩa là ở lượt đấu kế tiếp này sẽ không còn vận động viên Trung Quốc nữa. Và có thể là sự kết hợp giữa Thái Lan, Hàn Quốc và Việt Nam. Và hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhìn thấy nhím ra sân ở trong trận thi đấu này. Với Lick Ăn ở trong cái tổ đội này thì họ sẽ phải bắt buộc chọn hai Influ. Bởi vì cái game trước họ đã chọn hai cộng đồng rồi, một Influ. Cho nên là cái game này chắc chắn phải là hai Influ và một cộng đồng. Tức là xác suất để nhím ra sân là rất cao. Và đó là sự trở lại của tổ đội Bramalic. Chris Fang, Six on Nine và Lee Seung Ho sẽ không đá nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc là ở tổ đội này họ sẽ có hai cộng đồng và một Influ. Như những gì chúng tôi đã chia sẻ thì hai cộng đồng và một KOL thì chắc chắn là họ sẽ dễ đá hơn. Như vậy là tỷ lệ ra sân của Lee Jong Ho nè, Iron Man và Bảo Trọng là rất cao, là 2/3. Đen lắm thì là không được đá và lại thua luôn thì lại hơi dở. Thực ra thì với team đã có được chiến thắng thì chắc chắn là tất cả các thành viên của họ đều được đá ít nhất là một trận. Còn nếu như với một team thua như là team Lick Ăn ở trận đấu này mà họ để thua nữa thì đấy là thực sự lại là một câu chuyện rất là khó khăn và sẽ có người không được đá. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với MC Subin cũng như là chàng trai đứng bên cạnh. 먼저 출전한 선수들은 다시 한번 나올 수 없다는 점을 기억해 주시고요. 그럼 바로 어떤 선수들이 출전을 하게 될지 캡슐을 통해서 뽑아보도록 하겠습니다. 먼저 리그앙 뽑아보도록 하겠습니다. 캡슐을 정우님께 전달해 주시면 뽑아드리겠습니다. 먼저 리그앙입니다. 방금 전에 아쉬운 패배를 했기 때문에 두 번째 경기에서 꼭 만회를 하고 싶을 것 같은데요. 첫 번째 선수로 호명해 보도록 하겠습니다. 조원태 선수입니다. 조원태. 네, 대한민국의 조원태 선수고요. Đã được chọn bên phía tổ đội của Lick Ăn. Đây là anh chàng đã vô địch giải cộng đồng của Lick Ăn Hàn Quốc. 원태. 네, 좋습니다. 두 번째 선수 đồng đội của anh. Ở trận đấu thứ hai này sẽ là Sherinford của Thái Lan. Sherinford 선수. Đó là hai người cộng đồng và chắc chắn người còn lại sẽ phải là một Influ. 마지막 liệu có phải là nhím không? 주시면 바로 호명을 해 드리도록 하겠습니다. 마지막 chúng ta sẽ còn nhím, Nick và Min Kyo. Tỷ lệ là 50-50. 마지막 선수는 rồi. Nhím rồi. Đó là nhím rồi. Nhím đã được ra sân. 네, 마지막 선수로 호명이 되셨습니다. 이렇게 해서 세 명의 선수 sự kết hợp giữa ba quốc gia Trung Hàn Việt. EPL은 반대로 첫 번째 경기를 승리로 잡았기 때문에 두 번째 경기 더욱더 큰 각오를 다지고 있을 것 같습니다. 첫 번째 선수는요. 오, 바오정 cũng được ra sân. 바오정 선수 첫 번째 선수고요. 두 번째 캡슐 열어보도록 하겠습니다. 자, 잠깐 bên cạnh người chơi đã vô địch cộng đồng Bramalic Việt Nam sẽ là EPL을 대표하는 선수. 오, 거꾸로 들어주셨고요. 이정호 선수. Đó là anh chàng Lee Jong Ho của Hàn Quốc. 선수, 두 번째 선수. Đó cũng là hai vận động viên vô địch cộng đồng như vậy chắc chắn sẽ là một Influ còn lại. Đó sẽ là Nesta Abache. 마지막 선수는요. 과연? 네. Đó là Nesta.
선수입니다. Vâng, Nesta chạy xe SH. 네, SH Nesta. 양 팀의 세 명의 선수들이 모두 anh chàng streamer của Trung Quốc. Và đây sẽ là một sự cũng là sự kết hợp. 잠시 후 있을 승부의 책 투표에서 이번 경기에 꼭 확인해 보시기 바라면서 선택받은 선수들은 경기석으로 입장해 주시고요. 나머지 선수들은 응원석으로 준비 부탁드리겠습니다. 중계석 나와 주세요. Vâng, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi các đội tuyển vào ngồi với vị trí thi đấu của mình và setup những công tác cuối cùng trước khi bước lên sân đấu. Và đây sẽ là một trong những quãng thời gian thực sự là quan trọng để họ có thể chuẩn bị đổi nút. Và chúng ta có thể nhìn lại cuộc đấu giữa Won Tae Cho, Sterling Ford, Nhím đối đầu với Bảo Trọng, Lee Jeong Ho và Nesta. Và tôi nghĩ là đến đây thì các bạn đã dần hiểu về cái luật bốc thăm hơn rồi. Cái tổ đội đầu tiên của cả hai nhóm này là hai influ một cộng đồng. Vì vậy là ở trận thứ hai nó phải là hai cộng đồng một influ. Và họ sẽ chừa lại một influ cuối cùng của cả hai tổ đội này cho cái trận đấu thứ ba. Nếu có. Không, chắc chắn có luôn, chắc chắn có luôn. Đó là anh chàng Ben Abache bên tổ đội ngoại hạng Anh của Thái Lan sẽ xuất hiện ở trận đấu thứ ba. Còn bên phía của Lý Ân, còn một người influ nó chưa ra sân. Đó là Nick Anna. Anh ta sẽ ra sân ở game đấu thứ ba này. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ chọn một người ngẫu nhiên từ hai cặp đấu trước. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội hình của hai đội. Có vẻ như là bên phía của Lick Ang không có nhiều những sự thay đổi khi mà vẫn là những cái tên đó. Có lẽ đó là một đội hình tốt nhất mà họ có thể đưa ra rồi. Vẫn là Angri, vẫn là Mbappe, Jairzinho và Franck Ribéry ở bên trên. Tuyến giữa sẽ là Touré và David Beckham. Trong khi đó bên phía của Premier League sẽ là Ruud Gullit, Thierry Henry, Eden Hazard, Son Heung-min, Kevin De Bruyne, Rodri, rồi tiền vệ trung tâm bên phía của Manchester City. Và cùng với đó là những hậu vệ khác nữa, trong đó có Luke Shaw, có Ruben Dias, Rafael Varane và Rich James. Và thủ môn sẽ là thủ môn Nick Pope. Và chúng ta cũng sẽ chào đón sự xuất hiện của cả hai vận động viên Việt Nam tiếp tục ở cặp đấu này. Đó là một influ, đó là Nhím. Và Trần Giang Bảo Trọng, người sẽ chơi cho tổ đội của Premier League. Và đây sẽ là một cái trận đấu mà team League On sẽ phải cố gắng giành chiến thắng, hoặc chết là họ cũng phải có một cái trận hòa. Bởi vì vào lúc này sau trận đầu tiên thì họ vẫn chưa có điểm, trong khi đó thì Premier League họ đã có cho mình 3 điểm rồi. Và ở phía bên sau lưng tôi và anh Phước thì lúc này các khán giả có mặt tại Pesco họ cũng bắt đầu đưa ra những cái sự bình chọn của mình cho cặp đấu này. Và những sự bình chọn sẽ đổi màu với những ngọn đèn mà họ đang cầm ở trong tay vào lúc này. Siêu máy tính cũng vừa nhắn cho tôi là khi mà vừa vào game thì code thứ ba cũng sẽ lên. Và chúng ta cũng đừng quên là sẽ còn code SVIP vào cuối buổi streaming nữa. Đó sẽ là những phần quà mà nhà phát hành sẽ gửi tới quý vị và các bạn khi mà chúng ta theo dõi tại server Việt Nam, tại trên kênh sóng của FC Online. Trong khi đó thì ở website đồng hành của giải đấu thì chúng ta cũng có một cái tỷ lệ bầu chọn nó rất là chênh lệch với 89% các bạn khán giả nghĩ rằng là team Premier League sẽ chiến thắng. Vâng. Trong khi đó thì cái số các bạn khán giả đặt niềm tin cho team của Lick On chỉ là 11% mà thôi. So với những gì mà chúng ta vừa được chứng kiến thì cảm giác là team ngoại hạng Anh đang có một phần nào đó nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà chưa biết được bởi vì là chúng ta đã thay đổi đội hình rồi. Tổ hợp rồi. Đã đổi tổ hợp rồi và sẽ cùng chờ xem là họ có những sự kết hợp như thế nào và những cái kinh nghiệm mà họ đã tạo ra được ở trong những trận đấu tập và những trận đấu đầu tiên này họ đã trao đổi với nhau làm cách nào để có thể thực hiện một cách chót lọt một vụ tấn công về phía hàng phòng ngự của đối phương. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem điều đó sẽ diễn ra như thế nào hay sẽ lại mang tới một cái bàn thua đẹp dành cho đối thủ. Trong lúc chờ đợi tổng hợp kết quả từ phía các khán giả tại Mexico thì anh Phước cũng chia sẻ một chút đi về cái việc là Nhím hot như thế nào trong cái thời gian mà ở trong cái khu vực tập luyện của các vận động viên. Và có vẻ là do anh chàng này có cái vẻ ngoài hơi giống với lại những cái ca sĩ của Hàn Quốc. Đúng, chính xác là như vậy. Nhím ngày hôm qua thì anh ta có đội cho mình một chiếc mũ len và đeo hoa tai. Đấy, thì các cô nàng ở Hàn Quốc rất là ngưỡng mộ cái vẻ đẹp của bạn Nhím. Và Nhím liên tục được các cô gái đến từ Hàn Quốc là xin chụp hình. Đặc biệt là những cái bạn mà hỗ trợ cho các team khác. Đấy, thế là có những bạn thì xin chụp cùng ở trong phòng. Có những bạn thì trốn ra phía bên ngoài để xin chụp cùng. Mặc dù là ở thời điểm đấy là Nhím cũng đang rất là bận việc cá nhân. Nhưng mà Nhím cũng nán lại để dành tặng cho các bạn ấy một kiểu ảnh. Đó. Và thời gian mà Nhím chụp hình còn nhiều hơn cả thời gian anh ấy luyện tập. Là do cái vẻ ngoài của Nhím. Cái đấy tôi không biết. Rất là giống với những người idol K-pop ở bên này. Nhưng mà riêng Nhím thì lại muốn chụp hình với một cô khác.
Anh biết đấy cô nào không? Cô nào? Đấy chính là cô vừa đá ở League 1. Người đồng đội luôn. Jun. Đó là cô Jun. Đấy, cô Jun đấy thì cũng là rất là nhiệt tình thôi. Cô Jun đấy tôi đang quay nhím thì có lỡ quay cô ấy vào khung hình của mình. Cô ấy giơ tay cô chào hai hai. Điều đấy cho thấy cô ấy là một người cũng là rất là thân thiện. Nhưng mà nhím thì lại bảo là em ngại quá thôi anh ra nói giúp em đi. Thế là tôi mới ra tôi nói hộ nhím và ok, nhím cũng đã có một bức hình có thể nói là cũng nhiều kỷ niệm. Đó là những cái câu chuyện bên lề thú vị mà chúng tôi chia sẻ với các bạn xung quanh cái giải đấu này trong lúc mà chờ đợi cái phần kết quả bầu chọn của những khán giả. Với các bạn tham gia bầu chọn website đồng hành thì các bạn vẫn còn cơ hội cho ngày mai nữa, ngày mai chúng ta sẽ diễn ra ngày thi đấu All Star của các vận động viên chuyên nghiệp của 4 nước. Và ở cái lần bình chọn lần này thì các bạn không cần phải đặt cược điểm số gì hết, các bạn chỉ cần tham gia dự đoán mà thôi. Bên cạnh đó các bạn cũng đừng quên là có những cái vòng quay để các bạn tích lũy quà khi mà nhập in game và hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi. Và trận đấu giữa League One và Drop League cũng sẽ chuẩn bị được bắt đầu. Một thể thức 3v3 với một tổ đội hoàn toàn mới. Và đây sẽ là cơ hội dành cho League One nhiễm đặt tay lên tiền. Đây là Bảo Trọng. Vâng, như vậy là cuộc đọ sức giữa hai đội tuyển đó là League One cũng như là Hoàng Anh đã bắt đầu. Và ở trong game đấu này thì bên phía của League One sẽ là một bộ trang phục màu xanh. Đường chuyền bổng không thành công. Bây giờ trái bóng đã quay trở về với bên phía của Premier League. Đường chuyền lỗi của Nesta. Và ngay sau đó thì Bảo Trọng cũng đã phạm lỗi với cầu thủ của đối phương. Thì chiếc bóng vào lúc này đang là Eden Hazard, mùa thẻ homegrown cộng 7. Rồi, sau đó thì đã được thay đổi bằng Jairzinho với một đường chuyền bổng ở phía bên trong. Đánh đầu! Và bằng già đấm bóng rất nhanh của Thibaut Courtois. Mendy, Beckham. Beckham đã để mất bóng mất rồi. Bây giờ cơ hội phản công. Vẫn đang là Bảo Trọng, đường chuyền rất tốt dành cho Nesta, rút bullet. Phía bên trong đang là Bảo Trọng và Leo Ngô. Đánh đầu! Một đường chuyền đi vào giữa hai khe đầu của những người đồng đội ở phía bên trong. Khá là đáng tiếc dành cho bên phía của Premier League. Và có thể nói là tạt cánh đánh đầu là một sở trường của ngoại hạng Anh luôn rồi. Và trong meta game này cũng vậy. Rất thích hợp cho lối chơi này. Được chọc khe bổng dành cho Salford. Không được. Nhím đã có một đường chuyền có nói là khá điệu. Bây giờ thì Leo Hồ đang cố gắng để câu giờ cho người đồng đội của mình có thể đứng dậy. Bởi nếu như mất bóng ở trong thời điểm này thì rất khó bẫy việt vị. Đây là Eden Hazard trong tay của John Hall. Mất bóng rồi. Bóng về lại với các thành viên của tổ đội League One. Mendy. Việt vị. Đó là Eden Hazard, một người xuất hiện trong cả hai thành phần, thậm chí là ba luôn. Có khi anh ta cũng góp mặt trong La Liga nữa. Eden Hazard đã kinh qua những câu lạc bộ hàng đầu của các giải đấu này. Lần lượt đó là Lille tại Pháp, Chelsea tại Anh và Real Madrid của Tây Ban Nha. Đây là Henry trong tay của Wonte. Salford. Nhiễm. Wonte. Với Eden Hazard. Không có lỗi của Bảo Trọng. Wonte là người thường xuyên sử dụng Hiltunboron để qua người. Vừa rồi thì anh ta đã không thành công. Jeong Ho. Những bước chạy rất nhanh của Eden Hazard nhưng không thể vượt qua được đối thủ của mình. Rồi phản công. Đó là được chọc khe của Nhím. Nhưng Minte đã không thể bứt lên được khi mà phòng ngự bên phía của Premier League là rất chắc chắn. Đấu 3-3 thực sự khó. Chúng ta có thể thấy rằng những đường truyền để có thể chính xác được là một câu chuyện không hề đơn giản. Hơi cá nhân. Hơi cá nhân ở trong pha xử lý vừa rồi. Nesta. Wonte. Salford. Không được. Bảo Trọng liên tục có những tình huống cắt bóng chuẩn xác. John Hall với Gullit. Không được. Bóng về lại với các thành viên của League One. Nhưng vừa rồi Beckham đã không thể có một pha xử lý nhanh. Jairzinho trong tay của John Hall.
đây là De Bruyne. Không được, nhưng vẫn là Jung Ho. Qua người. Bảo trọng. Không được. Rất khó. Sẽ có cơ hội để chọc khe chăng? Đường chuyền tốt. Guante, phía bên trong đang là Nhím. Guante, đánh đầu. Rất đáng tiếc là Nhím đã không thể thành công. Guante, có khoảng trống đây rồi. Làm gì đây? Cười. Và đó là Chalifor. Đã có bàn thắng dành cho bên phía của Ligue 1. Và đây là cơ hội để họ có thể lấy lại được 3 điểm đã mất ở trong trận thi đấu đầu tiên. Đó còn là Angry Icon The Moment, nhưng mà công lớn phải thuộc về Wante. Anh ta có một pha xử lý rất xuất sắc ở hành lang biên. Và mặc dù là bóng gần như ra hết đường biên rồi, nhưng mà Wante đã chơi đầy nỗ lực để có một đường kiến tạo cho Chalifor. Chalifor không thể không ghi bàn trong tình huống vừa rồi. Giờ sẽ là một tình huống mà bên phía của Premier League cần phải đẩy nhanh tốc độ của mình lên. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa việc là ở phía sau lưng họ sẽ còn rất nhiều khoảng trống để cho bên phía của Ligue 1 có thể khai thác. Jung Ho, qua người rất tốt. Jung Ho. Làm gì đây? Như vậy là Jung Ho đã câu giờ hộ đối phương. Và tỷ số của hiệp 1 là 1-0 dành cho đại diện bên phía của Ligue 1. Đây là Taewon và Chalifor, những người đã cùng nhau phối hợp để mang về bàn thắng cho Ligue 1. Và nếu như Ligue 1 giành chiến thắng trước Premier League thì bảng xếp hạng sẽ rất căng thẳng, khi mà cả 3 tổ đội sẽ có cùng 3 điểm. Và lúc đó thì áp lực sẽ được dành cho La Liga. Jung Ho, Bảo Trọng. Bảo Trọng tự chuyển cho mình. Jung Ho vẫn đang là Bảo Trọng. Nesta chưa có góc để tạt. Đây rồi. Khá nhiều những quả tạt khi mà chúng ta không nhìn thấy được là họ có thể phối hợp với nhau. Vì vậy những quả tạt sẽ là kim chỉ nam. Không được. Guante, cơ hội phản công dành cho bên phía của Ligue 1. Chalifor. Quả người tốt. Vẫn đang là Chalifor. Quả tạt. Guante. Lỗi Việt vị mất rồi. Hai pha dứt điểm hụt tới từ Marcel Desailly và người đồng đội của anh. Rõ ràng chúng ta cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn ở một trung vệ. Và đó cũng là pha xử lý quá tốt của Marcel Desailly rồi. Jung Ho. Đường chuyền hay. Đây là Jung Ho với Gullit đối mặt. Gullit FD. Thích kiến giải bàn thắng đẹp nhất đây. Không thành công. Vâng, đây là Jung Ho, người vừa tung ra cú dứt điểm vừa rồi. Chalifor. Ligue 1 phản công. Henry. Vâng, giờ không phải là thời điểm để nghĩ tới cá nhân. Giờ phải là đồng đội. Đang thua mà. Jung Ho. Bảo Trọng. Đường chuyền tốt dành cho Nesta. Tiếp tục một đường chuyền bổng nữa. Họ đang chơi cầu mây ở trên sân vào lúc này. Cơ hội. Không hề có lỗi Việt vị. Guante. Guante. Đường chuyền quá bổng rồi. Chalifor. Dứt điểm. Không vào. Bây giờ chúng ta mới thấy những sự thay đổi người ở trong game đấu thứ hai này. Đó là những sự điều chỉnh đến từ phía tổ đội của Premier League. Họ đang phải chạy đua với thời gian. Nếu như giành chiến thắng ở cặp đấu này hoặc giết họ có một điểm thì Premier League sẽ đứng trước khả năng rất cao để có thể giành chiến thắng chung cuộc trước những giải đấu còn lại. Henry đã được rút ra, người ghi bàn thắng duy nhất đến thời điểm này của trận đấu, và được thay vào đó là Zidane, một người cũng đã từng chơi tại bóng đá Pháp trước khi chuyển sang bóng đá Ý, và sau đó là Tây Ban Nha. Cơ hội Nesta. Hay quá nhờ. Bảo Trọng. Gullit. Bên trong có Jung Ho. Nhưng Bảo Trọng đã để cho Chalifor cướp được bóng. Vẫn còn. Vẫn là tổ đội ngoại hạng Anh. Bảo Trọng tiếp tục. Được chuyển vào. Gullit.
Jobo. Người kiến tạo là Bảo Trọng. Một bàn thắng cho thấy tình giao hảo giữa Việt Hàn. Cú ZA rất hay tới từ Bảo Trọng đã mở ra cơ hội rất lớn dành cho Ruth Bullitt. Và bàn gỡ đã tới với Premier League. Một bàn thắng cực kỳ quan trọng vào lúc này. Thời gian là thứ đang đuổi họ ở phía sau. Và bây giờ thì cơ hội lên bóng dành cho bên phía của Liga. Niềm vui ngắn chẳng tay gang bên phía của Premier League đã gục xuống. Và đó là lúc mà Liga đã dâng lên. 2-1 rồi. Người ghi bàn là Charlie Ford. Gương mặt rất lạnh lùng của người vừa ghi bàn. Một mình Charlie Ford đã ghi hai bàn thắng cho bên phía tổ đội của Liga. Còn đều là những mùa thẻ icon. Với Henry là icon the moment. Rồi vừa rồi là Zidane. Trời rất hay. Trời có đến 3 bàn thắng. Joe Ho. Không vượt qua được Charlie Ford. Và thời gian còn lại là vẫn đủ cho tổ đội Premier League có thể nghĩ về một điểm hoặc nhiều hơn. Người đã kiến tạo cho Charlie Ford trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 đó chính là Nhím. Nhím đang có một đường chọc khe đầy bất ngờ. Tiếp tục sẽ là một tình huống ném biên dành cho bên phía của Ligue 1. Wonche. Có vẻ như là đội bóng nào mặc áo xanh thì đều đang có được lợi thế. Wonche. Vẫn đang là Wonche. Quá tát. Đó là cú đá bóng ra phía bên ngoài. Rất tiếc là Nhím không có không gian để thực hiện cú FD. Wonche. Không được rồi. Đường chuyền hơi thiếu lực tới từ các cầu thủ áo xanh. Bây giờ sẽ là cơ hội dành cho Premier League. Thời gian còn lại dành cho Premier League là không nhiều. Còn khoảng hơn 5 phút nữa thôi. Chưa tính bù giờ. Việt vị mất rồi. Đây sẽ là gần như là niềm hy vọng dành cho Premier League. Nhưng vừa rồi họ không thể phối hợp với nhau. Mất bóng nguy hiểm, bóng vừa lại với Premier League. Nesta. Bảo Trọng. Phép lợi thế và cuối cùng sẽ là một quả đá phạt. Tiếp theo bàn được dành cho Rooney. Và Rooney ở trong những phút thi đấu cuối mà đang thua thì thường rất là nóng. Một đường chuyền về cũng khá là phiêu lưu. Sally Foot. Thời gian có lẽ là không còn dành cho Premier League. Và đúng là như vậy, tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Chiến thắng dành cho bên phía của Ligue 1. Và như vậy là đã có bất ngờ xảy ra trong game thi đấu này. Khi mà những người đánh giá cao hơn là Premier League đã gục xuống trước những đại diện tới từ Ligue 1. Mặc dù là những sự xuất hiện của những KOL, nhưng sức mạnh vẫn được thể hiện ở trong game đấu vừa qua. Và đã có 3 điểm đầu tiên dành cho đại diện của Ligue 1 vào lúc này. Và đây cũng là lần đầu tiên mà thiểu số đã giành chiến thắng trên website đồng hành. 11% các bạn khán giả tại Việt Nam đã đặt niềm tin vào Ligue 1 và họ cũng đang ăn mừng với chiến thắng vừa rồi của Nhím cùng với các đồng đội. Trong đó thì mặc dù Bảo Trọng cùng với người đồng đội của mình đến từ Hàn Quốc cũng đã phối hợp để mang về bàn thắng gỡ hòa cho Premier League, nhưng đã không đủ khi mà ngay sau đó, ngay từ một tình huống kick off thì Charlie Ford đã tỏ ra rất mắng trong cái trận đấu này. Gata hoàn thành cú đúp với hai ngôi sao người Pháp, đó là Henry và Zidane. Và hai cái bàn thắng của Charlie Ford được kiến tạo bởi hai người đồng đội còn lại luôn, một bởi Nhím và một bởi Wonche. Điều đó cho thấy rằng đây là một tổ hợp kết hợp có thể nói là rất kết dính ở trên sân và đã có những cái đường truyền phải nói là tuyệt vời. Và có một cái điều nữa, đó là Charlie Ford đang tạm dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Và tôi nghĩ là nếu như mà anh ta giành được cái giải vua phá lưới, chắc chắn là cũng phải có phần dành cho hai đồng đội của mình. Bởi vì hai người đó kiến tạo cho anh ấy ghi bàn mà. Và cả hai cái được kiến tạo đó luôn đặt Charlie Ford vào cái thế ghi bàn rất là dễ. Và tôi không biết rằng là trước khi thi đấu thì họ có gọi là thỏa thuận với nhau không. Nhưng mà nếu như có thỏa thuận thì mọi thứ sẽ còn đoàn kết hơn. Còn nếu như không thỏa thuận thì thôi, phần thưởng dành cho Charlie Ford. Và đó là phần thưởng sẽ được trao theo dạng cá nhân nhé các bạn, ở cái thể thức League Challenge này. Chúng ta sẽ có MVP 2000, vua phá lưới 1000, bàn thắng đẹp nhất 1000 và ăn mừng ấn tượng nhất 1000. Và vì vậy là Charlie Ford, người đang có cho mình 2 bàn vào lúc này bên phía tổ đội Ligue 1, là đang là ứng cử viên cho danh hiệu vua phá lưới. Và chắc chắn chúng ta sẽ phải rất biết ơn hai người đồng đội của mình. Và đây là bảng xếp hạng vào lúc này, áp lực đang dành cho La Liga, nơi có sự góp mặt của
Domisi và IB Robot họ sẽ phải tăng tốc ở cái lượt đấu thứ ba này sau khi mà những cái tổ đội còn lại đều đã có ít nhất cho mình là một chiến thắng. Vâng, khoảng cách là 3 điểm với đội dẫn đầu. Đó là những gì mà La Liga cần phải làm ở trong trận thi đấu tiếp theo. Một trận đấu mà họ sẽ phải đối đầu với Bundesliga, đội cũng đang có được điểm số thứ 3 ở trong ngày thi đấu hôm nay sau trận chiến thắng trước tổ đội tới từ Ligue 1. Như vậy là ở tổ đội La Liga cho các cặp đấu sắp tới chắc chắn sẽ là sự kết hợp giữa hai cộng đồng và một Influ. Và về cái tỷ lệ ra sân của Domisi sẽ thấp hơn so với IB Robot, nhưng mà đó vẫn sẽ là cái khả năng cao chúng ta sẽ có được hai vận động viên Việt Nam có thể ra sân tiếp tục ở game đấu này, bởi vì là cả Domisi và IB Robot đều chưa đá ở game đầu tiên. Vâng, chính xác là như vậy. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những ngón tay ngoan sẽ bốc phải những lá phiếu như thế nào để có thể tạo ra những trận đấu mang tới những lợi thế dành cho họ. Như những gì chúng ta đã biết thì trước khi đi ra ngoài sân khấu thì các vận động viên sẽ chọn cho mình một quả bóng, và phía bên trong quả bóng đó thì có tên của các vận động viên, và đó là những vận động viên mà tự chính họ chọn. Vì thế mà đó sẽ cũng mang tới rất là nhiều những cái sự may mắn cũng như là một sự quyết định đến việc rằng là họ có được chiến thắng ở trong ván thi đấu đó hay không, một sự kết hợp như thế nào để tạo ra một trận đấu mà như chúng ta vừa nhìn thấy là chưa hẳn là bên phía đội A có nhiều cộng đồng hơn thì sẽ có cơ hội để giành chiến thắng lớn hơn. Bởi vì ở trong trận đấu vừa rồi chúng ta cũng nhìn thấy rằng là có khá là nhiều những pha xử lý tốt tới từ những thành viên KOL giống như là Nhím chẳng hạn. Và bên phía tổ đội của Bundesliga thì họ sẽ có là ít nhất là hai vận động viên cộng đồng ở cái game đấu sắp tới. Bởi vì là Hoàng Long và Sonando, những người chơi cộng đồng đã ra sân ở lượt đầu rồi, cho nên là Bundesliga sẽ phải có hai KOL cho cái lượt đấu sắp tới đây. Như vậy là khả năng ra sân của Jadon Apang và Zumju sẽ cao hơn. Vodka Quang và Hoàng Long sẽ không thi đấu nữa, vì Vodka Quang đã đại diện cho Influ ở cái nhóm Bundesliga đầu tiên rồi. Vâng, nếu mà có sự xuất hiện của Jadon thì tôi hơi lo lắng để cho đội tuyển này. Jadon là một người thi đấu rất là hài hước và anh ta hoàn toàn có thể phô diễn kỹ năng cá nhân mặc dù không tốt của mình ở trên sân cỏ mà không cần quan tâm người khác đang nghĩ gì. Và rất nhanh thôi, chúng ta sẽ cùng trở lại sân khấu để trở lại với sự bốc thăm cho cái sự kết hợp của tổ đội tiếp theo. Và chắc chắn sẽ có một influ của bốn tổ đội này sẽ phải chờ ở game đấu thứ ba. Chắc chắn là ở game 3 trước mắt sẽ phải có là một influ và một cộng đồng rồi. Và họ sẽ chọn ra ngẫu nhiên bất kỳ thành viên nào trong đội của mình ở hai game đấu trước đó để cùng hợp thành một cái đội ba người cho game đấu thứ ba này. Và đó có thể là bất kỳ ai, có thể là influ cũng được và cộng đồng cũng được. Bởi vì chắc chắn là ở game 3 sẽ chỉ còn sót lại một influ và một cộng đồng mà thôi. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với những diễn biến tiếp theo. Hello, Sawasdee krab. Sawasdee. Hey, xin chào các bạn. Tất cả mọi người. 아니 우리 팀원들 지금 너무 궁금해. 대회 준비 잘하고 있어? 나 대회 준비 잘하고 있어. 너희는 잘하고 있어? 아, 그냥 내 몸가 그냥. 보면은 쏘는 게임 ธรรมดานะครับ. จริงๆ ไม่ต้อง เตรียม ตัว อะไร เยอะ ฮะ พอดี ว่า เล่น ทุก วัน ครับ นี่ บ้าน อยู่ บ้าน นี่ quá đơn giản เยอรมัน เขา นั่น เอง นะ ก็ ต้อง บอก ว่า ตอน นี้ เนี่ย การ ฝึก ซ้อม อะไร ต่าง ๆ นานา เนี่ย ยิ่ง อยู่ เรียน ต่อ ไป ละ ผม จะ ฝ่าจ่าเลียนไซ อี ชิทา เลียนไซ ด้วย ค่ะ อะไรมา คือ ตน นะ โตย เอ้ย หรือ หันกุเก ทอ เจ็ดดี라고 들어봤니 너희는 누가 제일 잘해 เรียกว่าเป็น เบอร์ ซ้อม เข้า ที่ แล้ว ไง ก็เลย พัก กิน ข้าว บ้าง นี่ ครับ ผม นั่น จริง เอ็มชงนั้น ทุกคน หน้า กูอีกก่อนเลย แปลว่า ลาลิก้า ไม่ไปส่งรองใครผมหัวหน้าทีมลาลิก้าครับเกมเองครับหัวใต้บอกว่าเสือเต๋อจ่าเหรียญใส่น่าว่าคิดว่าคงจะเป็นทีมที่ชนะนั่นแหละเพราะอยู่ที่มีอุปสรรคก็ต้องการสิ่งนี้แล้วจะยิงประตูพวกคุณด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยฝากคุณด้วยกันแล้วกันมึงก็ตีนโต้ยมึงก็ตีนโต้ยก็ได้นะยังข้างว่าเบลยังมึงจะสู้กับใครอ่ะมาคาร์ลสปอร์ตซึ่งไม่ใช่ว่าซาลาหรือบ้านของผมว่าติดดาวชิ้นของมันอย่าเว่ยฮาริคายน์ลุยส์เลเจนด์ดูโรตูชา
หนึ่งในยุคนี้ครับอัลวาโรโมราตาเครราโมเรโนฮูโบลาลิกาตั้งยินล่ะโรนัลโดดาลิมาโหแท้ไอ้กันร้อย당연히레반도프스키로가야지เกมเอ서나실제에서기가막힌선수니까
조소가 폼 B. 미드필더 누구 쓸 거야? 아, 지금 레전드 마테우스 발락. 아, 중앙나는 肯定会有 그레츠카. 윈첸소 크리포 프라이부르 보디. 사비우. 내놓을래. 조울 벨링햄. 벨링엄이고 중거리 봤냐고. 대한민국 축구의 현재이자 미래. 이강인 선수 어르 왈롱탱 롱디에. 허펜 공그랑 올림픽 막세이. 르두간 거니 공그랑 거니 파 막세이 쪽 안닥 티사. 블리테를 포함해서 너만 띵과 아니면 세정 케빈 드브로인. 자또한강 올림픽포 브루노 페난데스 하. 키펜 에릭센. 수비수 누구 쓸 거야? 존 댄랑 탑 똥커르 백카루이 양 하키미 콩 파리 생샥맹. 후웨이 肯定会有 시마칸. 제르미 프림뽕 에이 김민제 공랑 코리타 콩 바이오닉. 왜냐? 벽이니까. กองหลังผมต้องเลือกแม็กไกวร์นะครับ วิธีก็รู้จัก อ่าคุณเด็กก็ของดี อุลติเมทพิลสันคาร์ดเน้น จูเบลลิงแฮมครับ 100% บุนเดสลีกาเป็นชาบองกินจริง คนแรกที่ยามชื่นชอบที่สุดนั่นคือแฮร์รี่เดอะเฮอริเคน คิมินเจ Yeah แต่เบ็คคอมเดี๋ยวจีเบ็คคอม เบ็คคอมพิลสุดอ่ะ แต่เบ็คคอมสมเกมหมดเท่ เออร์ลิงฮาลันด์ วางฮีชานครับ ของบูฟแทมป์ตันผมเห็นตัวจริงเล่นมาแล้วนะว่าปุ๊บนะจะหมูบ้าเพชรบุ๊จิงโชว์ผมก็รู้สึกไม่พอใจหรือจะเป็นวิซามเบนเจดแดคนนี้เนี่ยก็เป็นดาวยิงของโมนาโอ้โหแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดของลีกของผมนะครับที่คนชมมาจบอย่างเบนตัวบางฟู FC ออนไลน์에서최고의사기지않나싶어요삼박자가맞아야존스커인데라리가는삼박자가맞잖아사이드플레이에서굉장히재밌는 역할을 할 수 있지 않을까 싶네요. รอบนี้ผมก็ได้ยิง 7 ลูกกับทุกทีมเลยครับมั่นใจมากฮะ เทโซ 3골 이상 ยิงทุกนัดให้ได้ที่ลงแข่งเท่านั้นก็ 78 ลูกครับ 我想起码得进一个球吧 lồng lưới bao nhiêu bàn nhưng tôi sẽ ghi bàn bằng những cách đẹp mắt nhất. 계속 골을 넣을 겁니다. 시원하게 넣어보도록 하겠습니다. Có vẻ như là mọi thứ đang dần dần nóng lên thì phải. 想想就觉得非常的悠闲. Cùng chờ đón những gì đặc biệt nhất. Mình rất háo hức để được gặp mặt các influencer và những người nổi tiếng. Ngày càng ảo thiết đừng gặp mà. 우리를 무시할 수가 없지. 굉장히 강력하잖아. 엄청 공격적인 축구. 열심히 한번 해보도록 하겠습니다. 11월 16일. 부산. Bundesliga. La Liga. Ligue 1. EPL. FC 온라인 대표들의 꿈의 무대가 펼쳐집니다. FC 프로 페스티벌 리그 챌린지. 我们 부산见. 한국에서 만나. 모두의 기대, 모두의 응원. 이젠 모두가 즐길 차례. FC 모바일. 나의 축구가
우리의 축구로 마침내 모두의 클럽으로 새 시대의 킥오프 웰컴 투 더 클럽 FC 온라인 Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với ngày thi đấu hôm nay, ngày thi đấu của FC Pro Festival 2023. Và trải qua 3 trận đấu vừa qua thì chúng ta cũng đã nhìn thấy những điểm số đã bắt đầu lộ diện ra rồi. Và đối với Premier League thì tổ đội này đã để thắng 1 và thua 1. Và họ giành chiến thắng trước bên phía của La Liga nhưng lại thua trước Ligue 1 với tỷ số 1-2. Trong khi đó thì bên phía của Ligue 1 thì trước đó họ cũng đã để thua trước Bundesliga với tỷ số 0-1. Và vào lúc này thì các tổ đội như là Premier League, Bundesliga và Ligue 1 đều đã có cho mình là mỗi đội 3 điểm rồi. Và như vậy là gánh nặng sắp tới sẽ thuộc về La Liga khi vào lúc này họ đang tạo đứng cuối bảng xếp hạng và chưa có điểm số nào. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 4 của ngày thi đấu hôm nay, cuộc đọ sức giữa tổ đội La Liga và Bundesliga.
Và đây cũng sẽ là một cái hai cái tổ đội sẽ có những cái sự xáo trộn trong đội hình của mình sau khi mà họ đã lệch nhau ở những cái việc sắp xếp influencer và cộng đồng cho hai cặp đấu đầu tiên. Vì vậy cái cặp đấu sắp tới này cũng sẽ khiến cho bảng xếp hạng chúng ta có nhiều thay đổi và biết đâu chúng ta sẽ có một chiến thắng từ La Liga. Và trong cái trận đấu vừa rồi, cái trận đấu thứ ba giữa League One và Premier League thì cũng đã có một cái điều hy hữu xảy ra. Đó là các tổ đội được đánh giá không cao hơn từ các bạn khán giả thì đã giành chiến thắng. Và vì vậy các bạn cũng đừng quên rằng là chương trình dự đoán sẽ có từ nay và ngày mai cho ngày All Star để các bạn có thể tiếp tục dự đoán, và chỉ cần vào dự đoán thôi đúng là sẽ có quà ngay sau khi trận đấu kết thúc, không cần phải đặt điểm. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón quay trở lại đó là những thành viên tới từ tổ đội La Liga. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy IB Robot cũng như là Độ Misi đang cầm cho mình lá cờ của La Liga để chuẩn bị cùng với những người đồng đội của mình bốc những lá thăm cuối cùng để thi đấu. Cùng với đó là cả FC Gloria cũng như là những thành viên khác nữa. Do là ở cái trận đấu đầu tiên này thì MC Gloria cùng với anh chàng của Thái Lan đó là anh Game An đã ra sân. Vì vậy họ sẽ không tiếp tục chơi ở game này nữa mà sẽ chỉ là một influ góp mặt thôi. Đó có thể là anh chàng DNB, đó là anh Puku hoặc có thể là Độ Misi. Và đó sẽ là sự kết hợp giữa hai người chơi cộng đồng còn lại. Crespo đã ra sân ở game đầu. Như vậy là tỷ lệ rất cao sẽ dành cho ba thành viên còn lại, đó là Nipit của Thái Lan, Suyong của Hàn Quốc và IB Robot của Việt Nam. Vâng, chính xác là như vậy. Mọi thứ sẽ là những con số, tỷ lệ cũng là những con số thôi. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem những trái bóng này sẽ mang tên ai khi mà chúng ta sẽ chờ đợi những thành viên của những đội tuyển khác cũng như là những MC sẽ bước ra sân khấu. Và bây giờ sẽ là tổ đội tới từ Bundesliga. Tổ đội Bundesliga cũng đã có cho mình được 3 điểm sau khi mà họ đánh bại tổ đội League One ở game đấu thứ hai. Vâng, đây là Zaydam là người đi cuối cùng. Zaydam là một trong những influencer cũng khá là nổi tiếng của Thái Lan. Và anh chàng này thì cũng rất là hài hước. Và do là ở cái tổ đội này, ở cặp đấu trước thì Sonando và Hoàng Long đều đã ra sân. Cho cùng nên với Cao Quang nữa. Cùng với Cao Quang, cho nên là ở lượt này thì sẽ có hai influ ở cái tổ đội này ra sân. Vì vậy cơ hội ra sân rất cao của Park Seom Jeon, Apang và Jaydam. Trong khi đó thì với Jay Park và Hillman thì tỷ lệ ra sân của họ sẽ thấp hơn. Khả năng đây sẽ là một màn ra mắt của Jaydam cho đội hình của đội tuyển Thái Lan. Và chúng ta sẽ chờ những lá thăm. Bàn thắng duy nhất của tổ đội Bundesliga đến lúc này được ghi ra công của Hoàng Long với một cú đá penalty thành công từ Harry Kane. Nhưng mà người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới để tiến gần hơn với phần thưởng $1,000 lại là Charlie Ford, vận động viên vô địch giải cộng đồng của Thái Lan. Vâng, như vậy là Park Jung Ho đã tới. Và anh chàng này thì đẹp trai hơn anh chàng trước, trông có vẻ xứng đôi với cô Subin hơn. Đầu tiên sẽ là bên phía của tổ đội La Liga. Shin Soo-yung bên phía của Hàn Quốc sẽ là người đầu tiên bước lên trên. Đây cho bên phía tổ đội La Liga. Người thứ hai sẽ là ai đây? Có thể là IB Robot. Vâng, lại là một người Hàn Quốc nữa. Một người Hàn Quốc nữa, đó là Buku. Như vậy là tổ đội này sẽ là sự kết hợp giữa hai người Hàn. Và chắc chắn cái tên tiếp theo sẽ là một người cộng đồng, Nipit hoặc là IB Robot. À đây, Thái hay Việt đây? IB Robot. Như vậy là sự kết hợp giữa Hàn Việt. IB Robot sẽ chơi cùng với Suyong và Puku. Và như vậy là anh chàng Độ Misi của chúng ta sẽ thi đấu ở trận thứ 3. Như vậy là ở cái game đấu thứ 3 này, tổ đội La Liga sẽ chỉ còn Độ Misi và Nipit.
họ sẽ chọn ra một người ngẫu nhiên. Còn với tốc độ Bundesliga thì người sẽ ra sân sẽ là Song Ju. A-Pang sẽ là sự lựa chọn đầu tiên về phía của tổ đội Bundesliga. Tiếp theo sẽ lại là một người Hàn Quốc nữa, Park Sang-ju. Và những người Hàn Quốc sẽ đối đầu với nhau ở trong cặp đấu này. Như vậy có một cái điểm giống nhau ở cả hai tổ đội này, họ có hai người Hàn. Và ngay bây giờ thì các thành viên của hai tổ đội La Liga và Bundesliga họ sẽ về khu vực thi đấu. Như vậy là anh chàng A-Pang, anh chàng và đồng Blue Wing của Thái Lan, anh sẽ phải chơi ở game 3 trong cái đội hình tổ đội của Bundesliga này. À, A-Pang, xin lỗi nhầm anh Jadum, anh chàng Blue Wing của Thái Lan, anh sẽ chơi ở game đấu thứ 3 giống với đội Messi. Vâng. Còn anh A-Pang này, anh là Blue Wing của Trung Quốc. Anh này cũng là lớn tuổi rồi, anh mà đầu 8x. Và chúng ta cùng nhìn lại sự kết hợp giữa một đội hình đó là Hàn Việt và một đội hình Hàn Trung. Nhưng ở lần này thì đã có sự đối lập giữa sự kết hợp Influ và cộng đồng. Cảm giác thì bên phía của La Liga có phần nhỉnh hơn. Kỹ năng của Ivy Robot thì chúng ta cũng đã biết rồi, một trong những streamer có kỹ năng và xử lý những kỹ thuật cá nhân khá là hay. Và đây sẽ là đội hình ra sân của hai đội vào lúc này. Và chúng ta có thể nhìn thấy là có Ronaldo de Lima bên phía của La Liga kết hợp với Johan Cruyff, Thierry Henry, Kaká, Jude Bellingham cũng như là David Beckham. Và cùng với đó hàng hậu vệ sẽ là Mendy, Antonio Rudiger, Eder Militao, Joao Cancelo và Thibaut Courtois. Trong khi đó thì bên phía của đối phương thì đó là bên phía của Bundesliga thì cũng sẽ là những sự kết hợp khá là giống so với trận đấu trước đó, nhưng chúng tôi cũng sẽ nhắc lại. Đó là bộ đôi tiền đạo Calhanoglu và Harry Kane. Bên cánh trái sẽ là Marco Reus, bên cánh phải sẽ là Frank Ribery. Đều là những người đã từng thi đấu ở Bundesliga hoặc là mang quốc tịch Đức. Lothar Matthäus cũng như là Michael Ballack ở tuyến giữa. Còn hàng hậu vệ sẽ là sự xuất hiện của Alphonso Davies, Kim Min-jae, Lucio Meunier. Cùng với đó là thủ thành Manuel Neuer. Và điểm qua một chút về tỷ lệ dự đoán trên website đồng hành của giải đấu. Thì ở cặp đấu này chúng ta nhận được 21% bình chọn đến từ La Liga. Và số phần trăm bình chọn dành cho Bundesliga ở cặp đấu này là 79% đến từ các bạn khán giả. Vâng. Và thật ra là nãy giờ là chúng ta vẫn có cái cửa hòa nữa. Bởi vì trong cái luật thi đấu của cái 3-3 này là vẫn đúng, có kết quả hòa. Đúng. Nhưng mà cả 4 trận đấu vừa qua và thậm chí là 6 trận đấu của chúng ta luôn, không bạn khán giả nào đặt cửa hòa hết. Các bạn chỉ đặt cho một trong hai bên mà thôi. Vâng. Rõ ràng là mọi người muốn thắng và thua luôn. Đúng chứ rồi, không có hòa. Cần phải hòa. Hòa thực ra thì cũng khá là dễ. Nhưng mà trong 3 trận đấu đã qua thì chưa có bất kỳ trận nào hòa cả. Cái trận đấu gần nhất để có thể hòa được đó là cuộc đọ sức giữa EPL và Ligue 1. Nhưng mà rốt cuộc thì Ligue 1 cũng đã vượt lên với tỷ số 2-1 và khép lại trận đấu đó với 3 điểm thuộc về họ. Đó thực sự là một trận thắng có thể kéo lại một cái sự căng thẳng dành cho giữa 4 đội tuyển vào lúc này. Và chúng ta hãy chờ xem là liệu trận đấu thứ 4 này thiểu số có tiếp tục thắng đa số nữa hay không, khi mà số ít hơn các bạn khán giả vẫn đặt niềm tin cho La Liga. Và cơ bản là La Liga họ cũng đang rất cần điểm ở cái cặp đấu lần này. Và họ cũng lợi hơn bên kia là họ sẽ có 2 cộng đồng. Vâng, chính xác là như vậy. Nhưng cặp đấu có sự xuất hiện của 2 cộng đồng duy nhất đã để thua. Đó là cặp đấu của EPL và Ligue 1. Và Ligue 1 đã vượt khó thành công ở giai đoạn đó. Thì tôi nghĩ rằng họ sống cũng sẽ khá là dài đấy. Vâng. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Và cho tới lúc này thì chúng tôi cũng chưa thấy được bàn thắng nào quá là ấn tượng. Vâng. Đó là một trong những phần thưởng mà ban tổ chức sẽ dành cho những người chơi ở trong hạng mục này. Và ngoài ra thì dẫn đầu danh sách vua phá lưới đang là Selling Four. Anh ta đang có cho mình 2 bàn thắng và phần thưởng dành cho vua phá lưới sẽ là $1,000. Bên cạnh đó chúng ta cũng đã được xem rất nhiều những cái màn ăn mừng của các tuyển thủ, đặc biệt là những cái đội tổ đội mà giành chiến thắng thì cái cơ hội mà giành chiến thắng, giành giải thưởng của họ cũng cao hơn. Và tôi nghĩ là nếu như mà có thua thì họ vẫn có quyền ăn mừng để họ cạnh tranh cái giải thưởng cá nhân này. Tại sao họ lại nếu là anh sẽ ăn mừng như nào? Tôi cũng chưa biết, nhưng mà nếu mà tôi vào một cái tổ đội mà đã thua trận vừa rồi thì tôi vẫn sẽ cố gắng ăn mừng khi mà camera lia đến, để biết đâu là cái màn ăn mừng của mình có thể giành được phần thưởng cũng khá là giá trị chứ, $1,000. Nhưng mà đã có những kiểu ăn mừng của Ronaldo, của Son Heung-min, của Rashford là nhiều nhất. Nhưng mà nếu mà chúng ta chờ xem là những bạn khán giả có mặt tại Mexico sẽ lựa chọn cái màn ăn mừng nào ấn tượng nhất để giành giải thưởng là $1,000.
Vâng, đó là một cái phần thưởng mà tôi nghĩ rằng là nó hơi mông lung. Không biết là do khán giả ở đây bình chọn hay là khán giả ở đâu bình chọn, nhưng mà nó cũng rất là mông lung. Vâng. Phần thưởng thì hoàn toàn có thể theo cảm tính. Đúng rồi, theo cảm tính thôi. Sắp tới đây ở cái tổ đội La Liga thì có sự góp mặt của anh chàng Puku. Thì anh ta không chỉ đặc biệt nhờ cái tên của mình đâu, mà anh này vừa là một streamer về cái tựa game bóng đá điện tử tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó anh ta còn có công việc ở ngoài đó là một DJ nữa. Vào ngày mai thì là cái ngày thi đấu All Star dành cho các vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng mà một influencer sẽ được xuất hiện vào ngày mai, đó là anh chàng Puku này. Và anh ta xuất hiện làm gì thì sẽ là một bí mật. Tôi bên Phước thì biết ngày mai anh ta làm gì rồi, nhưng mà đó sẽ là một bất ngờ dành cho các bạn. Trong một cái game đấu cũng sẽ mang nhiều sự bất ngờ và mang tính giải trí. Vâng, với những gì mà Hàn Quốc đang thể hiện ở FC Pro Festival 2023 này, chúng ta đã đủ để thấy là họ đã kỹ càng như thế nào. Từ việc là tổ chức những thứ rất là nhỏ nhặt cho khán giả, nhưng nó lại vô cùng chi tiết và nó mang tới một cái sự tôn trọng rất lớn dành cho những người tới đây. Và bên cạnh đó là một bầu không khí, một sân khấu phải nói là đẳng cấp thế giới. Và như những gì mà chúng ta đang chứng kiến ở phía đằng sau lưng chúng tôi đây là hình ảnh sân khấu thật. Và ngay phía sau sát đây cũng là những chiếc ghế ngồi tới từ những tới từ khán phòng. Và những khán giả họ có đi qua đi lại phía sau lưng chúng tôi thì cũng là những khán giả thật nha mọi người, không phải phía sau lưng chúng tôi là màn hình đâu. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cặp đấu giữa La Liga và Bundesliga, một trận đấu cực kỳ quan trọng tới từ La Liga vào lúc này. Còn với Bundesliga, nếu như họ giành chiến thắng thì họ sẽ có một cái cú bứt rất ấn tượng trên bảng xếp hạng, khi vào lúc này họ đang có cho mình 3 điểm bằng với lại Ligue 1 và Premier League. Một chiến thắng nữa thôi thì họ sẽ có cho mình 6 điểm. Và ở trận đấu cuối cùng thì họ sẽ gặp Premier League. Nó cũng sẽ dễ đường dành cho Bundesliga có thể tính toán về mặt chiến thuật cũng như nhân sự của mình. Ngay từ những bước chuyền đầu tiên thì chúng ta đang nhìn thấy rằng là bên phía của La Liga trong bộ trang phục màu xanh, họ đang tỏ ra khá lớn lướt so với đối thủ của mình. Su Jung, IB Robot. Hy vọng rằng đây sẽ là một trận đấu mà IB Robot có thể tạo ra một kỹ năng và thực hiện ra một bàn thắng thực sự là đẹp. Seung Ju, cội lấy bóng dành cho Bundesliga đã bị bẻ gãy ở ngay những phút đấu vừa qua. IB Robot đường chuyền rất nhanh. Nhưng vừa rồi thì Buku là người đã bị ngã xuống. Đá phạt dành cho bên phía của Bundesliga. Chưa biết là Buku chơi có hay hay không, nhưng mà chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem rằng là anh chàng này sẽ đóng góp như thế nào vào lối chơi của những người đồng đội tại La Liga. Seongju không thể tạt cánh. Tiếp tục là các cầu thủ áo trắng dứt điểm. Phạt góc cho bên phía của Bundesliga. Nên nhớ rằng lúc này thì Bundesliga đang có được 3 điểm trên bảng xếp hạng. Và nếu như họ thắng ở trong cặp đấu này thì họ sẽ có đến 6 điểm. Đánh đầu! Không thể vượt qua được thủ thành Thibaut Courtois. Rudiger, đường chuyền rất tốt dành cho IB Robot. Thể hiện kỹ năng nào? IB Robot chưa thể qua người. Vẫn đang là Virus được chuyền rất tốt dành cho Buku. Đánh đầu. Cối. Dứt điểm. Bơ. Nổ tung cầu trường và La Liga đang kéo mình đi lên. Những pha phối hợp giữa IB Robot, Buku và Lee Jung Jung đã mang tới bàn thắng 1-0 rồi. Có lẽ đây là bàn thắng sớm nhất mà chúng ta được chứng kiến trong những phút thi đấu đã qua. Bàn thắng được ghi ở phút thi đấu thứ 17. Matthews. Thì chỉ có Seongju. Jae-hong. Không được. Người đã cắt được bóng là IB Robot. IB Robot phối hợp rất nhịp nhàng với hai người đồng đội Hàn Quốc của mình. Puku mở cánh nhìn cho IB Robot. Su-young. Câu giờ thôi. Soyang. Trước mặt đang là người đồng hương Seongju. Puku. Puku đã không vượt qua được Apang, vận động viên của Trung Quốc. Nên nhớ rằng ở giải đấu này có danh hiệu vua phá lưới. Và ngoài ra thì còn có cả danh hiệu bàn thắng đẹp nhất nữa. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem rằng là các thành viên của các đội sẽ thực hiện những pha xử lý như thế nào để tạo ra một bàn thắng thật là đẹp. Su Jung.
Việt Vị mất rồi. Đó là tình huống mà Ivy Robot đã di chuyển hơi sớm. Nếu như La Liga có thể giành chiến thắng trong cặp đấu này thì bảng xếp hạng chúng ta sẽ trở nên vô cùng cam go ở lượt đấu 5 và 6. Tình bóng nguy hiểm. Cú không được, cú đá đi ra ngoài của chàng streamer đến từ Hàn Quốc. Nhưng sẽ có một quả phạt góc được dành cho tổ đội La Liga. Không có gì nguy hiểm đối với hàng phòng ngự của Bundesliga. Cho tới lúc này thì bên phía của Bundesliga đang bị lép vế một chút, nhưng đây là cơ hội để phản công Apang. Apang đang đẩy bóng lên phía trên, phía bên trong đang có 2-1 nhưng vẫn cố chuyền vào phía bên trong. Vẫn không được, lần chuyền thứ hai thì là một đường chuyền tầm thấp, nhưng lần này thì Apang vẫn có thể lấy lại được trái bóng của mình. Vẫn đang là cao thủ áo trắng, Bundesliga đang cố gắng vùng lên. Seongju không được. Và xoay sở đầy cố gắng Ivy Robot. Vẫn đang là Ivy Robot qua người. Hiltorodon không thể thành công tới từ Ivy Robot. Seongju. Apang. Seongju. Vẫn đang là các cầu thủ áo trắng. Và ngay lập tức là một cú phá bóng. Thời gian còn lại về một khoảng hơn 5 phút nữa. Tỷ số đang là 1-0 dành cho bên phía của La Liga. Có thể nói là bên cạnh ngoài cái việc là không bị cuốn theo bóng và phải di chuyển ở những khoảng không còn lại, thì đôi lúc các vận động viên điều khiển những cầu thủ không kiểm soát bóng cũng phải giữ im con cỏ hoặc là đứng yên vị trí đó khi mà họ đã có được một khoảng không hợp lý rồi. Và trong những phút vừa qua, đôi khi chúng ta vẫn thấy là một vài cầu thủ di chuyển không bóng nhưng họ lại dẫm chân lên nhau, họ đứng cùng vị trí, cho nên rất khó cho người đang cầm bóng. Và đây là IB Robot. Suyong đội của NZT nhằm tìm kiếm bàn thắng đẹp nhất nhưng vẫn chưa có bàn. Khá đáng tiếc khi mà đó lại là pha xử lý ZD, khi mà tôi thấy rằng là khoảng không gian khá lớn để hoàn toàn để thực hiện một cú power shot. Nhưng rất tiếc là điều đó đã không xảy ra rồi cho bên phía của La Liga. Nhưng điều quan trọng vào lúc này thì họ cũng đã vươn lên so với đối thủ của mình rồi. 3 điểm đang nằm trong tay của họ và họ chỉ còn cách chiến thắng 45 phút tiếp theo mà thôi. Điều này sẽ khiến cho bảng xếp hạng của chúng ta cực kỳ khó đoán trong hai lượt trận cuối. Jay Hong, Apang. Tổ đội Bundesliga họ vẫn đang rất nỗ lực. Apang với Ribéry. Ribéry rất khỏe. Frimpong. Matthews. Seongju với Frimpong. Cú phá bóng hụt. Một cú phá bóng hụt của Ivy Robot cũng đã mang tới một quả ném biên dành cho bên phía của Bundesliga. Apang. Seongju. Đã có lỗi và bây giờ sẽ là cơ hội để tạo ra một quả đá phạt thật sự là đẹp. Hãy cùng chờ xem ai sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Jaehyun. Jaehyun đang đứng trước bóng. Và đây cũng sẽ là một cơ hội để có thể cạnh tranh danh hiệu bàn thắng đẹp nhất. Vâng, phải chăng là một cú đá bằng má ngoài. Jaehyun cùng với Lothar Matthäus. Mùa thẻ returning. Đây rồi. Cú phá bóng là của Puku. Anh ta phá bóng ngay trên vạch vôi. Puku là đã đọc được ý đồ của đối phương là thực hiện một cú đá bằng má ngoài chân phải. Và đương nhiên là không thể nào mà vượt qua được anh ta khi mà anh ta đã đứng ở vị trí đó để hỗ trợ cho thủ môn của mình. Ivy Robot tạo nhận cho Ivy Robot. Suyong chuyển vào, không thể có cú dứt điểm từ Puku. Ba vận động viên của tổ đội Hàn Việt đã có pha hợp rất nhanh trong pha bóng vừa rồi. Bên này đưa ra câu trả lời với Apang. Tổ đội Việt, xin lỗi, Hàn Trung có vẻ đang gặp khá nhiều khó khăn. Những cái bước di chuyển không bóng của họ khá là tối và họ vẫn thường bị thói quen là hút theo bóng. Puku xoay người chuyển bóng khá khó. Seongju. Apang để mất bóng trước Ivy Robot. Johan Coy của Suyong. Đây là Henry của Ivy Robot rất mượt. ZD kiếm quả bàn thắng đẹp nhất. Ôi, không có cú đá bồi từ Puku.
bóng bật ra từ Maradona. Trước đó phản xử lý rất mượt của Zeraore cùng với Abirobot. Trời ơi, tôi tưởng là quả này Abirobot phải phóng FD ngay lập tức, nhưng mà rất tiếc, đó lại là cú DD và người đồng đội của anh ta cũng không kịp lao vào đá bổi. Bây giờ sẽ làm quả đá phạt góc dành cho bên phía của La Liga. Sút luôn. Quả hai người nhưng vẫn đang là cầu thủ áo xanh. Không thành công, nhưng vẫn đang là Abirobot. Rất tiếc là không có thêm một pha dứt điểm nào cả. Và bây giờ thì sẽ là một tình huống phản công dành cho bên phía của Bundesliga. Abang bị lắc bài. Nhưng vẫn là tố đội Bramalik. Tiếp tục là Abang. Xin lỗi tố đội Bundesliga. Abang mất bóng rất dễ dàng trước Abirobot. Suyong. Còn lại cầm Ronaldo Icon nữa. Abirobot. Puku tìm khoảng trống để dứt điểm nhưng không được. FD. Đó là pha xử lý của Abirobot. Thời gian không còn nhiều nữa và khoảng cách 1-0 cũng có thể coi là một khoảng cách không hề dễ xa lấp một chút nào cả. Chúng ta đã trải qua rất nhiều những trận đấu có tỷ số 1-0 rồi, hai trận đấu có tỷ số 1-0 rồi và hoàn toàn đây có thể là trận đấu thứ ba kết thúc với tỷ số 1-0. Cho nên là cái cơ hội để họ thực hiện những cú sút FD là không còn nhiều. Vâng, một sơ đồ đội hình đã có những chút sự di chuyển tới từ vị trí của Thierry Henry. Anh ta ra sang phải nhiều hơn. Quãng thời gian mà Henry chơi tại La Liga cũng là một quãng thời gian rất thành công trong sự nghiệp của Henry. Đó gần như là lúc mà Henry đã thu thập rất nhiều những danh hiệu trong sự nghiệp câu lạc bộ của anh. Khi mà trước đó tại Arsenal thì Henry dù xuất sắc nhưng khá vô duyên với danh hiệu. Vâng, đã thay một loạt những cầu thủ để có thể đảm bảo cho một nền tảng thể lực tốt hơn trong quãng thời gian còn lại của trận đấu này. Đường chuyền lỗi rồi. Abirobot. Suyong. Buku. Không có lỗi việt vị. Abirobot. Lần này thì anh ta đã không thể vượt qua được cầu thủ bên phía của Hàn Quốc. Nhưng vẫn đang là các cầu thủ áo xanh. Buku. Quá người. Chuyền vào. Đánh đầu. Tuyến hại cũng không thể lấy được trái bóng vừa rồi. Bây giờ là cơ hội phản công dành cho Bundesliga. Chuyền quá khó của Harry Kane. Nhìn Suyong lấy được bóng. Cơ hội đấy rồi. Abang. Lothar Matthäus. Đây là một ứng cử viên cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất. Người ghi bàn là Abang, vận động viên của Trung Quốc. Trước đó thì tố đội La Liga đã để mất bóng ở phần sân nhà của mình. Tỷ số là cân bằng 1-1. Và các bạn nên nhớ rằng không có một khán giả nào chọn kết quả hòa hết. Chúng ta vẫn có khả năng xảy ra một trận đấu kết quả hòa. Gương mặt đầy thất vọng của Puku, anh ta đang chấp tay lại hai người đồng đội của mình. Em lạy anh. Mất bóng ở trong một cái tình huống có thể nói là rất vô duyên. Tôi cũng nhớ rằng là ai đã để mất bóng trong tình huống vừa rồi nữa. Nhưng đó là một tình huống xử lý có thể nói là mang tới một sự thảm họa dành cho phòng ngự của bên phía La Liga. Abirobot. Ồ không. Không 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 không. Người để mất bóng lại chính là Buku. Như vậy là đó tình huống xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi. Anh ta đây xin lỗi. Mình xin lỗi, mình xin lỗi được chưa? Nhưng mà lúc này thì số đang là 1-1. Và như vậy là cơ hội dành cho La Liga sẽ rất là thấp. Bởi vì họ mới có 1 điểm thôi, họ sẽ thua thiệt so với những đội còn lại. Và Bundesliga sẽ tạm thời vượt lên khi họ có cho mình 4 điểm. Vâng, như vậy là trên các bạn khán giả cũng có feedback với chúng tôi, đó là các bạn không dự đoán được kết quả hòa, các bạn chỉ dự đoán được một trong hai đội thôi. Vì vậy là cái tỷ lệ dự đoán hòa cũng sẽ không được bình chọn được ở cái thể lệ này. Nhưng đây là trận đấu đầu tiên có kết quả hòa, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc đó là không có khán giả nào trả lời đúng để có thể nhận được phần quà của chúng tôi. Có lẽ đó cũng là một cái sơ suất của cái bên lập trình. Đây, anh chàng Puku chỉ tay sang người đồng đội của mình, ý nói là người đồng đội mình đã chơi rất hay nhưng mà lỗi thuộc về anh ta. Còn đây là Abang, anh chàng vận động viên của Trung Quốc, là người đã ghi bàn thắng rất quý báu dành cho team Bundesliga để giúp họ tạm vươn lên dẫn đầu và xếp hạng với 4 điểm. Vâng, và như vậy là tổ đội của đội Messi vào lúc này mới chỉ có 1 điểm mà thôi. Khó khăn.
áp lực dành cho Domisi là rất lớn ở trong trận thi đấu thứ ba. Ngày hôm nay thì anh được ngồi cạnh cô nàng MC Gloria xinh đẹp, chắc cũng tăng thêm độ hưng phấn. Vâng, cũng là kiểu ảnh lưu niệm. IB Robot đã chơi rất hay trận đấu này, mà IB Robot đã thể hiện được cái kỹ năng của mình cũng như là một khả năng chơi đồng đội khá là tuyệt vời để có thể giúp cho bên phía của La Liga có được một điểm. Vâng, một thông tin rất vui, một cái thông tin rất vui dành cho các bạn khán giả. Và như một cái lời xin lỗi với các bạn, thì với những cái trận đấu mà có tỷ số hòa thì 100% các bạn dự đoán dù thắng hay thua cũng sẽ đều có quà. Vâng, đó là một một sự lựa chọn rất là fair play đến từ siêu máy tính. Một lần nữa cảm ơn siêu máy tính rất là nhiều, và cũng cảm ơn những cái feedback của các bạn khán giả rất là kịp thời để chúng tôi có thể rút kinh nghiệm ở những cái lần dự đoán sau. Trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa, vì vậy là tất cả 100% các bạn dự đoán dù là thắng hay thua đều sẽ có quà. Một lần nữa xin hoan nghênh ban tổ chức với cái sự update rất là kịp thời này, và chúc mừng 100% các bạn khán giả đã tham gia dự đoán trong cặp trận vừa rồi giữa La Liga và Bundesliga. Tôi tin là các bạn sẽ rất vui vào lúc này, với những bạn cũng không nhập kịp cái mã code đã xuất hiện ở đầu game. Và tôi vừa mới chia sẻ rằng là anh Độ ngồi cạnh MC Gloria xinh đẹp để tăng thêm độ hưng phấn. Thế mà mấy anh em trên kênh chat thì lại bảo là tâm lý làm sao mà đá được. Anh Độ sướng quá, áp lực cho anh Độ BC. Vâng, một không khí rất là ủ rũ ở tôi đội La Liga khi vào lúc này họ mới chỉ có một điểm mà thôi. Và cái trận đấu vừa rồi thì mặc dù họ đã ghi bàn dẫn trước từ rất là sớm, nhưng cuối cùng họ để thủng lưới không sao. Nhưng tôi, mà cái là vẫn còn cơ hội. Nhưng mà cái bàn của Apang là có thể là cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới, bàn thắng đẹp nhất nha, một cú FD. Một cú FD ở góc khá là hẹp. Đó thì lúc IB Robot có cơ hội kiểu tương tự như thế, tôi cũng đã bảo là có khi phải thực hiện cú FD, nhưng mà IB Robot lại không muốn. IB Robot chơi rất là đồng đội. Thực sự là IB Robot là người chơi đồng đội. Như vậy là vào lúc này thì Bundesliga họ đang hoàn thành 2/3 lượt trận của mình, và họ có cho mình 4 điểm. Như vậy là sắp tới đây thì Bundesliga họ sẽ tiếp tục ra sân để hoàn tất nốt trận đấu của mình. Họ sẽ gặp tổ đội Premier League, và La Liga sẽ được nghỉ một lượt để trước khi họ gặp Ligue 1 ở cái lượt đấu cuối cùng. Và có thể nói đây sẽ là một cái trận đấu mà mang tính chất bản lề dành cho tổ đội Bundesliga. Họ đang có một phong độ rất tốt vào lúc này, một thắng một hòa. Và nếu như họ có thể đánh bại luôn tổ đội Premier League thì cái khả năng cao họ về đích với vị trí nhất bảng là cực kỳ cao. Nếu mà họ giành chiến thắng trước Premier League thì là họ vô địch luôn. Bởi vì là cho tới lúc này thì họ đây là trận đấu cuối cùng của Bundesliga. Trước đó thì họ thắng 1, họ hòa 1 và họ thắng nốt trận cuối, tức là họ bất bại. Đúng trong rồi. Khi đó những đội khác thì đều đã thua rồi. Và cái trận cuối cũng là cái trận sắp tới là trận cuối của Premier League luôn. Đúng rồi. Và Premier League mới chỉ có 3 điểm. Vâng, họ thắng Premier League một, muốn vô địch thì phải thắng. Đúng. Phải thắng Bundesliga ở trong trận đấu này, và đây là một trận đấu mang tính quyết định. Nhưng Bundesliga hoàn toàn thể vô địch. Vâng, nhưng mà trong cái cơ cấu mà chúng tôi đọc về giải thì $5,000 đó là chỉ dành cho các cá nhân thôi. Và tôi cũng không biết rằng là những cái tổ đội nào mà vô địch cuối cùng thì họ sẽ có phần thưởng gì. Tôi nghĩ là nhiều khả năng là cơ hội để có FMVP ở trong đó. Có FMVP. FMVP ở trong đó. Cái này thì tôi cũng không thực sự là rõ ràng. Ban tổ chức chỉ ghi là FMVP thôi, là được $2,000 thôi. Còn những vị trí khác về số bàn thắng nhiều nhất, về bàn thắng đẹp nhất và ăn mừng ấn tượng nhất thì được lựa chọn, đó là $1,000. Và tổng giá trị giải thưởng là $5,000. Vâng, như vậy là ở Bundesliga họ chỉ còn lại 2 thành viên thôi. Đó là anh chàng Jadam, đó là Influ của Thái Lan. Và một người cộng đồng, đó là anh Jay Park. Họ sẽ chọn một vận động viên bất kỳ trong cái tổ đội của mình để tham dự trận đấu sắp tới. Nếu mà bên phía của Bundesliga có anh Jadam thì tôi nghĩ là Bundesliga gặp căng đấy. Hơi khó để vô địch sớm. Mà sắp tới họ còn 2 J luôn anh. Vừa J Đam còn vừa J Bắc. Mà anh chọn thêm J Đá và chọn thêm Jadon Sancho. Đủ bộ luôn. Và chưa biết là họ sẽ chọn ai đây. Lúc này họ còn một Influ và một cộng đồng. Vâng. Có thể họ sẽ ưu tiên chọn một cộng đồng nữa để tăng cái độ mạnh cho đội của mình, để mà giành điểm tối đa trong cái lượt đấu cuối cùng của họ. Tôi nghĩ là chỉ có nội bộ họ thì mới biết ai là người mạnh nhất thôi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem rằng là ai sẽ là người được lựa chọn. Và bây giờ một lần nữa chúng ta cùng chào đón sự quay trở lại của tổ đội Ngoại hạng Anh. Nếu như họ có được chiến thắng ở trong cuộc đối đầu này thì họ sẽ tạm thời vươn lên dẫn đầu. Còn nếu như hòa thì họ cũng sẽ chỉ đứng ở vị trí thứ hai và không còn cơ hội để có thể vô địch được. Bên này thì họ chỉ còn một Influ chưa ra sân thôi. Đó là anh chàng Benz Apache của Thái Lan. Và chắc chắn là anh chàng này sẽ phải đá cái game sắp tới cùng với lại Iron Man. Apache và Iron Man chắc chắn thi đấu.
và chưa biết họ sẽ chọn ai trong những người còn lại. Có thể họ sẽ chọn Chris Phan, người đã ghi bàn thắng duy nhất ở cái lượt đấu đầu, và cái kỹ năng mà Chris đã phô diễn trong cái đấu đầu cũng rất ấn tượng. Chính nhiều xác. Khi là anh sẽ được tín nhiệm bởi những người đồng đội của mình. Tôi cũng nghĩ là như vậy, bởi vì là chúng ta sẽ có thể là tổ đội đó họ sẽ lựa chọn theo một cái phong thái, đó là phong độ của người chơi là như thế nào. Thì vào lúc này tôi thấy là Chris Phan là người đang chơi để lại nhiều ấn tượng nhất. Và tiếp theo sẽ là Bundesliga, tổ đội mà chúng ta vừa chứng kiến họ thi đấu một hành trình vượt khó. Vâng, với sự dẫn đầu tới từ Vốt Ca Quang, anh đã lựa chọn cho mình một trái bóng màu tím. Rằng chắc chắn là có giày đạp rồi, chắc chắn là có giày bắc luôn. Và người còn lại sẽ là ai đây? Rất hồi hộp, bởi vì đây sẽ là một sự kết hợp ngẫu nhiên của thành viên thứ ba. Chúng ta chỉ có tổng cộng là 8 người thôi, nhưng mà phải 9 người thì mới đủ 3 tổ đội đá các trận đấu 3-3. Hai người còn sót lại, Jadom, Jay Park sẽ ra sân. Và cái tên còn lại sẽ là cái tên bí mật. Liệu rằng sẽ là Hoàng Long hay Vốt Ca Quang? Một người Việt, anh vẫn tin là một người Việt sẽ được tin tưởng lựa chọn ở game này chứ. Tôi vẫn tin bởi vì Hoàng Long cũng là người đã ghi bàn. Đúng. Và Vốt Ca Quang thì cũng đã chơi khá là tốt. Vâng, chúng ta sẽ cùng chào đón lại hai MC của chương trình. Và lại một lần nữa chúng ta sẽ được lắng nghe những lời chia sẻ của cả hai lúc này. Và tôi nghĩ rằng là vào thời điểm này thì cả hai đều đang hướng tới những chiến thắng. EPL과 Bundesliga 팀이 맞붙게 되는데요. 각 팀에서 먼저 나올 두 명의 선수를 캡슐을 통해서 뽑아보도록 하겠습니다. 먼저 EPL 부탁드리겠습니다. 준효님께서 수고해 주시겠습니다. Vâng, và như vậy là chúng ta sẽ cùng mở ra lá phiếu bên phía của EPL ngoại hạng Anh. Vâng, Iron Man sẽ là sự lựa chọn đầu tiên. Tên thứ hai chắc chắn là Benji Apache, không khác được, chắc chắn là Apache. Benji Apache, anh này chắc là vừa thích Karim Benzema mà vừa thích Carlos Tevez. Kết hợp giữa cả hai Benji Apache luôn. Ace 선수를 뽑아주시면 될 텐데요. Ace 선수로 선정된 선수가 있을 거라고 생각을 합니다. 누군가요? 손 들어주시죠. 네, 이정호 선수가 세 번째 매치에 나온 Vâng, như vậy là anh chàng người Hàn Quốc này sẽ là cái tên được chọn. Lee Jong-ho. 그리고 이어서 분데스리가 확인해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 캡슐 열어보도록 하겠습니다. Như vậy họ sẽ là hai cộng đồng một influ ở cặp đấu này. 첫 번째 캡슐에서 나올 이름은요? Lee Jong-ho tham gia. 네, 제담 선수입니다. 제담 chắc chắn phải ra sân, chắn là Jadam rồi. 첫 번째 캡슐에서 rồi cái tiếp theo là Jay Park. 두 번째 캡슐 역시 열어보도록 하겠습니다. Đây rồi, chàng trai hài hước nhất Thái Lan. 마지막 선수죠. 아직 경기를 치르지 않은. Ở bên ngoài anh ấy là ngoài công việc là bình luận viên, anh ta còn là một ca sĩ nữa. 오. 네, Jay Park 세븐 선수입니다. 왕. Tiếp tục sẽ là Jay Park, 2 Jay rồi. Cái nào, Jay 5 không? Jay 100, Jay 5. Ai đây? Sonando. Vâng, như vậy là họ đã có những sự thảo luận trước đó. Như vậy là sẽ có hai sự kết hợp giữa Thái Lan, hai Thái và một Trung. Nhưng nó vẫn sẽ là hai cộng đồng và một influ. Như vậy là cả hai đều sử dụng hai cộng đồng một influ cho cái trận đấu quyết định của mình. Vâng, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi cho những vận động viên họ tới với khu vực thi đấu của mình. Còn ở bên dưới thì các khán giả sẽ đưa ra những sự bình chọn. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với màn chém gió của tôi và Phước Phở trong lúc mà chúng ta câu giờ vào trận đấu. Một lần nữa chúng ta hãy cùng nhìn lại đội hình. Đều là một influ và hai cộng đồng giữa cả hai. Iron Man, Lee Jong-ho sẽ kết hợp cùng với Apache. Trong đó thì Bundesliga sẽ là Jadon, Jay Park và Sonando. Thái Trung đối đầu với lại tổ hợp Thái Hàn Trung. Vâng, như vậy là không có bất kỳ một người Việt Nam nào xuất hiện ở trong trận thi đấu thứ 5 này cả. Và trận thi đấu thứ 5 này cũng đang là một trận đấu áp chót. Chúng ta chỉ còn lại trận đấu cuối cùng thôi. Mỗi một đội sẽ được thi đấu 3 trận. Và như những gì chúng ta thấy thì tổng cộng là có 6 trận. Và cơ hội để có thể cho Bundesliga vô địch là họ thắng ở trong trận đấu này. Nhưng nên nhớ rằng là vô địch chỉ là danh nghĩa thôi, không có tiền thưởng. Biết đâu là sau cái trận hòa vừa rồi thì các bạn khán giả trên kênh lại mong muốn có nhiều trận hòa hơn. Để ai cũng được có quà, dù là đoán đúng hay đoán sai đều có được có quà. Và lúc này thì ở phía sau của chúng tôi thì đang tổ chức một cái buổi bình chọn nhỏ nhỏ trước thềm trận đấu giữa Premier League và Bundesliga.
Bundesliga lúc này họ đang đứng trước cơ hội rất lớn để có thể giành luôn chiếc vô địch nếu như họ đánh bại Premier League ở cặp đấu sắp tới. Họ nghiễm nhiên sẽ là người dẫn đầu bảng khi vào lúc này họ vẫn chưa thua. Họ có một thắng và một hòa. Trong khi đó thì Premier League họ mới chỉ có 3 điểm, một thắng và một thua. Và đây cũng là lượt đấu cuối cùng của hai tọa độ này. Và tôi vừa nhìn ra phía đằng sau thì ở quanh chúng tôi là không có một cái trái bóng nào cả để chúng tôi có thể cầm và cho các bạn xem trực tiếp ở đây. Và một lát nữa tôi sẽ thử đi mượn xem là ban tổ chức có cho chúng tôi mượn để chúng tôi show diễn ở trên này hay không. Nhưng mà tí nữa thì sẽ thử thôi nhỉ. Nếu mà có thì nó sẽ hiện màu ở đây rất là đẹp. Vâng. À, và trong lúc mà chờ đợi bắt đầu trận đấu thì chúng ta lại tiếp tục với những câu chuyện phím đi. Những câu chuyện bên lề của chúng ta ở Busan ngày bữa giờ có rất nhiều câu chuyện vui. Vâng. Cái câu chuyện tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là câu chuyện sắp tới này chúng ta có một trận đấu có sự góp mặt của Iron Man, đúng không anh? Đúng. Người sắt đúng không? Đúng. Nhưng mà mấy ngày hôm nay trong cái team Việt Nam của mình có một người điện. Người đi ấy, người điện, đó là Djokovic. Anh này là chuyên đi giật điện những người xung quanh. Xin mời anh Phước kể câu chuyện về người điện Djokovic. Vâng, Djokovic thì là người miền Nam. Và anh ta sống thì cũng thường là ở khí hậu nóng. Vâng. Nên là bước tới Busan vừa xuống sân bay cái là dính ngay là nhiệt độ 1 độ C. 1 độ C tức là gần 0 độ C. Thì Djokovic thì cũng mang không nhiều áo lắm. Vâng. Anh ta thấy rất là lạnh. Nhưng mà không hiểu sao cơ thể của Djokovic lại tích điện, tích điện. Anh ta chạm vào đâu là nó cứ nổ tanh tách đến đấy. Và thậm chí là anh ta lúc mà đi cạnh với là tôi, chạm vào tay tôi cái là đỉnh hai anh em giật mình luôn. Rơi cả đồ đang cầm trên tay luôn. Và ui, không hiểu là cái gì mà lại có thể tích điện và giật điện đến như mà vậy. Mà đó là anh cảm nhận là cái luồng điện trong tay của Djokovic rất là mạnh luôn, đúng không? Đúng rồi. Tức là tôi mặc áo, anh ta sờ qua lớp áo này và vẫn nổ tanh tách, khiến tôi giật mình mà. Và chứng tỏ là cái tay của Djokovic đã tích điện rất là nhiều. Tôi không biết nó đến từ cái việc là anh ta sử dụng tay quá nhiều cho Djokovic cái việc luyện tập. Đến thời điểm vào tối ngày hôm qua vẫn còn bị tích điện trong người. Và anh ta thậm chí là sờ vào tay nắm cửa hay là sờ vào bất kỳ cửa taxi hay cái gì đấy. Anh ta đã bảo anh mở giúp em không dám, anh em không dám cầm nữa. Bởi vì là sờ vào đâu nó cũng nổ tanh tách như thế. Và Djokovic thì có chia sẻ rằng là anh cũng tìm hiểu xem là trên Google làm nào để hết điện. Thì là câu chuyện là anh đọc được một câu chuyện đó là phải đặt tay xuống dưới đất như thế này và truyền điện xuống dưới đất. Và anh đã cũng có làm mấy lần rồi. Ít ra thì điện cũng đã giảm bớt rồi. Đêm ngày hôm qua là vẫn nổ điện. Vâng, và như vậy là chúng ta có người điện trong cái team Việt Nam đi lần này đó là Djokovic. Và ngày mai thì Djokovic mới ra sân trong cái thể thức All-Star. Anh ta sẽ thi đấu cùng với người đồng đội của mình, đó là Jürgen. Theo những cái thể thức rất là mới lạ, nhưng mà ngày mai chúng ta sẽ phổ biến sau. Nhưng mà Djokovic thì sau quãng thời gian tích điện như thế thì anh ta bị ốm. À. Có mua thuốc ở Hàn Quốc, nhưng mà Djokovic có chia sẻ là em mua thuốc ở Hàn Quốc, cái tác dụng nó lên người nó hơi nhẹ. Không bằng thuốc không bằng thuốc ở Việt Nam. Thuốc ở Việt Nam uống vào phát là cảm giác khỏe hơn. Nhưng mà ở Hàn Quốc uống vào cảm giác nó không xin nhê gì cả. À. Và đó là những cái câu chuyện bên lề vui, và chúng tôi còn rất nhiều câu chuyện khác để dành có thể mang ra kể cho các bạn trong cái khoảng thời gian mà chúng ta phải chờ đợi. Và nói thật, chúng tôi làm cái công việc bình luận viên ở đây trong những cái khoảng thời gian như thế này cũng rất là áp lực, bởi vì đạo diễn hình hay là đạo diễn ở Việt Nam cũng yêu cầu là chúng tôi phải nói chuyện liên tục với các bạn trong khoảng thời gian này. Nhưng mà rõ ràng thông tin chúng tôi cũng đã đưa đủ rồi, và bên phía Hàn Quốc thì họ cũng có những cái thủ tục riêng của bên họ mà chúng ta phải chờ đợi để cùng bắt đầu đồng bộ với các bình luận viên của nước khác. Cho nên là chúng tôi cũng muốn đem những cái câu chuyện vui ở bên lề để kể cho các bạn nghe, bởi vì những câu chuyện này cũng không được chia sẻ rộng rãi trừ trong nhóm của tụi mình thôi. Đúng rồi. Đó là những cái câu chuyện mà chỉ có những người đi ra trải nghiệm giống như chúng tôi thì mới có thể có được, mới có thể chia sẻ được với cho mọi người. Đó là những cái câu chuyện mà cũng khá là vui, cũng là khá là thú vị, mà đôi khi là nếu mà không ở cùng nhau thì cũng không biết được. Đúng rồi. Bởi vì là Djokovic thì ban đầu là ở cùng Bảo Trọng, nhưng mà sau đó thì xuống ở cùng với tôi, bởi vì là phòng của Djokovic chỉ có một giường thôi. Phòng của tôi lại có hai giường, nhưng mà tôi lại ở một mình. Thế là tôi bảo là Djokovic xuống ở cho rộng rãi. Thế là Djokovic xuống và truyền điện khắp mọi nơi. Và đây rồi, khi mà cái câu chuyện về người điện Djokovic vừa xong thì chúng ta cũng đến với trận đấu tiếp theo giữa Premier League và Bundesliga. Đây cũng là những trận đấu cuối cùng của hai tổ đội này. Với những người chưa ra sân thì bây giờ họ sẽ được thưởng thức bầu không khí của nhà thi đấu Mexico và của FC Pro Festival. Nãy giờ tôi cũng để ý là những cái đội mà được chọn cái áo màu xanh lá thì họ không những bị xa lánh mà họ còn rất dễ dàng mang về những chiến thắng. Và ở trận đấu thứ 5 này có 90% các bạn khán giả trên website đồng hành chọn Premier League, và chỉ có 10% các bạn khán giả chọn Bundesliga. Vâng, đã có những bạn quay đầu sang Bundesliga. Và tỷ lệ để họ có thể giành chiến thắng cũng lên khá là cao, bởi vì là hòa thì các bạn vẫn có thể giành chiến thắng. Iron Man. Đường truyền dành cho ai đây? Quả tạt. Đánh đâu? Và đó là Pache. Đội Premier League đã vươn lên.
Vâng, niềm vui của anh chàng streamer bên phía Thái Lan, Benji Abache. Và bàn thắng được ghi rất sớm dành cho tổ đội Premier League. Lee Jong Ho là người đã có quả tạt rất hay để giúp cho người chơi bên phía của Thái Lan đã có cú đánh đầu. Mọi người đánh đầu lúc so mới ảo. Thường là lúc so sẽ tạt. Không hiểu là anh chui từ đâu lên, nhưng mà đó lại là bàn thắng dành cho hậu vệ bên phía của Premier League. Áp lực dành cho bên phía Bundesliga là không hề nhỏ. Và tôi không biết là Jay Dam đang ở đâu. Đây Iron rồi. Man. Đội chuyển vào Abache. Ôi trời. 2-0. Và đó là tiếp tục lại Benji Abache. Hai bàn cân bằng với thành tích của Sterling Ford. Hai người Thái đang cạnh tranh với nhau cho danh hiệu vua phá lưới vào lúc này. Vâng, cứ tạt cánh đánh đầu là mang về bàn thắng. Đó là những gì mà chúng ta đang chứng kiến ở những cuộc đọ sức giữa Premier League và Bundesliga. Người vừa lập công đó là Ruud Gullit. Nhưng điều quan trọng đó vẫn là Abache. À, như những gì mà chúng tôi đã chia sẻ thì ở trong lượt trận cuối này thì bên phía của Bundesliga sẽ gặp khó khăn hơn khá là nhiều. Đường chuyền khá tốt của Zidane. Lại là Zidane. Zidane làm gì đây? Zidane chuyền xa quá và đội của anh cũng đã mất bóng rồi. Rồi phản công. Abache. Abache đẩy bóng hơi dài. Chuyền bóng hỏng và bóng lại về với tổ đội ngoại hạng Anh. Jong Ho. Không được, đó là cú đánh đầu về của Sonando. Bây giờ thì tổ đội Bundesliga sẽ phải là lên bóng. Rất hay. Đối mặt Jay Park. Làm gì đây Jay Park? Jay Park qua người. Gương mặt rất lạnh lùng của Jay Park. Anh ta cần phải lạnh lùng như vậy để có thể đuổi kịp đối phương. Một cú hưu to ball roll rất hay để khiến cho thủ môn bên phía của Premier League không thể làm được gì. Và đó là bàn thắng dành cho Harry Kane. Tỷ số ngay lập tức là rút ngắn xuống còn 1-2. Có vẻ như khi mà các vận động viên đã bắt đầu làm quen được với nhịp chơi bóng thì họ đã hữu dụng hơn trong những pha dứt điểm cuối cùng của mình. Và đây là một cái tổ đội mà cả hai bên đều sử dụng hai người chơi cộng đồng. Vì vậy là cái độ cân bằng của nó được mang đến trong cái việc xử lý kỹ năng. Và vừa rồi chúng ta đã được chứng kiến điều đó trong cái pha xử lý rất bình tĩnh của Harry Kane. Jay Park, tiếp tục là Jay Park được chuyền vào. Tổ đội Bundesliga vẫn đang tấn công, họ đang rất quyết tâm. Họ cũng hưng phấn sau khi có được bàn gỡ, bàn rút ngắn, Sonando. Hay quá, Jay Dam. Jay Dam cú đá rất căng của anh chàng Blumin Thái Lan. Thủ môn bên phía của Premier League đang phải hoạt động rất vất vả. Đây là cơ hội phản công. Jong Ho và Sonando phía bên trong. Jong Ho. Nào, tìm góc tạt nào, có tạt không? Đấy đâu. Không được. Và bây giờ sẽ là cơ hội phản công dành cho các cầu thủ áo trắng. Chúng ta đang được xem một bữa tiệc tạt cánh đánh đầu từ phía tất cả các đội. Bởi vì đó là cách rất dễ để tiếp cận với bàn thắng trong việc thi đấu 3-3 như thế này. Và cái việc di chuyển không bóng là cực kỳ khó. Iron Man giành lại bóng cho tổ đội ngoại hạng Anh. Không thể với được ở trong tình huống rồi. Và bây giờ tiếp tục là Jong Ho. Vượt qua được Jay Dam. Jong Ho. Đường chuyền bóng tốt dành cho Iron Man. Iron Man. Không được. Liên tục là những tình huống spam tạt. Xuất xa. Bàn thắng thứ 3 chưa tới với bên phía của Premier League. Nụ cười rất tươi của Abache. Nếu như có thêm bàn thắng nữa, anh ta sẽ lập hat-trick và hoàn toàn có thể hướng tới danh hiệu vua phá lưới. Abache đó là biệt danh đã gắn liền với Carlos Tevez, một người cũng đã từng khuynh đảo ngoại hạng Anh trong màu áo của West Ham và hai câu lạc bộ thành Manchester. Cũng giống như cách mà Benji Abache đang khuynh đảo trận đấu này với hai bàn thắng của mình. Jay Park vẫn là Jay Park, một đội viên của Trung Quốc. Những pha xử lý skill rất bình tĩnh của Jay Park. Sonando. Khoảng cách một bàn, thời gian vẫn còn rất nhiều cho tổ đội Bundesliga. Họ đang đặt rất tầm quyết tâm rất cao. Bởi vì họ thắng thì họ sẽ có cơ hội rất lớn để dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó thì Premier League với một chiến thắng này cũng sẽ gây áp lực lên dành cho Ligue 1. Ligue 1 sẽ hoàn thành lượt đấu của mình ngay sau đây trong trận đấu với La Liga. Họ cũng đang có cùng 3 điểm như Premier League. Jong Ho. Iron Man. Jong Ho.
pha xử lý rất bình tĩnh bởi vì Premier League đang dẫn trước. Một hiệp đấu phải nói là rất chất lượng đến từ cả hai, rất kịch tính và hấp dẫn. Có thấy là cả hai bên đều đang rất quyết tâm. Bên phía của Bundesliga chúng ta thấy Jay Đàm lúc nào cũng cười, anh coi đây là một cuộc vui đơn giản là như vậy thôi. Jay Park, Jay Đàm, Jay Đàm, Jay Park, Sonado. Sonado đã không thể có được pha dứt điểm cuối cùng. Và xử lý rất vội vàng nhưng lại chính xác. Trông Hồ xử lý rất kỹ thuật tới từ Trông Hồ Ironman. Vẫn còn Trông Hồ, qua người Trông Hồ, làm gì đây? Một cơ hội rất lớn để truyền vào phía bên trong nhưng Trông Hồ đã không làm như vậy và cơ hội cũng đã trôi qua. Jay Đàm, vâng, Jay Đàm dẫn luôn trái bóng đi ra ngoài và cũng sẽ khiến cho cơ hội của Bundesliga trở nên hẹp lại. Jay Park, Jay Đàm làm gì? Lại thêm lần nữa thì Jay Đàm chuyền hỏng mất rồi. Jong Ho Lý rất bình tĩnh đến từ Lee Jong Ho nhưng mà anh bị kẹt giữa hai người. Jay Đàm vẫn là anh chàng đến từ Thái Lan. Jay Đàm, hai người đội bộ ở phía dưới không tách ra mà chạy bị chung vị trí cho nên là khó truyền, nhưng vẫn có cơ hội cho Sonando. Không được, Lee Jong Ho đã đọc được tình huống vừa rồi và anh ta xử lý rất nhanh. Phản công dành cho Premier League. Jong Ho, Iron Man vẫn đang di chuyển để chờ bóng. Iron Man không được. Sonando, Jay Đàm rất nhiều khoảng trống lộ ra, đường trong khe cho Jay Park. Jay Park kịp không? Vẫn là Jay Park việt vị rồi. Và bây giờ sẽ là thời điểm để thay người. Đó sẽ là những sự điều chỉnh đến từ tốc độ Bundesliga. Họ đang phải rượt đuổi. Bundesliga đang cần một bàn thắng nữa để gỡ hòa và duy trì vị trí số 1 của mình trên bảng xếp hạng và chờ đợi cho trận đấu cuối cùng. Cơ hội dành cho các đội ở phía dưới là vẫn còn. Apache, đường chuyền không tốt của Apache nhưng vẫn đang là Apache. Quả tát, nhưng đó lại là một đường chuyền khá nhẹ của Apache, rất đáng tiếc. Đó chưa thể là cơ hội để nâng tỷ số lên 3-1 cho Premier League. Jay Park, Jay Đam. Jay Đam có vẻ như là không muốn giữ bóng lâu hơn trong chân của mình nữa. Tới là chuyền, có bóng là chuyền luôn. Đây rồi, Jay Đam. Và xử lý không tốt của Sonado và bây giờ là cơ hội dành cho bên phía của Premier League. Apache, Apache phía bên trong có người, không thể vượt qua được Jay Park. Jay Đam tiếp tục là chuyền ngay. Sự kết dính của các cầu thủ áo trắng đang là hơi thấp khi mà khoảng cách giữa họ và những cầu thủ xếp trên là khá xa. Cơ hội, đó là cơ hội cho Sonando nhưng mà cũng không thể tung ra quỹ điểm cuối cùng. Thời gian đang cạn dần với những nỗ lực của tốc độ Bundesliga. Đây là tổ đội có Vũ Cao Quang và Hoàng Long nhưng mà họ chỉ tham gia một trận đầu thôi. Cái tỷ lệ mà xảy ra kết quả hòa cũng khá cao khi mà khoảng thời gian còn lại vẫn đủ để cho Bundesliga ghi bàn gỡ hòa. Nhưng mà trước mắt họ không để thủng lưới thêm cái đá Benzia Bache. Jong Ho vẫn còn Iron Man. Đó là Rooney. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, Wayne Rooney. Chân sút vĩ đại nhất lịch sử của Man United đã đặt dấu chấm hết cho tổ đội Bundesliga. Niềm vui của tổ đội Premier League. Đây còn là Rooney Icon the Moment nữa. 3-1. Và chiến thắng chắc chắn thuộc về Premier League rồi. Họ sẽ có cho mình 6 điểm sau 3 lượt trận. Và nó sẽ đặt một áp lực cực lớn lên vai của Ligue 1. Vì như vậy câu chuyện mà đua vô địch bây giờ chỉ còn là Ligue 1 và Premier League thôi.
Bundesliga hết lượt đá rồi, họ chỉ có 4 điểm mà. Nguy hiểm. Thiếu chút nữa thì lại có thêm bàn thắng nữa dành cho bên phía của Premier League. Chọc khe. Quá khó dành cho Zeydam. Tỷ số đang là 3-1. Thời gian còn lại thì chưa đến 3 phút. Tôi nghĩ là như vậy. Và như vậy là ở lượt trận này thì rất đông các bạn khán giả đã dự đoán đúng. Có đến 90% các bạn đã dự đoán là Premier League. Và đúng là như vậy. Mặc dù là tốc độ Bundesliga chơi rất tốt ở hai cái lượt trước La Liga và Ligue 1. Nhưng cuối cùng thì họ lại gục ngã trước tốc độ ngoại hạng Anh. Trận đấu kết thúc. Và ngôi sao của trận đấu này đó chính là Benji Apache. Anh chàng streamer đến từ Thái Lan đã ghi hai bàn thắng. Và bàn còn lại thì anh cũng góp dấu giày trong cú ra chân của Rooney. Với người lập công đó chính là Iron Man, anh chàng vận động viên cộng đồng của Trung Quốc. Đó là một sự kết hợp rất hợp lý khi mà họ chọn cái đội hình này. Trong đó thì Bundesliga mặc dù họ cũng đang có những cái tính toán, đặc biệt là với Jay Park, tôi rất ấn tượng với Jay Park bên phía họ. Nhưng mà rõ ràng một mình Jay Park là không đủ để cùng với hai người đồng đội của mình kiếm ít nhất là một trận hòa. Và như vậy là cái câu chuyện mà đua tranh vị trí đầu bảng giờ chỉ còn là Premier League và Ligue 1 nữa mà thôi. Vâng. Ligue 1 buộc phải thắng, nhưng mà phải thắng với tỷ số đậm thì mới có cơ hội vượt qua được Premier League. Vâng, chính xác là như vậy. Một lần nữa thì chúng ta nhìn thấy sự thua cuộc tới từ Jay Đam. Sẵn cứ nhắm tới anh chàng Super Chai. Bởi vì là ngày trước tôi kết hợp anh ấy, tôi cũng thua. Rồi, như vậy cái này có vẻ như là anh chàng bình luận viên Super Chai hay còn có biệt danh là Jay Đam mà anh không có duyên lắm với những trận đấu 3-3. Đặc biệt là trong những cái giải Showmatch. Nghĩa là có thể là sau giải này mấy giờ sắp tới mà sơ quá thì anh sẽ trở lại bàn bình luận viên chăng. Và xin chúc mừng cho tổ đội Premier League có sự góp mặt của hai thành viên Việt Nam đó là Bảo Trọng và Chris Phan. Họ sẽ tạm thời vươn lên dẫn đầu và họ cũng đã hoàn thành xong 3 lượt thi đấu của mình với 2 thắng và 1 thua, 6 điểm. Và Benji Apache cũng đang đua tranh danh hiệu vua phá lưới nhưng mà anh ta hết cơ hội ghi bàn rồi. Vâng, ở đầu chương trình thì chúng ta nhìn thấy sự xuất hiện của Chris Devil Gamer. Và ở cuối, ở trận thi đấu thứ 6 ngày hôm nay thì sẽ là sự xuất hiện của đội BC. Và một sự sắp xếp của số phận thôi. Cái này là bốc thăm thôi, không có một sự sắp xếp nào tới từ Việt Nam ở đây cả. Vì vậy mà quý vị và các bạn hãy gọi nhau vào để theo dõi anh Độ thi đấu. Anh Độ BC thi đấu, một trong những người cùng với cả Chris Van đã có được cho mình những hình ảnh ở trong bộ môn game FC Online này. Ở đây chúng ta cùng nhìn lại bảng xếp hạng khi mà Premier League đang có được 6 điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa việc là phải có một đội nữa 6 điểm thì mới có thể cạnh tranh được với vị trí số 1 của Premier League. Và đó chỉ có thể là Ligue 1 thôi. Bởi vì La Liga lúc này mới chỉ có 1 điểm. Nhưng La Liga thì đương nhiên là không muốn xếp bét rồi. Họ cần phải có được những bàn thắng nữa để có thể cạnh tranh vị vua danh vị vua phá lưới. Mới chỉ có 2 bàn thôi. Lập một cú đúp ở trong trận đấu hoàn toàn có thể xảy ra mà. Vì vậy mà họ sẽ chiến đấu vì những danh hiệu cá nhân đó nữa và cả những bàn thắng đẹp nữa. Mặc dù nhìn lên bảng xếp hạng vào lúc này thì La Liga lại khá thua thiệt so với những đội còn lại. Tuy nhiên vào lúc này thì đội Messi, người chưa ra sân cùng với những người đồng đội khác của mình thì lại đang rất quyết tâm để có thể gạt dò được Ligue 1. Qua đó cũng sẽ gián tiếp giúp cho đội của Chris Fan có thể giành được vị trí đầu bảng. Và lúc này thì các thành viên của Premier League sẽ phải cổ vũ cho các thành viên của La Liga để họ ngăn chặn Ligue 1 lại. Những người mà chưa ra sân của bên phía La Liga đó là đội Messi và Nipit, vận động viên cộng đồng của Thái Lan. Và họ chắc chắn sẽ phải tham dự trận đấu sắp tới đây để chọn một người ngẫu nhiên còn lại. Và chúng ta quay trở lại sân khấu chính để chào đón sự xuất hiện trở lại của tổ đội Ligue 1. Và tổ đội Ligue 1 thì sẽ không có sự xuất hiện của em Nhím nữa. Anh Quốc cũng không xuất hiện nữa. Nhưng đó là ở trong những câu chuyện trước đó. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem rằng là họ có được lựa chọn ở trong trận thi đấu cuối này hay không, để có thể kết hợp với những người còn lại. Và trên kênh chat thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy các bạn gõ Let's Go BC rất nhiều. Hy vọng rằng đây sẽ là một trận đấu mà anh Độ BC sẽ có được cho chúng ta một quãng thời gian thực sự là tuyệt vời dành cho đội của anh. Cái tổ đội Ligue 1 này thì chắc chắn sẽ có hai influ rồi. Đó là Nick và Minkyo, những người đã chưa ra sân. Và
họ sẽ chọn một người cộng đồng nào đây? Khả năng là Selim Four chăng? Khả năng là Selim Four, người đang ghi hai bàn và đang đua tranh danh hiệu vua phá lưới cùng với Benji Apache. Nhưng mà Selim Four lại còn có cơ hội nâng cao thành tích ghi bàn, chứ còn Benji Apache thì không còn nữa. Vâng, và người mà chúng ta chờ đợi đây sẽ là anh chàng Đỗ Vĩ Sĩ. Đây rồi, anh đã thả tim rồi, anh đã thả tim tới quý khán giả đang theo dõi chương trình này. Hy vọng là những trái tim đó sẽ bay phấp phới ở trên sân khấu vào lúc này tại nhà thi đấu Besco. Vâng, cái tốc độ này thì trước mắt họ sẽ có một influ, một cộng đồng. Họ sẽ có lợi hơn đội bên kia chắc chắn là hai influ rồi. Vì vậy là họ có thể chọn một người cộng đồng nữa để tăng thêm cái sức mạnh cho đội mình. Và mọi người hãy chia sẻ kênh chat của mình để chúng ta có thể được chứng kiến, cho những người bạn có thể chứng kiến anh Đỗ BC thi đấu ở trong lần ra quân này dành cho bên phía của La Liga. Và chúng ta sẽ cùng trở lại với bộ đôi Subin Yoon và Jun Hyo Park. 아까와 마찬가지로 이번에도 남은 캡슐 두 개 아직 경기를 치르지 않은 두 선수와 함께 ở nhiệm vụ của hai MC này là chỉ ra gọi là bốc thăm thôi, đó là hỏi các tuyển thủ một vài câu xem rằng là họ sẽ như thế nào. Bây giờ sẽ là bốc thăm ngay lập tức dành cho hai đội tuyển. Đầu tiên đó sẽ là Liga. 네, 김민규입니다. 김민규 선수 마지막 매치를 치르게 됐습니다. 김민규. 네, 첫 번째 chắc chắn rồi. Anh ta sẽ cùng kết hợp với influ còn lại của Thái Lan. Đó là Nick and R. Những người chưa ra sân. 이름은요. 아마 모두들 알고 계실 것 같습니다. 열어보도록 하겠습니다. Nick and R 선수입니다. 네, 이렇게 và bây giờ họ sẽ bầu chọn một người ngẫu nhiên. 이제 팀 내 상위 리그 선수 Charlie Four. 에이스 선수 한 명을 뽑아 주실 텐데요. 에이스 선수 손 들어 주세요. Vâng, đúng là Sterling Ford. Sterling Ford đã giơ tay. Như vậy là sự kết hợp một hàng hai thái. Và bây giờ đội La Liga sẽ có lợi thế hơn. Nipit 선수입니다. Nipit 선수 첫 번째 캡슐에서 이름이 호명됐고요. 오, 마지막 캡슐 열어보도록 tại, haguess습니다. 예, 라고 Thái Lan. 아리가를 대표해서 경기를 펼칠 마지막 선수는요. 바깥 된 건 chắc chắn là Đỗ Vĩ Sĩ rồi. 지금 아는 선수인데 미시 게이밍입니다. 미시 게이밍 선수. 와, họ sẽ chọn ai đây? 네, 마지막 경기를 치르게 됐습니다. 자, 이제 우리 미시 게이밍 에이스를 또 뽑아 봐야죠. 와, bên phía của La Liga họ sẽ lựa chọn thêm một người nữa. 이 라리가의 에이스는 누군가요? 나오시죠. 예. 아, 신수영 선수가 되겠습니다. 네, 이렇게 해서 đó là một vận động viên tới từ Hàn Quốc. Jun Si-yong 모두 정해졌습니다. 잠시 후 승부 예측 투표에서 마지막 매치 승부 예측 확인해 보시고요. 지금까지 FC 프로 페스티벌 데이 1 리그 챌린지 현장 인터뷰의 아나운서 윤수빈 박준현이었습니다. 감사합니다. 네, 맞아요. Đúng như chúng ta đã dự đoán thì ở cái lượt đấu cuối này thì La Liga họ lợi thế hơn. Họ chỉ còn một influ, một cộng đồng và họ đã ghép cái đội hình đó là hai cộng đồng với sự góp mặt của Nipit và Shin Su-yong. Vâng, đó cũng sẽ là cơ hội để cho Messi Gaming hoàn toàn có thể ghi bàn ở trong trận đấu ngày hôm nay với sự hỗ trợ tới từ những người chơi cộng đồng, những người đã vô địch cộng đồng ở trong những quãng thời gian vừa qua. Và hy vọng rằng là đây sẽ là một trận đấu bùng nổ dành cho đại diện của Việt Nam. Còn bên kia sẽ là sự kết hợp giữa hai influ và một cộng đồng. Và bây giờ cũng là lúc quan trọng là các khán giả tại nhà thi đấu Besco họ sẽ đưa ra những cái sự dự đoán của mình thông qua những chiếc đèn. Tôi cũng rất tò mò cái việc đó là một tí nữa thì họ sẽ bầu chọn cái bàn thắng như thế nào. Không biết là họ sẽ chiếu lại toàn bộ những bàn thắng cho khán giả chọn hay là sau đó hoặc là ban tổ chức họ tự chọn luôn. Như vậy thì nó mang tính cảm tính rất là cao. Tôi nghĩ rằng là nếu như vậy thì hoàn toàn sẽ để cho khán giả bình chọn được. À, những khán giả đang có mặt ở đây họ hoàn toàn thể lựa chọn cho mình 3 bàn thắng mà họ cho là đẹp nhất. Đó, sau đó thì họ tổng hòa lại tất cả và sẽ tìm ra được đáp án cuối cùng là đâu sẽ là bàn thắng đẹp nhất. Được lựa chọn ra với số lượng phiếu bầu nhiều nhất, cao nhất. Hy vọng rằng đó là một cách tổ chức hợp lý để mang tới một sự công bằng dành cho những người đang có mặt ở nhà thi đấu Besco vào lúc này. Tôi nghĩ là bây giờ thì chúng ta cũng là chia sẻ một cái câu chuyện bên lề khác mà chúng ta đã trải nghiệm trong những ngày qua ở Busan. Ngày hôm qua thì chúng ta đã đi ăn một cái quán ăn
Và nó cũng đặc biệt tôi ở chỗ này là anh sẽ nhắc đến câu chuyện đấy mà. Vâng, bởi vì là tôi nó chia sẻ thật với anh em là anh cảm anh sau khi anh gặp cô gái đấy anh đã xin Facebook rồi. Không. Không phải là kiểu đó. Hằng ngày qua chúng tôi đi ăn một cái quán ăn theo như những chia sẻ của các bạn phiên dịch viên ở đây thì đó là một cái quán ăn khá nổi tiếng ở Busan. Và bình thường thì khi mà khách đến ăn họ sẽ phải xếp hàng rất là dài. Bởi vì bàn ở trong thì cũng khá là ít, nhưng mà lượng khách thì quá đông, họ thường xếp hàng rất là dài. Nhưng mà hôm qua chúng tôi đến thì lại may mắn là không phải xếp hàng và có bàn ngay. Vâng. Một điều đặc biệt do quan hệ của anh từ trước đó đúng không? Có một điều đặc biệt của quán ăn này đó là tất cả những bạn phục vụ trong đó đều là người Việt. Và và các bạn đó đều rất trẻ và đều là những bạn du học sinh Việt Nam tại Busan. Sinh năm bao nhiêu anh? Sinh năm bao nhiêu? Thì cái người duy nhất mà chúng tôi quen trong ngày hôm qua đó là một cô bạn sinh năm 2000. Wow. Nhưng mà bạn đó đang học năm cuối của chương trình thạc sĩ tại Busan này, rất là giỏi. Rất giỏi. Vâng. Thạc sĩ. Sinh năm 2000 học thạc sĩ. Vâng, năm cuối thạc sĩ luôn. Wow. Và nó đang học cao học tại Busan. Và ngày hôm qua chúng tôi có một cái cuộc gặp gỡ rất thú vị giữa tất cả các bạn phục vụ trong quán đó đều là người Việt hết. Vâng. Và các bạn đó chia sẻ cũng ít khi nào gặp người Việt. Và ngày hôm qua gặp một cái nhóm khách người Việt vào quán đó là nhóm của chúng tôi thì cái bầu không khí trong đó cũng vui vẻ hơn rất là nhiều. À, có một cái chia sẻ đó là bạn đó nói là làm ở quán này thì ngày nào cũng có drama hết. Ồ. Và ngày hôm qua những cái người mà mang đến drama cho quán đó chính là nhóm của tụi mình. Nhóm của tụi mình. Drama gì vậy anh? Thì là drama là mang đến câu chuyện vui thôi, ngày nào cũng có chuyện để nói. Thì ngày hôm qua là nhóm của tụi mình. À, có một cái điều cũng rất là đặc biệt nữa ở cái quán này đó là họ chỉ thuê những cái bạn phục vụ là người Việt Nam thôi. Và theo như giải thích của chủ quán đó là những người phục vụ của Việt Nam á, thì họ sẽ được ưu tiên hơn những người Hàn. Tại vì cái tính chất đó là cần cù, chăm chỉ. Và thậm chí là những cái người phục vụ mà bên Hàn này á, tức là anh giao việc bao nhiêu thì họ chỉ làm đúng bấy nhiêu thôi. Nhưng mà Việt Nam mình thì họ rất là năng nổ mà họ có thể là làm thêm những cái công việc nhỏ nhặt khác nữa nhưng mà họ không có tính tiền mà họ không có nề hà. Cho nên đó là lý do mà cái vị chủ quán này rất thích có những cái bạn phục vụ đó là những cái bạn đến từ Việt Nam. Vâng. Và tôi nghĩ rằng là bên cạnh đó thì có thể là về mặt tiền lương nữa nhỉ. Thì lương cũng là một trong những sự lựa chọn để dành cho những cô gái. Dù sao thì họ cũng đang là sinh viên, họ cũng đúng cần rồi. Có một việc làm thêm để trang trải thêm cái cuộc sống của mình ở đây. Và cái bạn mà anh quen tên gì nhỉ? Cô ấy tên là Lệ. Lệ. À và có một cái điều cũng thú vị luôn là ngày hôm qua tụi mình cũng mới biết được đó là ở cái bạn phục vụ này nè, đáng lý ra là bạn đó sẽ tham gia trong đội ngũ phiên dịch viên của chúng ta ở cái giải đấu lần này. Nhưng mà cuối cùng thì trong những số những cái hồ sơ mà nộp lên thì cuối cùng là Lệ là không được chọn. Lệ không được chọn. À, cho nên là cô ấy không thể tham gia giải đấu cùng với mình. Thì sau đó thì Lệ cũng có nhắn tin cho một bạn phiên dịch đó là rủ cả đoàn Việt Nam mình. Tôi lại tưởng nhắn tin cho anh. Không, nhắn tin cho bạn phiên dịch khác để rủ cả đoàn Việt Nam cùng qua bên đó ăn để có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với các bạn. Thì cuối cùng ngày hôm qua chúng ta cũng đã gặp được. Đó cũng là một cái câu chuyện thú vị bên Lệ muốn chia sẻ với các bạn ở Busan những ngày qua trong lúc mà chúng ta vẫn chờ đợi kết quả bầu chọn ở phía sau. Vâng, và ngày hôm qua thì đấy là một cái bữa ăn mà chúng tôi ăn là lòng nướng và có hai loại lòng, một loại lòng thì nó cũng khá giống với lòng ở Việt Nam thôi, loại lòng khác thì rất là nhiều mỡ nhưng mà tưởng là ăn vào nó ngán nhưng mà ăn vào thì cũng khá là ngon khi mà nước chấm ở đây cũng được pha để phù hợp với cả những cái vị giác của người Việt. Và vào đó thì ban đầu thì hình như là các bạn chia sẻ rằng là cái quán này là hàng ngày rất là đông. Nhưng mà hôm qua đúng là lúc chúng tôi tới cũng không đông lắm nên là phục vụ cũng khá là nhanh. Đấy dù sao cũng là sự may mắn và có duyên đúng không anh cả? Đúng rồi, rất có duyên để gặp được những cái bạn du học sinh đang có mặt tại Busan vào lúc này. Và câu chuyện chúng ta vừa hết thì cũng là lúc mà trận đấu cũng đã đến bắt đầu. Đây cũng là trận đấu thứ 6 và nó cũng sẽ khép lại ngày thi đấu hôm nay của League Challenge. Và ngày mai chúng ta sẽ có một ngày thi đấu All Star dành cho các vận động viên chỉ chuyên nghiệp thôi của các nước. Và mỗi nước sẽ có 2 vận động viên chuyên nghiệp tham dự ngày thi đấu ngày mai. Với cái tổng giải thưởng sẽ còn lớn hơn rất nhiều. Gương mặt đầy quyết tâm của đội Messi khi anh ta bước vào trận đấu quyết định của tổ đội La Liga. Đây sẽ là một trận đấu giữa hai đội tuyển mà chỉ có một đội tuyển là có cơ hội để có thể vô địch thôi, đó chính là Team Liga. Đã có lỗi, đó là lỗi của Kaka. Đó là một tấm thẻ vàng. Ở trong trận thi đấu này thì chúng ta nhìn thấy là bên phía của Ligue 1 họ sẽ mặc cho mình bộ trang phục đó là màu xanh. Một bộ trang phục khá may mắn. Và trên website đồng hành của giải đấu thì có 80% các bạn khán giả lựa chọn người chiến thắng là Ligue 1 và 20% các bạn khán giả lựa chọn là La Liga. Và xin nhắc lại là nếu như mà trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa thì toàn bộ nhưng mà khán giả đã dự đoán trong cái cặp đấu này dù thắng hay thua cũng sẽ đều nhận được quà từ ban tổ chức.
Và cuối buổi stream ngày hôm nay chúng ta sẽ vẫn còn một mã code SVIP nữa chờ đợi các bạn. Cho tới lúc này thì chúng ta đang nhìn thấy bên phía của Ligue 1 đang là những người kiểm soát trận bóng tốt hơn. Su Yong, Nipit, một đường truyền dành cho Missy Gaming. Missy Gaming không được, anh ta đã không thể vượt qua được hậu vệ của đối phương. Và cắt bóng, nhưng cho tới lúc này thì trái bóng vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của cầu thủ áo xanh. Sẽ là một quả ném biên dành cho đại diện của La Liga. Nipit, Su Yong. Su Yong tới, không được. Rất đáng tiếc là anh đội của chúng ta lại có một pha di chuyển chưa đúng so với tầm truyền của Su Yong ở trong tình huống vừa qua. Mọi thứ vẫn đang chưa thực sự là quá gắn kết dành cho bên phía của La Liga. Nhưng bây giờ thì sẽ là một quả tạt trăng tới từ bên phía của Ligue 1 đánh đầu. Không thể vượt qua được thủ môn bên phía của La Liga. Người vừa có cú đánh đầu vừa rồi là Sterling Ford. Và nếu như vừa rồi là cú đánh đầu thành bàn thì Sterling Ford sẽ trở thành một ứng cử viên cực kỳ nặng ký cho danh hiệu vua phá lưới. Mikio, vua phá lưới của chúng ta nhận được đến 1.000 đô lận. Ngoại trừ FMVP được 2.000 đô, còn lại các giải thưởng khác đều là 1.000 đô. VC Gaming, điều chuyển tốt. Su Yong, Sterling Ford, vẫn đang là Sterling Ford. Cần phải có một đường truyền và sau đó di chuyển vào phía bên trong, chờ đợi cho một quả tạt. Và đó sẽ là cơ hội của Sterling Ford. Đánh đầu! Thiếu chút nữa là bàn thắng thứ 3 cho Sterling Ford. Vâng, anh đã rời những ngón tay cái để hoàn toàn đồng ý với những tình huống phối hợp của những người đồng đội của mình. Tôi thật nói vừa rồi là pha phối hợp khá ăn ý giữa Sterling Ford và hai người đồng đội của anh. Nipit, đây là một vận động viên có kỹ thuật của Thái Lan về hiện tại từ theo chuyên nghiệp. Tiếp tục là Nipit, cơ hội cho Nipit và các đồng đội của mình. Làm gì đây? Đó là pha xử lý của Nipit. Có lẽ những người đồng đội của Nipit đứng ở những vị trí không thuận lợi để anh ta truyền bóng, nên là anh ta quyết định xử lý tiếp. Sterling Ford, Nick Anna mất bóng rồi, người lấy bóng là Nipit. Su Yong, vẫn là Su Yong. Nipit, đây là những thời điểm mà bên phía của La Liga đang phải kiểm soát trái bóng để có thể làm giảm nhịp độ trận đấu cũng như là chờ đợi thời cơ. BC Gaming điều chuyển tốt, vẫn còn BC Gaming, khoảng trống Susa. Rất đáng tiếc là bàn thắng đã không tới với đội BC. UZD ở phía góc gần vẫn là chưa đủ lực và cũng chưa đủ độ hiểm hóc để có thể loại bỏ được đối phương. Cơ hội, BC Gaming không vào. Đó là lỗi biệt vị của Ronaldo de Lima. Và đây anh Độ đây rồi. Một vẻ mặt phải nói là rất quyết tâm để có thể tìm kiếm bàn thắng. Ronaldo de Lima cũng là thần tượng của đội BC. Vì thế mà ở trong chiếc áo mà anh mặc thì có ghi ở dòng chữ đằng sau lưng, đó là Ronaldo, là số 9 luôn, số 9 luôn. Su Yong, bóng cuối. Lipit, đội Messi vẫn đang là tốc đội La Liga, không được. Như vậy là hết giờ. Hiệp 1 đã bất phần thắng bại với tỷ số không đều. Và cơ hội nguy hiểm thuộc về Sterling Ford với hai cú đánh đầu. Nhưng mà rất tiếc là anh ta vẫn chưa thể nâng thành tích ghi bàn của mình lên con số 3. Cuộc đua vua phá lưới vào lúc này vẫn đang diễn ra với hai người Thái Lan. Họ đang đều có cùng hai bàn thắng. Đó là Sterling Ford và Benji Apache. BC Gaming, ở trong quãng thời gian của hiệp 1 thì chúng ta thấy được là một nửa quãng thời gian đầu thì thuộc về bên phía của Liga, nhưng nửa còn lại thì thuộc về La Liga. Có tạt không? Nipit, Nipit, Nipit hơi chậm và có một đường truyền có thể nói là hơi tối vào phía bên trong. Và sau đó thì những người đồng đội của anh cũng đã phạm lỗi rồi. Trái bóng bây giờ thì quay trở lại với bên phía của Liga.
Minkyo. Và cướp bóng tốt của Nibit. Thì bên trong đang có khá đông cầu thủ cơ ơi. Không vào. Đó là cú bắt volley rất tốt của Su Young. Thực sự là đáng tiếc. Thực sự là đáng tiếc cho cú bắt volley này của Ronaldo de Lima. Vâng, tôi vừa nhận được thông báo của siêu máy tính về code SVIP. Tôi biết là một cái mã code mà các bạn rất mong chờ. Và nó sẽ đến vào phút 70 của trận đấu này. Các bạn nhớ nha, phút 70 code SVIP sẽ lên. Chúng ta đang đến với gần phút 60 rồi và còn khoảng 10 phút in game nữa cho code SVIP. Và tỷ số hòa này thì cũng đang mang đến rất nhiều niềm vui cho các bạn đã dự đoán cặp trận này. Bởi vì tất cả sẽ đều có quà. Nhưng nó lại sẽ là câu chuyện không vui với tổ đội La Liga. Không thể có được một tình huống phối hợp thành công dành cho bên phía của La Liga. La Liga đang rất cố gắng. Cơ hội. Làm gì đây? Chuyền đi. Không chuyền. Minkyo. Trái bóng vẫn đang nằm trong chân của bên phía Ligue 1. Rõ ràng là sau khi bên phía của La Liga họ bắt nhịp đối với trận đấu thì cơ hội của họ cũng đến nhiều hơn. Lợi thế. Rất nguy hiểm. Không vào. Pha xử lý hú vía. Suýt chút nữa thì Nick Anna đã có cơ hội. Nếu là đó là pha ghi bàn thì sẽ là một cuộc cạnh tranh rất khốc liệt giữa Ligue 1 và Premier League. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị trở lại game đấu. Chúng ta còn 5 phút in game nữa. Các bạn hãy chờ phút 70. Phút 70 của trận đấu này chúng ta sẽ có code SVIP. Và các bạn cũng đừng quên là chúng ta có một cái chương trình treo máy 15 phút. Từ 10 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Và các bạn chỉ cần đăng nhập vào game đủ 15 phút là sẽ có cơ hội nhận cho mình gói SVIP 3 ngày. Su Young. Chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu. Rất tốt. Su Young. Đây đây. Và đó là BC Gaming. Anh không ăn mừng. Anh không ăn mừng với vẻ mặt lạnh tanh. Và những người vui nhất vào lúc này vừa là các fan của Phùng Thanh Độ mà vừa là tổ đội Premier League luôn. Cái bàn thắng này nó sẽ vô tình ngáng chân của Lê Hằng và nó sẽ khiến cho Premier League kết thúc với vị trí đầu bảng. Lúc này thì Premier League đang có 6 điểm, Ligue 1 đang có 3 điểm và La Liga có 4 điểm. Selling for Minkyo. Cơ hội. Su Young. Henry the moment việt vị rồi, chưa kịp tung ra của FD. Ở trên trang đồng hành thì có 20% các bạn khán giả đang đúng. Đang đúng đến thời điểm này. Code SVIP cũng vừa lên. Rất nhiều những niềm vui đến với đại gia đình của MC Gaming. Nick Anna rất cao. Charlie Ford rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng. Nhưng vừa rồi Eden Hazard với một góc sút quá hẹp đã không thể đưa bóng vào lưới của người đồng hương Thibaut Courtois. Thủ môn truyền hỏng. Nhưng bóng sẽ vẫn sẽ thuộc về tổ đội La Liga. Lipit. Đội BC di chuyển. Cơ hội. Đội BC. Quá chạy, quá chạy. Chiu. Nhưng mà đây là fan của Ronaldo de Lima. Fan Ronaldo de Lima. Nhưng mà dù vẫn sao vẫn là Ronaldo. Vẫn là Ronaldo. Không quan trọng, không quan trọng. Bây giờ chúng ta có 3 người đang đua vua phá lưới. 3 người đua vua phá lưới và trong đó có đội BC của Việt Nam. Rất hay. 2-0 rồi. Tôi nghĩ là cái cuộc đua mà vua phá lưới nó còn căng thẳng hơn cái cuộc đua dẫn đầu và xếp hạng bây giờ nữa. Chính xác là như vậy. Tại vì bây đang giờ đúng là rồi. Chắc chắn là Premier League dẫn đầu rồi. Chính xác. La Liga chắc chắn sẽ có 4 điểm bằng với là Bundesliga. Liệu có cú hat-trick dành cho đội BC trong những phút thiếu còn lại hay không? Nhưng vào lúc này thì bóng đang nằm trong chân của bên phía Ligue 1. Cơ hội đây rồi. BC Gaming. BC Gaming. Deep it. Không được. Vẫn còn. Vẫn còn. Vẫn BC còn. BC Gaming. Cơ hội. Đồng đội rất đồng anh đội. Anh rất đồng đội. Chuyền đi. Và đó là bàn thắng. Đó
của Su Young. Messi Gaming đã có một kiến tạo hai bàn thắng ở trong trận đấu này, chắc chắn anh ta là man of the match. Nếu, hoặc có thể cũng sẽ là vua phá lưới. Ờ đúng. Tại vì nếu mà ba người bằng bàn thắng, một người có kiến tạo đúng, thì có thể đúng, là đúng, có đúng. được xem xét là vua phá lưới luôn. Hoàn toàn có thể là được danh hiệu vua phá lưới. Mặc dù là bằng số bàn thắng nhưng mà đội Messi đã có hơn một kiến tạo so với Charlie Ford. Và người còn lại là Benzi Abache. Nipit không thể có quý điểm, không có penalty. Nếu mà có penalty là đội Messi đã là vâng, một trận đấu đã rất cháy, một trận đấu rất cháy của tổ đội La Liga. Họ đã bùng lên rất mạnh mẽ ở game đấu cuối cùng này và gián tiếp giúp cho team Premier League dẫn đầu và xếp hạng. Như vậy là Premier League đã là đội giành chiến thắng trong cái Anti-Doping League Challenge ngày hôm nay. Nhưng cái phần thưởng mà chờ đợi, cái phần thưởng hiện kim nó sẽ dành cho những cá nhân. Cái cuộc đua hoa lưới đang có 3 người bằng điểm số với nhau, đều có cùng 2 bàn, đó là đội Messi, Benzi Abache của Thái Lan và Charlie Ford của Thái Lan. Tạm thời chúng ta đã đếm được thêm một cái thành công nữa của đội Messi, đó chính là một kiến tạo. Không biết là hai bên kia, hai game thủ kia thì họ đã có được kiến tạo nào hay chưa, bởi vì rõ ràng lúc nãy tôi cùng với anh cả cũng chưa quan sát được những cái kiến tạo đó của họ. Và xin chúc mừng cho 20% các bạn khán giả ở trên trang web đồng hành đã lựa chọn La Liga trong cặp đấu này, và tổ đội của giải Tây Ban Nha đã giành chiến thắng. Đây là chiến thắng đầu tiên của họ trong ngày League Challenge ngày hôm nay, khi mà những người đang ngồi ghế này, những người ngồi ở đây không làm được điều đó. Trong khi đó thì team Premier League họ đến rất gần với chiến thắng sau cái cú vấp ngã vừa rồi của Ligue 1. Mặc dù là Ligue 1 đã rất cố gắng nhưng mà cuối cùng là họ vấp ngã ngay trận đấu quyết định. Và Premier League chính là đội đã đăng quang. Vâng, ngày thi đấu mà nó rất là nhiều những cái niềm vui và tiếng cười. Và đúng là đội Messi không làm cho chúng ta thất vọng, mặc dù anh ta đá ở cái lượt cuối cùng luôn. Mà cái đội của anh ta là cũng hết hy vọng nữa, cái đội là rất và buồn. Và sau khi mà La Liga lên vị trí thứ hai thì anh Độ lại tiếp tục là vua về nhỉ. Vâng, xin chúc mừng cho tổ đội ngoại hạng Anh, trong đó có sự góp mặt của hai thành viên Việt Nam, đó chính là Chris Phan và Bảo Trọng. Những người nằm trong tổ đội ngoại hạng Anh đã xuất sắc, có được 6 điểm sau 3 lượt trận. Và nó cũng cho thấy là cái sự đồng đều của 4 cái giải đấu này, khi mà không có một cái đội nào mà thấp điểm hết, ít nhất ai cũng sẽ có một chiến thắng. Ít nhất ai cũng có là ít nhất là 3 điểm. Chính xác. Nhưng xét về điểm số thì rõ ràng là bên phía của Premier League cũng đã được dự báo từ trước là đó là một trong những đội tuyển cũng rất là mạnh. Không chỉ bởi là những bể cầu thủ mà họ đã có ở trong quá khứ lẫn đến hiện tại, mà có đó là cả những sự xuất hiện của những chàng trai khác nữa. Và bây giờ sẽ là thời gian chúng ta cùng nhìn highlight.
Vâng, xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với giải đấu FC Pro Festival ngày thi đấu thứ nhất. Và bây giờ sẽ là thời điểm mà chúng ta có lễ trao giải. Những kết quả cũng đã có rồi và chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem rằng là bên phía của nước chủ nhà Trung Quốc sẽ lựa chọn ra những giải thưởng như thế nào dành cho những đội đã tham dự ở trong ngày thi đấu hôm nay. Ngày tham dự có thể nói là mang tới rất nhiều cảm xúc. Ba mươi hai vận động viên đến từ bốn quốc gia, gồm có những vận động viên vô địch cộng đồng, cùng với đó là cả những tuyển thủ, và bên cạnh đó là có thêm cả những KOL nữa, những người đại diện cho môn thể thao điện tử FC Online tại Việt Nam cũng như là bốn quốc gia. EA의 아시아 마케팅 총괄 스튜어트 콜만님입니다. 큰 박수와 함께 무대 앞으로 모시겠습니다. 박수 부탁드립니다. Vâng, chúng ta sẽ cùng chào đón vị giám đốc marketing của EA khu vực châu Á. Tôi cũng chưa kịp đó là nhìn ông tên Stewart. Ông Stewart, ông sẽ lên để trao giải thưởng đầu tiên. Dạ, 오늘 이렇게 시상을 위해서 홀만님께서 굉장히 먼 길을 와 주셨습니다. Ông đồng thời cũng là giám đốc cấp cao của EA. 어땠는지 한 말씀 부탁드리겠습니다. Please tell us how you felt about this competition. It's been an amazing competition. Really fun to watch, really exciting, and I'm very happy to be here in Busan. Tôi cảm thấy rất cuốn hút và cảm thấy rất là hạnh phúc khi có mặt ở đây. 이곳에 온 게 정말 재밌었고 정말 và bên cạnh đó thì các đội cũng đã thi đấu đầy nỗ lực và mang đến kết quả rất tuyệt vời. 네, 이렇게 콜만님의 저희가 간단한 소감을 저희가 들어봤고요. 그렇다면 이제 콜만님과 함께 바로 지금부터 FC Pro Festival Day 1 리그 챌린지 시상식을 진행을 해보도록 하겠습니다. 먼저 오늘 대회 득점왕입니다. 오늘의 득점왕은 공동 수상입니다. 저희가 호명하는 분들은 차례대로 앞쪽으로 이동을 해주시면 감사드리겠습니다. 자, 라리가의 신수용, 그리고 라리가의 메시 게이밍, 리강의 슈링 포드, 그리고 프리미어 리그의 벤츠 아파체 선수입니다. 네 분 모두 축하드립니다. Đây là giải ba. Giải ba của chúng ta sẽ được trao cho các thành viên của tổ đội La Liga. Vâng, như vậy chúng ta đang nhìn thấy là danh hiệu vua phá lưới thuộc về Apache. Danh hiệu phượng và lưới. Đây là danh hiệu đầu tiên mà ban tổ chức Hàn Quốc trao cho. $1,000. Và mặc dù là có hai người khác có cùng số bàn thắng như là Benji Abache, nhưng mà cuối cùng thì anh chàng của Thái Lan vẫn được nhận giải. Shaolin Four cũng 2 bàn và Đỗ Messi cũng 2 bàn. Nhưng cuối cùng là anh chàng này nhận được giải thưởng $1,000. Xin chúc mừng cho Benji Abache. 네, 이렇게 감사드리겠고요. 이제 두 분은 가지고 뒤쪽으로 다시 자리를 이동해 주시면 감사드리겠습니다. 자, 이제 다음 부문에 대해 시상을 진행을 해보도록 하겠습니다. 이어서 베스골 부문 시상을 진행을 하도록 하겠습니다. 리그 챌린지 베스골 분데스리가 J-Park 세븐 선수입니다. 축하합니다. J-Park của tổ đội Bundesliga sẽ là người nhận danh hiệu bàn thắng đẹp nhất với $1,000.
Và đó là một bàn thắng nó đến từ một pha phối hợp rất là nhịp nhàng. Và không chỉ Jay Park đâu mà những người đồng đội của anh cũng đã có phần tạo nên cái bàn thắng rất đẹp của Jay Park. Và chắc chắn là một ngàn này Jay Park sẽ không phải cân nhắc chia cho những người đồng đội của mình. Xin chúc mừng Jay Park, một anh chàng đến từ Trung Quốc nhưng mà lại là rất hâm mộ một ca sĩ và rapper của Hàn Quốc, đó là Jay Park. 뒤쪽으로 불러나주시면 감사드리겠고요. 자리로 이동해 주시면 감사하겠습니다. 자 이제 두 가지 부분 남겨두고 있습니다. 이어서 베스트 세레머니 부분 시작하도록 안 하겠습니다. 안 먹는 어떤 것? 리그 챌린지 베스트 세레머니 프리미어 리그의 벤츠 아파세 선수입니다. 축하드립니다. Có vẻ như là đó là Benji Apache tiếp tục á. Đúng rồi, như vậy là có đến hai giải thưởng dành cho Apache. Vâng, Benji Apache. Trời, quá thành công. 2.000 đô la Mỹ không khác gì là MVP cả. Hai bó hoa yêu thương được gửi đến anh. Và hai tấm bảng thể hiện 1.000 đô la Mỹ cộng lại với nhau thành 2.000 đô la Mỹ. Quá hạnh phúc dành cho Benji Apache. Và mặc dù là cái anh Benji Apache anh đá có một game thôi, anh đá một trận thôi, nhưng mà anh lụm luôn hai giải, đó là ăn mừng ấn tượng nhất và top scorer. Tôi không nhớ là anh ăn mừng như thế nào nữa. Tôi cũng không biết là cái tiêu chí để bình chọn của cái xếp hạng cho này là cái họ dựa theo tiêu chí nào. MVP 시상인데요. 과연 어떤 선수가 MVP를 차지했을지 지금 바로 호명을. Bây giờ sẽ là MVP giải thưởng quan trọng nhất. FC Pro Festival League Challenge MVP입니다. 리강의 쇼링 포드 선수입니다. 축하드립니다. 너무 흥분했어요. Vâng, đó là Sherling Ford. Sherling Ford. Anh ta sẽ nhận giải thưởng là MVP. Ôi, như vậy là người Thái bội thu à. Người Thái lấy hết những giải luôn, chỉ có Trung Quốc lấy một giải thôi. Chỉ có Jay Park của Trung Quốc là lấy cái giải là bàn thắng đẹp nhất. Còn lại là MVP, vua phá lưới và ăn mừng đều thuộc về hai người Thái Lan, đó là Benji Avache và Sherling Ford. Như vậy là họ hai người Thái đã tổng cộng ra về với là 3.000 đô la. 4.000 và chỉ có 1.000 dành cho Jay Park. Anh nghĩ thế nào về cảm nghĩ anh nghĩ thế nào về trận đấu ngày hôm nay? 사실 이렇게 MVP를 딱 받게 됐는데 오늘 경기하면서 받게 될 거라고 예상이 됐나요? MVP를 받게 될 거라고 예상을 했을까요? NMC hỏi là trước giải đấu thì anh có nghĩ là mình sẽ đạt được MVP không? Game 스타일 thì mình lên mình nghĩ là mình không đạt. 마지막 게임 할 때는 안 될 거라고 생각했다. 그렇습니다. 사실 굉장히 좀 많은 선수들이 함께 화합회장으로서 잘 해냈기 때문에 이런 부분들이 있었었는데 만약에 다음에도 똑같이 이런 대회가 펼쳐지게 된다면 또 한번 참여할 의사가 있을까요? 와, 안 chia sẻ rằng đó cũng là một cái giải thưởng rất là bất ngờ và có sự giúp sức của các đồng đội. 렌 더 바이 합. 알겠습니다. 이렇게 오늘 MVP가 시상됐었던 셔링 포드 선수와까지도 vâng, 잘 가볍게 얘기를 나눠봤습니다. 자, 이렇게 해서 chúng ta cũng biết rằng là bóng đá là một thể thao tập thể. 리그 챌린지의 모든 và thành công của những cái người đạt những danh hiệu cá nhân trong bóng đá thì đương nhiên sẽ có sự giúp sức của những người đồng đội còn lại. 이렇게 큰 무대 와가지고 우리 FC 온라인 사랑해주시는 많은 분들이랑 같이 하니까 정말 기쁘고 소중했던 시간이었던 것 같습니다. 자, 그럼 송영주 해설위원은 좀 어떠셨을까요? 너무나 좀 감격스러운 자리가 아닌가. 사실 하나의 축제의 장인데 그 축제를 해설할 수 있게 돼서 굉장히 기쁘고요. 지금 높으신 분 옆에 서 있어서 기쁩니다. 그게 제일 포인트군요. 네, 그게 예. 중요하죠. 그렇습니다. 자, 이렇게 해서 한국, 중국, 태국, 베트남 네 개의 나라가 한 자리에 모여서 정말 화합의 장을 누릴 수 있는 như vậy là giải đấu FC Pro Festival giữa bốn quốc gia cũng đã diễn ra khá là thành công. Cũng đã diễn ra khá là thành công. Với những chiến thắng dành cho những giải thưởng cá nhân, những gì mà chúng ta vừa được chứng kiến. Và rất tiếc là Việt Nam chúng ta không có ai lên nhận giải thưởng cả, mặc dù là đội Messi đã có một trận đấu rất là hay, rất là bùng nổ. Và tôi thì lúc đầu tôi cứ tưởng là nhường cái giải vua phá lưới kia dành cho Apache để sau đó là đội Messi nhìn lên nhận cái giải MVP, nhưng mà hóa ra lại không phải. Không, nhưng mà quan trọng là cúp cho lòng người hâm mộ mới là quan trọng anh. Và dù sao thì đây cũng là một ngày thi đấu mang tính chất showmatch và giải trí, và đây cũng là một cái ngày hội nhằm ra mắt chính thức, đó là một cái kỷ nguyên mới của FC Online, và nó sẽ tiếp tục, nó là một cái người bạn đồng hành trên màn hình máy tính của tất cả các huấn luyện viên tại các nước như là Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan, và chắc chắn sẽ là một món ăn tinh thần
nó mới mẻ một chút, nó mang diện mạo lạ hơn một chút, nhưng tất cả đều mang lại một cái trải nghiệm bóng đá rất là tuyệt vời cho các huấn luyện viên muốn trở thành những ngôi sao sân cỏ. Vâng, một lát nữa thì tôi cũng sẽ cố gắng để hỏi xem ban tổ chức lựa chọn những tiêu chí cụ thể là như thế nào. Vâng, tôi cũng rất tò mò. Có hai bàn thắng đã được giải thưởng vua phá lưới, trong khi hai người khác thì cũng có hai bàn thắng nhưng mà lại không có được cái điều tương tự như vậy. Mà cái anh Shaolin Four đó là ảnh hụt cái giải là vua phá lưới, nhưng mà ít ra anh cũng có một cái giải an ủi khác, đó là cái giải MVP, MVP hay nhất luôn. Trong đó thì cái phần thưởng còn lại thuộc về một vận động viên của Trung Quốc. Như vậy là Hàn Quốc hay là chủ nhà Hàn Quốc và Việt Nam thì không có giải thưởng cá nhân trong cái ngày League Challenge này. Nhưng mà chúng ta hy vọng rằng là vào ngày mai ở cái ngày thi đấu mang tính chất đầy chuyên môn hơn, đó là All Star, thì chúng ta sẽ có những giải thưởng đến từ các vận động viên Việt Nam. Và đến đây thì ngày thi đấu League Challenge của FC Pro Festival cũng xin được phép khép lại. Tôi cũng như anh Huy Phước sẽ sang hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai vào lúc 1 giờ trưa cũng trên hai kênh sóng của EA Sports FC Online Việt Nam. Xin chào, hẹn gặp lại.